Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 96. Người động đến hắn một cái thử xem. Giọng nói này rất bình thản, nhưng lại vô cùng bá đạo, hơn nữa còn ẩn chứa sát ý nặng nề. Bên trong Thiên Vân Các, rất nhiều tu sĩ mờ mịt nhìn bốn phía, nhưng khi bọn hắn cảm nhận được hàn khí xung quanh, cũng không nhịn được mà run rẩy. Một chân của Tả Giang Lê vẫn dừng giữa hư không, thân thể không nhịn được dùng mình một cái, đề phòng nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy thân ảnh nào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Mà Tiếu Thiên Dương khi nghe được giọng nói này, trên mặt lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Thời gian trở lại trước đó, trong bóng đêm, bên ngoài quán rượu đột nhiên xuất hiện 5 người, người cầm đầu là một thanh niên mặc áo bào đen, trừ Tiêu Phàm ra còn có thể là ai đây? Thiên Vân Các. Lông mày của Thanh Phong lão tổ hơi nhíu, hắn biết rõ nơi này. Chỉ là trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, Tiêu Phàm một đường chạy đến nơi này, chẳng lẽ Tiếu Thiên Dương bị người bắt đến nơi này? Nếu quả thật là như vậy, Tiêu Phàm cũng quá thần kỳ. Đi lên, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn vừa mới thả linh hồn lực ra, nhưng không ngờ bên ngoài Thiên Vân Các lại có một kết giới ngăn cản linh hồn lực của hắn. Tiêu Phàm đã xác định. Tiếu Thiên Dương ở bên trong Thiên Vân Các, phệ hồn truy tung khí tức thần lực, cho tới bây giờ chưa từng sai lầm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự đi vào Thiên Vân Các, có mấy người hầu đi tới, nhưng Tiêu Phàm không để ý tới, hắn dọc theo khí tức hồn lực của Tiếu Thiên Dương tiếp tục truy tìm. Nhìn thấy Tiêu Phàm quen thuộc nơi này như vậy, những người hầu kia cũng không ngăn cản Tiêu Phàm, dù sao khí thế của đám người Tiêu Phàm không phải cường đại ở mức bình thường. Nhưng khi bọn Tiêu Phàm trực tiếp đi lên tầng cao nhất, mấy người hầu vội vàng ngăn cản trước người Tiêu Phàm nói, các ngươi không thể lên tầng cao nhất. Tại sao không thể đi lên? Chẳng lẽ có thứ gì mà người khác không thể thấy sao? Tiêu Phàm trợn mắt liếc qua, linh hồn lực của hắn xuyên qua kết giới tầng cao nhất, phát hiện tình hình phía trên. Thậm chí vừa lúc nghe được lời nói của Tả Giang Lê rằng chuẩn bị ném Tiếu Thiên Dương vào bên trong huyết hồ cho cá ăn, lửa giận của Tiêu Phàm nổi lên. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng trên người Tiêu Phàm, mấy tên người hầu kia vội vàng lui sang một bên, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, bên trên là Tả Giang Lê công tử, người đi lên nhất định chính là tự tìm cái chết, lúc đó đừng trách chúng ta không có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Tiêu Phàm thấy mấy người không tiếp tục ngăn cản nữa, lần nữa đi lên tầng cao nhất, lại đúng lúc nghe được giọng nói Tả Giang Lê cười lạnh, hưởng thụ thật tốt đi. Người động đến hắn một cái thử xem. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, sát khí vô tận từ trên người hắn tràn ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Thiên Vân Các, mấy tên người hầu kia không khỏi lạnh run. Tả Giang Lê không thấy được bất cứ thân ảnh nào, chân phải chuẩn bị tiếp tục đá ra, nhưng lúc này, phía cầu thang truyền đến một tiếng bước chân, sát ý băng lãnh phóng tới Tả Giang Lê. Dưới luồng khí thế này, Tả Giang Lê không khỏi rút lui hai bước, sắc mặt biến hóa. Nổi giận nói, không biết tầng cao nhất đã được bản công tử bao sao. Đứa mẹ nào dám xông vào, ta xem ngươi là chán sống rồi. Cũng khó trách Tả Giang Lê phẫn nộ như thế, chỉ bằng vào thân phận người kế thừa Tu La Sơn này, hắn có thể tung hoành khắp Tây Thành, hơn nữa thực lực của hắn cũng không tệ lắm, không có kẻ nào dám chủ động tìm hắn để gây sự. Nhưng bây giờ lại có người dám hô to gọi nhỏ với hắn, hơn nữa còn động sát tâm với hắn. Lửa giận của Tả Giang Lê cũng bốc lên. Ở Tây Thành này, nhân vật có thể lọt vào trong mắt Tả Giang Lê, thật đúng là không mấy người. Lúc này, ngoài đầu cầu thang đã xuất hiện 5 thân ảnh, cảm nhận được khí thế trên thân 5 người, trong lòng Tả Giang Lê cũng hơi ngưng tụ. Nghe nói người muốn vứt hắn xuống huyết hồ cho cá ăn. Tiêu Phàm thấy Tiếu Thiên Dương không có gì đáng ngại, thần sắc cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh, híp hai mắt nhìn Tả Giang Lê nói. Làm càn, dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Tả công tử, muốn chết sao? Tả Giang Lê còn chưa kịp mở miệng, một thanh niên khác đã phẫn nộ quát. Tả Giang Lê đưa tay ngăn người kia lại, cười nhìn đám người Tiêu Phàm nói, làm sao, mấy vị cũng cảm thấy hứng thú với việc đem người sống cho cá ăn sao, các ngươi có thể lưu lại quan sát. Ta đúng là cảm thấy hứng thú, người sẽ đích thân biểu diễn cho ta xem sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nếu đạo hữu có ý tứ này, bản công tử sẽ để cho các ngươi thưởng thức một lần. Tả Giang Lê không để ý lời nói của Tiêu Phàm, chuẩn bị động thủ với Tiếu Thiên Dương một lần nữa. Nhưng mấy người sau lưng Tả Giang Lê, lại nghe hiểu được ý của Tiêu Phàm, con ngươi không khỏi co rụt lại,
Không, ý ta là, người biểu diễn cho ta. Tiêu Phàm vội vàng gọi Tả Giang Lê, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lung lay nói. Ta, nửa ngày sau Tả Giang Lê mới lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bây giờ hắn sao còn không rõ, Tiêu Phàm không phải là muốn hắn tìm người khác cho cá ăn để biểu diễn, mà là để bản thân hắn đi vào trong hồ cho cá ăn, biểu diễn cho Tiêu Phàm xem. Tiểu tử, người xác định là không phải đến tìm cái chết. Sát khí lạnh lẽo trên người Tả Giang Lê nở rộ, hắn đường đường là người kế thừa Tu La Sơn, lại bị người kêu đi xuống hồ cho cá ăn, đây quả thực là đang nhục nhã hắn. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, từng bước một đi về phía Tả Giang Lê, bộ dáng kia tựa như đang nói cho Tả Giang Lê, ta chính là đến tìm cái chết, ngươi có thể làm gì ta? Tiểu tử, ngươi là ai? Tả Giang Lê đột nhiên có một dự cảm bất an, đối phương ngông cuồng như thế. Hắn đường đường là người kế thừa mà đối phương cũng không sợ, vậy chỉ có hai khả năng. Một loại là đối phương thực sự không biết được thân phận của bản thân, tự nhiên sẽ không sợ, nếu như là khả năng này, Tả Giang Lê sẽ không e ngại. Loại thứ hai chính là đối phương rõ ràng biết rõ thân phận của mình là gì, nhưng vẫn không thèm để mình trong lòng, nếu như là khả năng này, vậy thì có chút nguy hiểm, chí ít đối phương không phải mạnh mẽ bình thường. Tả Giang Lê, không phải ngươi muốn gặp công tử à, công tử đang ở trước mắt, ngươi lại không biết. Tiếu Thiên Dương tà tà cười nói. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Tả Giang Lê nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi chính là một trong tám người thừa kế Tu La Sơn, một kẻ phế vất nhất, Tả Giang Lê. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Tả Giang Lê nói, thần sắc không nổi lên chút gợn sóng. Tả Giang Lê nghe vậy, khóe miệng co rút, cái gì gọi là kẻ phế vật nhất bên trong tám người thừa kế Tu La Sơn. Đây là con mẹ nó lại nói linh tinh, nhưng hắn lại không biết phản bác như thế nào, luận thực lực, hắn đúng là một người kém cỏi nhất bên trong tám người thừa kế của Tu La Sơn, đây là sự tình mọi người đều biết. Nếu như thực lực hắn đủ mạnh, hắn cũng không cần dùng độc dược để đối phó với Tiếu Thiên Dương cùng Kiếm La. Tả Giang Lê, ngươi không phải muốn giết chết công tử sao? Ngươi không phải nói hắn chán sống sao? Hắn ở ngay trước mắt ngươi kìa. Tiếu Thiên Dương buồn cười nhìn Tả Giang Lê. Tả Giang Lê nghe vậy, không khỏi run run, trong lúc nhất thời không biết làm sao, chỉ là khí tức trên người Tiêu Phàm tỏa ra, hắn biết rõ, không phải mình có thể địch lại. Đùa gì vậy, Tiêu Phàm chính là người đã giết chết Tiếu Thương Sinh, nếu như hắn có thể giết chết Tiêu Phàm, vậy chẳng phải là hắn cũng có thể giết chết Tiếu Thương Sinh. Nhìn thấy Tả Giang Lê vẫn bất động, nụ cười trên mặt Tiếu Thiên Dương chậm rãi thu hồi lại, nói Tả Giang Lê, ta xem ngươi mới đúng là chán sống. Tả Giang Lê nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt Tiêu Phàm từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Tả Giang Lê, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bên trong cơ thể Tả Giang Lê nắm giữ một cỗ khí tức khó mà hình dung, luồng khí tức kia, khiến hắn phải kiêng kỵ. Nhưng biểu hiện sợ hãi của Tả Giang Lê lại không phải giả, điều này khiến Tiêu Phàm nhất thời nhìn không thấu hắn. Dựa theo lẽ thường, nếu như Tả Giang Lê rất yếu, người như vậy không thể trở thành người kế thừa Tu La Sơn mới đúng. Hừ, Tiếu Thiên Dương, ngươi đừng đắc ý. Tả Giang Lê bị Tiếu Thiên Dương chế giễu, phẫn nộ hung hăng đá về phía Tiếu Thiên Dương. Ngươi thực sự chán sống rồi. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, hung hăng đá ra một cước. Đá vào phần bụng Tả Giang Lê, cả người hắn giống như diều đứt dây hướng bay vào trong huyết hồ. Tiêu Phàm xuất thủ rất nhanh, những thủ hạ của Tả Giang Lê còn chưa phản ứng kịp, Tả Giang Lê đã như đạn pháo bay ngược ra. Ầm, một tiếng ầm vang lên, ở nơi xa, mặt nước huyết hồ, bắn lên sóng nước cao mấy trượng, thanh âm to lớn kinh động đến không ít tu sĩ, thi nhau ló đầu ra nhìn về huyết hồ. Huyết hồ thủy điếu sắp mở ra. Chẳng lẽ áo nghĩa thần ngư trong hồ đã bắt đầu sao động? Ha ha, lão Trương, người uống say, theo ta thấy, nhất định là loài cá bên trong huyết hồ bắt đầu đẻ trứng, lúc này mới bạo động, lúc này ai mà rơi vào bên trong huyết hồ, thì thực nếu sự vào thời điểm bầy cá đẻ trứng mà rơi vào trong hồ, có lẽ sẽ bị bầy cá cuồng bạo kia gặm ngay cả cặn cũng không còn, vẫn là tránh xa một chút thì tốt hơn. Mấy tu sĩ nhìn mặt hồ bạo động, không kiêng nể gì mà nghị luận. Lời này lọt vào tai những kẻ muốn nịnh bợ Tả Giang Lê, bọn chúng thấy cực kỳ chói tai, trên mặt mấy người lộ ra vẻ bối rối. Tiểu tử,
người dám đá Tả công tử vào trong huyết hồ, nếu như hắn xảy ra việc gì không hay. Một kẻ trong đó cố lấy dũng khí uy hiếp Tiêu Phàm nói. Nếu xảy ra việc gì không hay, đoán chừng hắn cách cái chết không còn xa. Không đợi người kia nói xong, Tiêu Phàm đã đánh gãy lời hắn. Tiêu Phàm đi đến bên người Thiếu Thiên Dương, giải trừ phong ấn trong thân thể hắn, lại kiểm tra thân thể hắn một lần, rút khí độc trong cơ thể hắn ra. Công tử, tên Tả Giang Lê này hình như là cháu của Tam trưởng lão Tu La Sơn, nếu quả thật xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Thiếu Thiên Dương không quan tâm thương thế trên người mình, ngược lại lo lắng truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Ta biết rõ, thế nên ta mới không giết hắn, người chớ trách ta không thay người báo thù. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu là bình thường, Tả Giang Lê tuyệt đối đã là một người chết. Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Phàm không dám giết Tả Giang Lê, nếu như Tả Giang Lê thật sự đã giết chết Thiếu Thiên Dương, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Nhưng hiện tại, hắn nhất định phải mượn tay của Tam trưởng lão để Tu La Sơn thừa nhận địa vị của mình, với tình huống hiện tại mà nói, có một người ủng hộ mình rất quan trọng. Nếu là không có Tam trưởng lão ủng hộ, Tiêu Phàm cũng chỉ còn cách phải đại khai sát giới, giống như Tu La Điện chủ đời tước, giết đến khi đạt được tư cách. Ta không trách công tử, hơn nữa, công tử muốn giết chết Tả Giang Lê, cũng không đơn giản như vậy. Thiếu Thiên Dương lắc lắc đầu nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Ồ, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Tả Giang Lê là một người yếu nhất trong 8 người thừa kế, nhưng khi nãy nhìn thấy Tả Giang Lê, Tiêu Phàm cũng cảm giác được hắn không đơn giản như mình nghĩ. Không nghĩ tới Thiếu Thiên Dương cũng nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Phàm có chút tò mò. Khi ta lịch luyện ở bên ngoài, gặp Tả Giang Lê, đồng thời đánh bại hắn, vốn dĩ ta cho rằng đây là một việc đáng cao hứng, nhưng về sau lão đại Thiếu Thiên Cơ lại hắt cho ta một chậu nước lạnh. Thiếu Thiên Dương nhớ lại rồi nói. Ngừng một chút, lại tiếp tục nói, hắn nói, may mắn lúc trước ta chỉ đánh bại Tả Giang Lê. Chứ không phải là muốn giết chết hắn, bằng không, người chết đã là ta. Cụ thể lão đại cũng không nói, hắn nói bất luận như thế nào, đều không nên ép Tả Giang Lê đến tuyệt cảnh, chớ nhìn hắn là kẻ yếu nhất trong 8 người thừa kế, nhưng hắn cũng có thể chính là người mạnh nhất. Người mạnh nhất, Tiêu Phàm híp hai mắt, lời này tưởng như rất mâu thuẫn, nhưng Tiêu Phàm lại nghĩ đến điều gì, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ, trong thân thể Tả Giang Lê ẩn chứa một luồng sức mạnh không thể địch nổi. Luồng sức mạnh này, có thể khiến hắn trong nháy mắt có thể xoay chuyển tình thế. Thực ra khi nãy sở dĩ hắn không giết Tả Giang Lê, cũng là vì trong lòng hắn có một cảm giác quỷ dị bất an, tựa như Tả Giang Lê có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Dù sao Tả Giang Lê này, giáo huấn một chút là được, không cần cùng hắn liều mạng. Thiếu Thiên Dương khẳng định gật đầu nói. Đối với lời nói của Thiếu Thiên Cơ, Thiếu Thiên Dương tin tưởng vô điều kiện. Lúc này Tiêu Phàm mới quay đầu nhìn về phía huyết hồ, trên mặt khẽ trầm xuống, Tả Giang Lê rơi vào bên trong huyết hồ đã qua mấy nhịp hô hấp, vậy mà còn không xuất hiện. Hắn rất rõ ràng cường độ xuất thủ của mình, tuyệt đối không thể giết chết Tả Giang Lê. Chẳng lẽ thực sự như những người kia nói, bên trong huyết hồ này, còn có loài cá đáng sợ, xé xác Tả Giang Lê. Tiêu Phàm lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng như vậy, nếu như Tả Giang Lê đứng bên bờ sinh tử. Luồng sức mạnh kia nhất định sẽ bộc phát đến bảo hộ hắn. Tiểu tử, nếu ngươi giết Tả công tử, vậy thì chờ chết đi. Cách đó không xa, một thanh niên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nói. Ồn ào, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, giơ tay tát một cái, trực tiếp tát bay người kia, rơi xuống huyết hồ, trên hư không còn một đạo huyết kiếm bay vụt. Mấy người khác nhìn thấy thế liền tê cả da đầu, đề phòng nhìn vị sát thần Tiêu Phàm này. Ngay cả Tả Giang Lê hắn cũng dám đá bay, huống chi là bọn họ. Là muốn chúng ta động thủ, hay là các ngươi tự mình nhảy xuống? Thiếu Thiên Dương cười tà nhìn mấy người đối diện. Khi nãy những người này điên cuồng trào phúng hắn, Thiếu Thiên Dương vốn không phải người bụng dạ hẹp hòi, nhưng có thù thì phải báo. Tiêu Phàm cũng hết sức phối hợp lạnh lùng lườm mấy người một cái, khiến mấy người này bị dọa phát sợ, thi nhau cho chính mình một bạt tai, sau đó nhảy xuống huyết hồ. Những người kia có bệnh à, ta có bảo bọn hắn phải tự tát tai đâu, quả nhiên không biết xấu hổ. Thiếu Thiên Dương cảm thán lắc lắc đầu nói. Giọng nói này không lớn, nhưng cũng không nhỏ, mấy người kia nghe được rõ ràng, phiền muộn đến thổ huyết, bản thân chẳng lẽ hèn hạ hay sao?
Nhưng khi bọn hắn cẩn thận hồi tưởng lại, Tiếu Thiên Dương đúng là không nói muốn bọn hắn phải tự tát chính mình, là bọn hắn tự cho là thế mà thôi. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ, hắn luôn có cảm giác trong hồ có đồ vật đang đến gần, sâu trong lòng có chút bất an. Phù, đột nhiên, mặt nước nổ tung, một thân ảnh từ mặt hồ phóng lên tận trời, cực tốc bơi về bên bờ, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tả công tử, ngươi không có việc gì chứ? Một kẻ trong đám vừa mới nhảy vào trong hồ, lúc nhìn thấy thân ảnh kia, kích động kêu lên. TTH thân ảnh kia không phải ai khác, chính là Tả Giang Lê, nhìn thấy Tả Giang Lê không chết, bọn hắn cũng buông lỏng một hơi, nếu là hắn thật sự chết đi, gia tộc bọn họ đoán chừng đều phải xui xẻo. Nhưng mà, Tả Giang Lê không để ý tới mấy người kia trong huyết hồ, giống như không muốn sống bơi về bên bờ. Công tử, Tả Giang Lê có vẻ như có chút sốt ruột. Tiếu Thiên Dương ngưng tiếng nói. Đi, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, lách mình mang theo Tiếu Thiên Dương cùng kiếm la bay ra bên ngoài Thiên Vân Các, tựa như sợ trễ một bước sẽ gặp nguy hiểm. Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ cũng không chút do dự cùng đi theo. Nhưng mà cũng đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên bạo động, một móng vuốt to lớn từ mặt hồ nhô ra, đánh tới bên bờ, tản ra một luồng uy thế vô cùng khủng bố. Ngay sau đó, một cột sóng nước cao mấy chục trượng hướng về bên bờ mãnh liệt mà đến, mấy người bên trong huyết hồ kia trong nháy mắt bị sóng nước nuốt chửng, muốn chạy trốn cũng không kịp. Có một người vừa mới rời khỏi mặt nước, nhưng lại bị móng vuốt to lớn kia đánh thành thịt nát, phải biết, người kia là cửu biến chiến thần, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp. Trong hồ có quái thú, chạy mau, mau trốn, tu sĩ bên trong Thiên Vân Các giống như phát điên, điên cuồng chạy trốn. Tựa như nếu chậm một bước, sẽ phải để tính mệnh lại ở chỗ này. Đây là quái thú gì? Khi Tiêu Phàm bay ở bên ngoài, nhìn thoáng qua, thấy cự trảo kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một móng vuốt của quái thú đã có thể tùy tiện bổ chết cường giả cửu biến chiến thần, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để biết quái thú trong hồ bất phàm. Nhưng trong lúc nhất thời Tiêu Phàm lại không nhận ra lai lịch của móng vuốt kia, nếu như là hung thú nổi danh ở chiến hồn đại lục, hắn cũng phải gặp qua mới đúng chứ. Gào cũng đúng lúc này, bên trong thần cung của Tiêu Phàm, truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ, là thí thần thú đang phát cuồng. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được sự thù hận mà thí thần bộc phát ra, một chút nữa đã xông ra khỏi thần cung của hắn. Nhưng Tiêu Phàm đã phản ứng kịp thời. Vội vàng áp chế thí thần đang bạo động xuống. Thí thần mặc dù đã đánh mất ký ức, giống như một hài nhi vừa mới xuất sinh không lâu, nhưng sự thù hận này lại đến từ sâu trong linh hồn. Thí thần, người có thù với con quái thú kia. Tiêu Phàm bay đến nơi cách đó hơn 10 dặm, đứng lơ lửng trên không, quay người nhìn về nơi xa, dùng tinh thần nói chuyện với thí thần. Thí thần phẫn nộ gầm to, móng vuốt lăng không vũ động. Tựa như hận không thể lập tức xông lên xé nát quái vật. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thù hận trên người thí thần, hơn nữa, quái vật kia rất có khả năng liên quan đến cái chết của thần vương. Về phần cụ thể thế nào, bản thân thí thần cũng không biết, sâu trong linh hồn nó có một giọng nói cho nó biết, quái vật này chính là kẻ thù của nó. Thần sắc Tiêu Phàm biến thành vô cùng ngưng trọng, thí thần đã từng là cường giả thiên thần cảnh. Kẻ thù của nó, thực lực cũng không thể kém cỏi được. Quái thú thiên thần cảnh, thần sắc Tiêu Phàm hơi trầm xuống, nhìn về huyết hồ, nơi đó sóng nước văng khắp nơi, đám người đang điên cuồng chạy trốn. Móng vuốt to lớn kia tựa như đang tránh thoát một sứ mệnh trói buộc nào đó, đánh tới bên bờ, nơi đó Tiêu Phàm nhìn thấy một bóng người chính là Tả Giang Lê. Quái vật kia muốn giết Tả Giang Lê, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc. Thực lực của Tả Giang Lê cũng chỉ mạnh hơn một chút so với chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường, nếu như muốn giết hắn, khi nãy ở đáy hồ hẳn là phải giết được rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Tả Giang Lê lại thành công trốn lên bờ, ngược lại có một số chiến thần cảnh cường giả đỉnh phong lại không trốn được một kiếp, việc này khiến Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc. Sau đó Tiêu Phàm lại nghĩ tới luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể Tả Giang Lê, hắn có một phỏng đoán. Có lẽ quái vật kia đánh tới sức mạnh trong cơ thể của Tả Giang Lê. Nhưng khi cự trảo đến gần bờ huyết hồ, tựa như có một sức mạnh trấn áp to lớn, đánh lùi về trong huyết hồ, chỉ có hư không vẫn có một luồng khí cuồng bạo khắc nghiệt.
Bên trong huyết hồ sao lại có quái thú đáng sợ như thế? Tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua. Trong lịch sử từ trước tới nay cũng chưa ghi qua bên trong huyết hồ có quái thú đáng sợ như thế, dù đôi câu vài lời cũng không thấy, bằng không, có ai còn dám tham gia huyết hồ thủy điếu. Ta không tham gia nữa, nếu như quái vật này nổi giận lên, người ở đây, có ai có thể ngăn cản được. Rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân nổi da gà, bộ dáng trong lòng còn sợ hãi. Sức mạnh của quái thú thật sự quá kinh khủng, người ở đây, không có một ai dám nói mình có thể là đối thủ của quái thú. Huống chi, một cự trảo vươn ra đã khủng bố như thế, nếu như cả con quái thú đều hiện ra, đoán chừng không ít người ở Tu La Sơn đều phải chết. Rất nhiều tu sĩ đã tham gia huyết hồ thủy điếu, nếu như bỏ tính mệnh lại, vậy coi như là không đáng. Nghe được tiếng nghị luận của đám người, trong lòng Tiêu Phàm thoáng hiện linh quang, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Hắn đã hoàn toàn xác định, quái vật kia chính là vì Tả Giang Lê mà đến, quái vật đã nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ xuất hiện, sao có thể xuất hiện đúng hôm nay. Hơn nữa trước thời điểm mà quái vật xuất hiện, cũng chỉ có Tả Giang Lê rơi vào trong huyết hồ. Hắn mặc dù không muốn giết chết Tả Giang Lê, nhưng một cước của hắn, khẳng định cũng làm cho Tả Giang Lê bị thương không nhẹ, thậm chí còn nôn mấy ngụm máu tươi. Khả năng duy nhất chính là, máu tươi của Tả Giang Lê, kinh động tới quái vật ngủ say trong huyết hồ. Dù sao, khi đột phá chiến thần cảnh, huyết mạch của mỗi người đều sẽ chậm rãi tăng cường, lực huyết mạch cũng sẽ xảy ra thay đổi, thậm chí có khả năng truyền thừa cho đời sau. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm càng thêm tò mò với Tả Giang Lê, người yếu nhất trong những người kế thừa Tu La Sơn này, có vẻ cũng không đơn giản như bề ngoài. Tiếng vang cực lớn kinh động không ít tu sĩ, vô số tu sĩ ở Tu La Cổ Thành chạy tới, tò mò nhìn bốn phương. Hôm nay huyết hồ tại sao lại có sóng lớn như vậy? Có người nhìn thấy sóng nước cao mấy trượng trong huyết hồ, không khỏi hoảng sợ nói. Các ngươi nhìn mặt hồ, đột nhiên, có tu sĩ kêu lên sợ hãi, trong giọng nói đều là ý kinh hãi, đám người không chút do dự nhìn về mặt hồ. Sau một giây, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy giữa mênh mông huyết vụ huyết hồ, đột nhiên hiện lên lấy từng luồng ánh sáng bảy màu lộng lẫy. Cho dù huyết vụ vô cùng nồng đậm, cũng không che lấp được ánh sáng bảy màu kia nở rộ. Ánh sáng bảy màu không ngừng lấp lóe, tựa như sóng ánh sáng, chói lọi vô cùng gây chú ý. Ánh sáng bảy màu nổi lên sóng nước, chậm rãi trôi về bên bờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mặt hồ, bọn hắn muốn thấy rõ ràng sóng ánh sáng bảy màu kia là vật gì. Đám người Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, bọn hắn đứng trên không trung, quan sát xuống phía dưới, muốn thấy rõ ràng đó là vật gì. Cùng với chuyển động của sóng ánh sáng bảy màu, một khí tức cuồng bạo cũng dần tới gần đám người. Ánh mắt của những tu sĩ trước đó gặp qua cự trảo của quái vật trong hồ lộ ra vẻ hoảng sợ, chậm rãi lùi về phía sau. Mà những người sau mới chạy đến, lại tựa như nhìn thấy bảo bối, hận không thể thúc ngựa xông lên. Đó là, vị trí đám người Tiêu Phàm, con người của Thanh Phong lão tổ đột nhiên khẽ run lên, sau đó cùng Xích Vân lão tổ liếc nhau, hai người tựa như đều nghĩ đến cái gì. Cá, tất cả đều là cá. Một lát sau, Tiếu Thiên Dương đột nhiên run giọng kêu lên. Khi sóng ánh sáng bảy màu tới gần, mọi người thấy rõ sóng ánh sáng bảy màu kia là cái gì, đó là vô cùng vô tận cá, hơn nữa còn là cá màu sắc rực rỡ. Bọn chúng đạp trên sóng nước, màu sắc quanh thân bị sóng nước phản xạ, tựa như sóng ánh sáng đang cuộn trào, chói lọi đến cực điểm. Quần ngư loạn vũ, trong đầu rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến một từ, đàn cá kia thực sự quá nhiều. Nhiều đến đếm mãi không hết, dùng đơn vị vạn mà tính. Hàng vạn con cá tụ lại cùng một chỗ, ánh sáng bảy màu xua tan huyết vụ trên mặt hồ, sáng chói đoạt người. Nếu như chỉ là nói đẹp mắt, vậy đã thực sự xem nhẹ những con cá này, bọn chúng xuyên qua mặt hồ, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cường giả chiến thần cảnh cũng chỉ có thể lờ mờ bắt được thân ảnh của bọn chúng, trên thân của tất cả đàn cá đều tản ra một luồng áo nghĩa chi lực thuần túy. Những tu sĩ tinh mắt xuyên thấu qua màn chói mắt đó, nhìn thấy trên thân những con cá kia, mọc ra từng đạo ngư văn tản ra khí tức vô cùng kỳ diệu, khiến cho người ta nhìn không thấu, cực kỳ huyền diệu. Áo nghĩa thần ngư, tất cả đều là áo nghĩa thần ngư. Tiếu Thiên Dương không khỏi hít một hơi lạnh, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm mặt hồ,
toàn thân đều run rẩy. Không chỉ hắn, những tu sĩ khác cũng nhìn thấy, trong mắt mọi người lộ ra kinh hỉ, nhưng có người lại lộ vẻ hoảng sợ. Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ chính là loại người lộ ra vẻ hoảng sợ kia, sắc mặt bọn hắn biến thành trắng bệch. Thanh Phong lão quỷ, Xích Vân lão quỷ, nhiều áo nghĩa thần ngư như vậy, đây là việc nên cao hứng, tại sao các ngươi lại sợ? Tiếu Thiên Dương khinh bỉ nhìn hai người Thanh Phong lão tổ đang lộ ra vẻ sợ hãi nói. Thanh Phong lão tổ không quan tâm Tiếu Thiên Dương khinh bỉ, ngược lại hít sâu một hơi nói, lần gần đây nhất ta lấy được một con thất văn thần ngư, cũng gặp phải tình trạng bầy cá như thế này này, lần đó ta chút nữa đã chết. Cái gì? Tiếu Thiên Dương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Tiêu Phàm vẫn bất động, con ngươi nhìn chằm chằm vào trong huyết hồ, từng con áo nghĩa thần ngư lọt vào trong mắt hắn. Linh hồn lực của hắn chậm rãi tràn ra, khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là, khi linh hồn lực của hắn chạm tới những con áo nghĩa thần ngư kia, lại bị nuốt chửng lấy. Phải biết rằng bây giờ linh hồn lực của Tiêu Phàm đã đạt tới chiến thần cảnh đỉnh phong, không dám nói là vô địch phía dưới thiên thần cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Áo nghĩa thần ngư này thật quỷ dị. Tiêu Phàm híp hai mắt, hít sâu một cái nói. Những con áo nghĩa thần ngư này, rõ ràng chỉ là áo nghĩa ngưng tụ thành, nhưng lại tựa như sinh vật thật sự, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Ở thần linh kiếp địa, Tiêu Phàm đã từng gặp qua hồn thú phong lôi thú hoàn toàn do áo nghĩa ngưng tụ thành, nhưng thực lực của phong lôi thú kia, so sánh cùng những con áo nghĩa thần ngư này, có vẻ như kém hơn không ít. Là phong lôi thú không đủ mạnh, Tiêu Phàm lắc đầu. Lúc trước phong lôi thú canh giữ ở cửa vào tầng thứ 7, có thể ngăn cản đông đảo cường giả cấp bậc yêu nghiệt, việc này đã đủ để chứng minh sự khủng bố của phong lôi thú. Theo đó mà so sánh, không phải là phong lôi thú không mạnh, mà là những đầu áo nghĩa thần ngư này quá mạnh. Lúc này, tâm thần Tiêu Phàm lại bị câu nói của Thanh Phong lão tổ kéo trở về. Lúc ấy áo nghĩa thần ngư cũng bạo động, nhưng cũng không khủng bố như bây giờ, hiện tại có quá nhiều áo nghĩa thần ngư. Thanh Phong lão tổ hồi tưởng lại lần cuối cùng hắn tham gia huyết hồ thủy điếu, trong lòng vẫn có chút không bình tĩnh. Nụ cười trên mặt Tiếu Thiên Dương đã sớm biến mất, vốn cho là có nhiều áo nghĩa thần ngư như vậy, tùy tiện bắt mấy con, là có thể kiếm được một khoản lớn. Thật không ngờ lại bị Thanh Phong lão tổ hắt cho một chậu nước lạnh, những con áo nghĩa thần ngư này, có vẻ như không đơn giản để mặc người chém giết. Trước khi áo nghĩa thần ngư bạo động, phải chăng là có cái gì dị động? Tiêu Phàm cau mày nói. Đạo lý cơ duyên cùng nguy hiểm luôn cùng tồn tại, Tiêu Phàm hiểu rất rõ, lúc trước Thanh Phong lão tổ tuy bị áo nghĩa thần ngư dọa cho phát sợ, nhưng hắn thu hoạch được cũng không nhỏ. Dù sao, một con thất văn áo nghĩa thần ngư, giúp hắn lĩnh ngộ được một loại áo nghĩa mới mà không gặp trở ngại nào. Đột phá đến chiến thần cảnh, tu sĩ bình thường đều chỉ lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, có thể lĩnh ngộ hai loại đều được coi là thiên tài. Chỉ cần luyện hóa áo nghĩa thần ngư, đã có thể trở thành thiên tài, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh áo nghĩa thần ngư bất phàm, cái này tuyệt đối là một cơ duyên lớn. Nhưng vừa nghĩ tới quái thú hung mãnh trước đó, trong lòng Tiêu Phàm lại có chút bồn chồn, cho dù là hắn, ở trước mặt quái thú, có kẻ cũng không có sức phản kháng lại. Phía dưới thiên thần cảnh hắn không sợ ai cả, nhưng quái thú này có thể là thiên thần cảnh. Nếu như tu vi của Tiêu Phàm có thể tăng thêm một bước, đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn có thể đấu một trận với thiên thần cảnh bình thường, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm không cuồng vọng đến cấp độ này. Lúc ấy huyết hồ gió êm sóng lặng, không có dị tượng đặc biệt gì. Thanh Phong lão tổ lắc đầu nói. Cẩn thận ngẫm lại xem, Tiêu Phàm nói, hắn không tin bầy cá sẽ không có dấu hiệu nào mà bạo động. Tựa như lần này, sở dĩ bầy cá xuất hiện. Có thể là do quái thú kia gây nên, mà quái thú kia lại có thể là do Tả Giang Lê dẫn tới. Thanh Phong lão tổ cau mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại sự việc mấy ngàn năm trước, hồi lâu mới nói, nếu như quả thực nói đến dị tượng, ta nhớ lúc ấy có rất nhiều người nghe được tiếng gầm thét. Tiếng gầm thét, đám người cau mày, có tiếng gầm thét thì có quan hệ gì với đám áo nghĩa thần ngư này? Tiêu Phàm cũng có chút buồn bực, thầm nghĩ trong lòng, nếu như có Trọc Thiên Hồng ở chỗ này, có lẽ hắn có khả năng biết rõ. Dù sao Trọc Thiên Hồng cũng là người ở Thái Cổ Thần Giới, kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Chính là tiếng gầm thét, sau đó những đầu áo nghĩa thần ngư này bắt đầu trở nên điên cuồng.
Thanh Phong lão tổ gật đầu nói. Nhưng bây giờ chúng ta lại không nghe thấy tiếng gầm thét nào. Kiếm La nghi ngờ nói. Cái này ta cũng không biết. Thanh Phong lão tổ lắc đầu, trong mắt quang mang sáng rực, nói, nhưng có một chút quỷ dị, mọi người đều biết, áo nghĩa thần ngư càng cường đại, thì càng yên tĩnh, nhưng bây giờ các ngươi nhìn, càng là áo nghĩa thần ngư có nhiều đường vân, lại càng điên cuồng. Đúng thế thật, đám người nhìn xuống áo nghĩa thần ngư trong huyết hồ, không khỏi gật đầu. Đó là một con bát văn thần ngư, Tiếu Thiên Dương chỉ vào một con áo nghĩa thần ngư dài hơn một trượng hét lớn, hận không thể lập tức bắt con bát văn thần ngư về luyện hóa. Nhưng mà lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy một con cửu văn thần ngư bên trong bầy cá, mấy người muốn xắn tay áo xông lên, tựa như đã quên nguy hiểm. Cũng khó trách bọn hắn xúc động như thế, sau khi đột phá cửu biến chiến thần cùng chiến thần đỉnh phong, muốn tiếp tục tăng thực lực của bản thân, lĩnh ngộ áo nghĩa mới là phương pháp thường dùng. Nhưng người bình thường muốn lĩnh ngộ thêm một loại áo nghĩa, là cực kỳ gian nan, cho nên rất nhiều người hướng ánh mắt nhìn về vào trong huyết hồ. Tiêu Phàm dùng tay phải nâng cằm, trong đầu lóe lên một đám suy, hắn có cảm giác mình biết được một tia tin tức, nhưng lại không nhớ nổi, trong lòng có chút buồn bực. Bọn chúng đang rút lui, Kiếm La lại kêu to, chút nữa thì nhìn không được đuổi theo. Nếu như có thể bắt được một con thất văn áo nghĩa thần ngư trở lên, Kiếm La tin tưởng thực lực của bản thân khẳng định có thể tăng mạnh. Bên trong huyết hồ, từng con áo nghĩa thần ngư chồng chất lên nhau như nước thủy triều rút lui. Bọn chúng đến nhanh, đi cũng nhanh. Tại sao bọn chúng không lên bờ? Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, trước đó quái vật không dám lên bờ, hiện tại những con áo nghĩa thần ngư này cũng không dám. Tiêu Phàm luôn cảm giác bên trong huyết hồ có một sức mạnh vô cùng cường đại kiềm chế bọn chúng, bằng không, một khi những con áo nghĩa thần ngư này lên bờ, Tu La Sơn đều gặp phải xui xẻo. Đàn áo nghĩa thần ngư này quá nhiều, dù là nhất văn áo nghĩa thần ngư yếu nhất, cũng có tu vi chiến thần cảnh. Có thể tưởng tượng, hàng vạn áo nghĩa thần ngư cùng lên bờ sẽ khủng bố như thế nào. Ta nghe nói, huyết hồ này đã từng bị người nguyền rủa, sinh linh bên trong vĩnh viễn đều không thể lên bờ. Thanh Phong lão tổ lại bổ sung một câu nói. Nguyền rủa, nghe được hai chữ này, trong lòng Tiêu Phàm nhạy cảm kỳ lạ, hắn còn nhớ bản thân đã đáp ứng thỉnh cầu của Nhạc nhân tộc, có lẽ, lời nguyền trong huyết hồ cùng lời nguyền của Nhạc nhân tộc có chút quan hệ. Thậm chí hắn có dự cảm, nếu như có thể phá vỡ bí mật của huyết hồ, có lẽ có thể giải trừ lời nguyền trên người Nhạc nhân tộc. Hiện tại, huyết hồ chính thức mở ra, người nguyện ý tiến vào huyết hồ, giao phí 1 vạn thần thạch, từ vị trí 4 lầu các tiến vào. Đột nhiên, một giọng nói ung dung vang lên. 1 vạn thần thạch mới có thể vào trong, Kiếm La trực tiếp kêu to. 1 vạn thần thạch đấy, đó là số lượng đáng sợ như thế nào, hiện tại, 1 vạn thần thạch. Lại đủ mua vé vào cửa mà thôi. Kiếm La tất nhiên không cam lòng bỏ ra hơn vạn thần thạch, nhưng có rất nhiều người cam lòng. Nhưng mà, khi giọng nói kia vang lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tiến về Thiên Vân Các, bọn hắn tựa như không sợ chết, trong mắt chỉ có những con áo nghĩa thần ngư đó. Chỉ cần bắt được 2 con áo nghĩa thần ngư trở lên, 1 vạn thần thạch liền có thể dễ dàng kiếm về, cơ bản không có người nào bỏ không được. Mà Thiên Vân Các chính là một trong 4 cửa vào, muốn đi vào huyết hồ, cũng chỉ có 4 cửa này, Thiên Vân Các chính là cửa vào phía Tây Thành. Huyết hồ Thùy Điếu mở ra, có vẻ như sớm hơn so với lần trước nửa tháng. Ngươi ngốc à, hiện tại có nhiều áo nghĩa thần ngư như vậy, tùy tiện đều có thể bắt được mấy con, chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ áo nghĩa thần ngư rời đi sao? Đúng vậy, huyết hồ rất lớn, muốn bắt được 1 con áo nghĩa thần ngư cũng không đơn giản. Rất nhiều người không chút do dự bay về Thiên Vân Các, bọn hắn hiện tại chỉ muốn lập tức bắt được mấy con áo nghĩa thần ngư. Đi thôi, nếu đã đến, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, một lần nữa bay về phía Thiên Vân Các. Chờ một chút, Tiêu Phàm vừa bước được mấy bước, đã bị Thanh Phong lão tổ gọi lại, đám người không biết không hiểu gì nhìn Thanh Phong lão tổ, chẳng lẽ hắn sợ, không dám vào huyết hồ. Thanh Phong lão đầu. Nếu ngươi sợ thì ở bên ngoài chờ chúng ta đi ra. Tiếu Thiên Dương đả kích nói, hắn biết rõ giờ phút này huyết hồ rất đáng sợ. Nhưng trước mắt có nhiều áo nghĩa thần ngư như vậy, Tiếu Thiên Dương sao có thể trơ mắt bỏ lỡ được. Hắn lĩnh ngộ 2 loại áo nghĩa, 1 loại trong đó đã sắp đột phá chiến thần đỉnh phong,
có lẽ cơ hội trước mắt hắn chính là cơ duyên của hắn. Hừ, tiểu tử, ngươi không muốn chết, thì câm miệng cho ta. Thanh Phong lão tổ lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiếu Thiên Dương một cái, khí thế cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong lâu năm hiển ra không thể nghi ngờ. Sao hả, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Tiếu Thiên Dương như một tên vô lại trực tiếp xắn tay áo, bộ dáng muốn cùng Thanh Phong lão tổ đánh một trận. Thanh Phong lão tổ lười liếc hắn một cái, nhìn về phía những người khác nói, các ngươi có biết, áo nghĩa thần ngư thích đồ vật gì nhất không? Đám người Tiêu Phàm hơi nhíu mày, Thanh Phong lão tổ đột nhiên lại hỏi một vấn đề không có chút liên hệ này làm gì? Tìm thứ áo nghĩa thần ngư thích ăn nhất, thì có thể câu được càng nhiều áo nghĩa thần ngư. Thế nhưng với tình huống trước mắt, có vẻ như không cần câu, trực tiếp đi bắt là được. Áo nghĩa thần ngư thích ăn nhất là linh hồn, các ngươi nếu cứ thế tiến về Trung Ương huyết hồ, ta dám cam đoan, cho dù là Tiêu Phàm, cũng chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ, cũng sẽ táng thân trong bụng cá. Thanh Phong lão tổ cười lạnh nói. Ẩn tàng linh hồn khí tức không được sao? Tiếu Thiên Dương khó có lúc không đả kích Thanh Phong lão tổ, ngược lại lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ẩn tàng không được, chỉ cần ngươi có linh hồn, áo nghĩa thần ngư đều có thể cảm ứng được, gặp một hai con thần ngư cũng không cần e ngại quá mức. Nhưng tình huống bây giờ, bầy cá bạo động, mỗi một con trong bọn chúng cắn ngươi một cái, linh hồn ngươi sẽ nhanh chóng tan thành cho bụi. Ngữ khí Thanh Phong lão tổ vô cùng ngưng trọng. Thậm chí, trên mặt hắn còn lộ ra một tia sợ hãi, thứ có thể làm cho Thanh Phong lão tổ sợ hãi, nhất định không đơn giản. Tại sao ta chưa từng nghe nói về việc này? Tiếu Thiên Dương một mặt không tin. Trước đó hắn chính là vương tử của Thương Sinh Thần Quốc, mạng lưới tình báo cường đại, biết được rất nhiều bí mật, nhưng hắn chưa từng nghe nói áo nghĩa thần ngư thích ăn linh hồn. Theo Tiếu Thiên Dương, áo nghĩa thần ngư tuy cường đại, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không cần sợ hãi. Bởi vì người gặp gỡ bầy cá bạo động đều chết hết. Thanh Phong lão tổ lạnh lùng nhìn Tiếu Thiên Dương một cái, Tiếu Thiên Dương vội vàng ngậm miệng không nói. Ngừng lại một chút, Thanh Phong lão tổ lại tiếp tục nói, ta xem như một người may mắn, bởi vì lần trước lúc bầy cá bạo động, ta cách bờ không xa, nên mới có thể bắt được một con thất văn áo nghĩa thần ngư rồi lập tức trốn lên bờ. Vậy phải như thế nào mới có thể tránh bị bầy cá vây công? Tiêu Phàm tất nhiên tin tưởng Thanh Phong lão tổ, ngẫm lại, Thanh Phong lão tổ không phải là quá may mắn. Muốn né qua bầy cá, có hai phương pháp, một là tránh né lúc bầy cá bạo động, không bao lâu, bọn hắn sẽ chậm rãi tán đi, khi chúng ta đi vào, sẽ không có nguy hiểm. Thanh Phong lão tổ nói ra. Nói giống như chưa nói vậy, Tiếu Thiên Dương bĩu môi nói. Thanh Phong lão tổ cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, phương pháp thứ hai, chính là chuẩn bị nhiều thần thạch, khi gặp gỡ nguy hiểm, có thể dùng thần thạch dẫn dắt áo nghĩa thần ngư rời đi, bởi vì áo nghĩa thần ngư rất ưa thích thần thạch. Nghe thế, đám người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, áo nghĩa thần ngư ưa thích thần thạch. Mẹ nó, áo nghĩa thần ngư chẳng lẽ cũng là thần giữ của? Kiếm La cũng nhìn không được chửi ầm lên. Nếu ngươi nói con người ưa thích thần thạch, ai cũng có thể hiểu, dù sao có thần thạch thì có hy vọng đột phá, đối với tu sĩ, thần thạch là không thể thiếu. Nhưng là một loài cá, tại sao cũng ưa thích thần thạch? Nhưng Tiêu Phàm lại cau mày, áo nghĩa thần ngư ẩn chứa thuần túy áo nghĩa, thôn phệ thần linh khí pha tạp thần thạch sẽ có tác dụng gì đây? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, tiếng nói của Thanh Phong lão tổ tiếp tục vang lên. Điều này chả có cái gì kỳ quái, thả câu áo nghĩa thần ngư, mồi câu chính là thần thạch, hơn nữa thần thạch càng có thần linh khí thuần túy thì hiệu quả càng tốt, đây là việc mọi người đều biết. Thần thạch thì chúng ta có không ít, Tiếu Thiên Dương lơ đễnh cười nói, hắn còn tưởng rằng là phương pháp gì đặc biệt. Tiếu Thiên Dương dù sao cũng là vương tử của Thương Sinh Thần Quốc, trên người vẫn có mấy vạn thần thạch. Thần thạch trên người ngươi có nhiều bằng áo nghĩa thần ngư không? Thanh Phong lão tổ khinh thường nhìn Tiếu Thiên Dương, tiếu dung trên mặt Tiếu Thiên Dương trong nháy mắt cứng lại. Đúng vậy, áo nghĩa thần ngư này tính ra có đến hàng vạn con, thần thạch trên người hắn không đủ để những áo nghĩa thần ngư này phân chia, cho dù mỗi con cá một viên thần thạch, cũng là một con số khổng lồ. Thanh Phong tiền bối, người xác định là áo nghĩa thần ngư ưa thích thần thạch, mà không phải cái khác. Ví dụ như thần lực chi tinh, Tiêu Phàm ngẫm lại hỏi. Ta biết rõ ý ngươi, bên trong thần lực chi tinh ẩn chứa thần lực rất nồng nặc, nhưng một viên thần lực chi tinh bình thường cũng phải hơn mấy ngàn thần thạch,
người nghĩ dựa vào một viên thần lực chi tinh sẽ câu được một con áo nghĩa thần ngư sao? Thanh Phong lão tổ hỏi lại. Tiêu Phàm lắc đầu, trong nháy mắt hắn hiểu được lời nói của Thanh Phong lão tổ. Một viên thần lực chi tinh bình thường, nếu như có thể câu được một áo nghĩa thần ngư cùng cấp, tất nhiên là kiếm đủ, dù sao một con áo nghĩa thần ngư cùng cấp với thần lực chi tinh cũng có giá trị gấp 4-5 lần. Nhưng khả năng này rất nhỏ, ai đi câu cá đều biết, có thời điểm đổi 10 lần mồi cũng chưa chắc có thể câu được một con cá, từ đó, ăn thiệt thòi cuối cùng vẫn là bản thân. Cho nên, người bình thường đều lựa chọn dùng thần thạch đến câu cá, cứ như vậy, coi như câu không được cá, chi phí cũng không mất quá lớn. Tiêu Phàm ngắm nhìn mặt huyết hồ cách đó không xa, lại phát hiện chi chít áo nghĩa thần ngư kia vẫn ở gần bờ bơi lội, không có ý muốn rời đi. Bốn phía Thiên Vân Các đã có vô số tu sĩ tụ tập, có một số tu sĩ giao 1 vạn thần thạch, quyết tâm như nước thủy triều xông vào bên trong huyết hồ, bọn hắn không kịp đợi để bắt áo nghĩa thần ngư. Tiêu Phàm cau mày một cái, đây là một cơ hội rất tốt, chẳng lẽ bản thân lại dễ dàng từ bỏ như thế? A, cứu mạng, cứu ta, đột nhiên, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía huyết hồ truyền đến, ngay sau đó, rất nhiều người lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao lùi về phía sau. Ánh mắt của mấy người Tiêu Phàm vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tình cảnh đang xảy ra khiến mấy người phải hít một hơi lạnh. Chỉ thấy chính giữa hồ có mấy tu sĩ, đang khống chế thuyền nhỏ điên cuồng chạy trốn vào bờ, nhưng vừa mới chạy ra ngoài vài mét, cả người lại tựa như bị mất hồn, đứng ở đó không nhúc nhích. Trên mặt bọn hắn vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ như cũ, lại không phát ra bất cứ âm thanh gì nữa, hai mắt trợn to, tựa như cứ thế mà bị dọa chết. Có mấy tu sĩ cách bờ tương đối gần, cũng là sợ chết khiếp, sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút gấp rút, không giống như người bình thường. Phải biết, bọn hắn chính là chiến thần cảnh, chạy mấy bước mà lại chết rồi. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mấy tu sĩ lớn mật chậm rãi thả linh hồn lực ra, muốn điều tra nguyên nhân cái chết của những tu sĩ kia, nhưng khi linh hồn lực của bọn hắn mới vừa tiến vào phạm vi huyết hồ, đã bị một luồng sức mạnh quỷ dị nuốt chửng lấy. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn những thi thể kia chìm vào bên trong huyết hồ, căn bản không có bất kỳ biện pháp gì. Linh hồn của bọn hắn bị ăn, sắc mặt Thanh Phong lão tổ vô cùng âm trầm, dùng giọng nói chỉ có bọn Tiêu Phàm có thể nghe được nói. Cá ăn linh hồn sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chằm vào mấy thi thể kia, đột nhiên, ánh mắt hắn hơi hơi lóe lên, tựa như phát hiện cái gì. Bụp bụp mấy tiếng, mấy thi thể kia rơi vào trong huyết hồ, rất nhanh đã chìm xuống dưới mặt nước, biến mất không thấy đâu nữa. Trong khoảnh khắc những người kia bị rơi xuống huyết hồ, Tiêu Phàm nhìn thấy rõ ràng, mấy thi thể kia nhanh chóng khô quắt, dường như huyết mạch cùng sinh cơ trong cơ thể trong nháy mắt bị hút mất. Người bình thường có lẽ không chú ý tới một màn này, thậm chí cho dù chú ý tới cũng không quan tâm. Nhưng Tiêu Phàm lại là một tinh tế, hắn như phát hiện ra điều gì. Hắn thậm chí đang nghĩ, huyết hồ này sẽ không phải đều là do máu tươi ngưng tụ mà thành chứ. Nhưng rất nhanh hắn đã phủ định ý nghĩ này, bởi vì những bọt nước tóe lên kia, cũng không có mùi máu tươi, chỉ do màu sắc tương đối đặc thù mà thôi. Thanh Phong lão đầu, may mắn người nói kịp thời, bằng không chúng ta có lẽ đều phải chết ở chỗ kia. Tiếu Thiên Dương thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người chết quỷ dị như vậy. Hoàn toàn vượt qua nhận biết của hắn. Linh hồn, không phải là giấu bên trong không gian ý thức sao? Sao có thể bị xóa bỏ dễ dàng như thế? Thanh Phong lão tổ lạnh nhạt nhìn về phía Tiếu Thiên Dương, Tiếu Thiên Dương khó có khi lộ ra nụ cười ngây ngốc. Chờ mấy ngày nữa, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn cũng không định lập tức tiến vào trong huyết hồ, những con áo nghĩa thần ngư này thật sự là quá quỷ dị. Bên trong thần cung, thí thần cũng vô cùng sao động. Không biết là bất an, hay là hưng phấn, vì lý do an toàn, vẫn là chậm tiến vào huyết hồ một chút sẽ tốt hơn, nếu như vì tiến vào huyết hồ mà linh hồn bị thương thì không có lợi lắm. Dù sao, mặc dù linh hồn có thể xem như vũ khí công kích cường đại nhất, nhưng nó cũng là yếu ớt nhất, cho dù là Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Nhưng mà, chuyện có vẻ như không phát triển theo hướng suy nghĩ của Tiêu Phàm. Ra ra, chính là hắn. Hắn muốn giết ta. Một tiếng nói phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một đám người trùng trùng điệp điệp đi về phía nơi này.
Mở miệng nói chuyện chính là Tả Giang Lê, trên y phục của hắn còn dính đầy máu tươi, nhìn thấy máu tươi trên người hắn, Tiêu Phàm lại cau mày một cái. Tại sao Tả Giang Lê rơi vào trong hồ lại không có việc gì, hơn nữa còn dẫn ra quái thú cấp bậc thiên thần cảnh? Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nói, căn bản không quan tâm đến Tả Giang Lê đang phẫn nộ. Dám ở Tu La Cổ Thành tổn thương Tả công tử, kẻ này thật đúng là ăn tim gấu gan báo. Đoán chừng là một nhóm ngoại lai, không biết thân phận của Tả Giang Lê, đường đường người thừa kế Tu La Sơn, bị người một cước đá bay, không đi lấy lại danh dự mới là lạ. Đúng vậy a, thực lực Tả Giang Lê mặc dù kém một chút, thế nhưng là thật sự là người kế thừa Tu La Sơn, ra ra hắn lại là tam trưởng lão của Tu La Sơn, hơn nữa nghe nói hắn còn rất cưng chiều đứa cháu này. Khó trách tam trưởng lão lại tự mình đến, hóa ra là tìm lại mặt mũi cho Tả Giang Lê. Đám người nhìn thấy khí thế hung hăng của đám tu sĩ kia, vội vàng lui về sau, tựa như cố ý kéo giãn khoảng cách giữa bọn hắn cùng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía đám người cách đó không xa, cầm đầu là một lão giả khôi ngô cả người khoác chiến giáp màu đen, lão giả này tinh thần sáng rực, bá khí vô biên. Mặc dù khí tức trên người hắn đã che giấu vô cùng hoàn mỹ, nhưng mấy người Tiêu Phàm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được khí thế cường đại của hắn. Loại khí thế này dường như là bẩm sinh. Ra ra, người cần phải thay ta báo thù, tiểu tử này đánh lén ta, tôn nhi kém chút bị cái quái vật kia lưu lại bên trong huyết hồ. Tả Giang Lê chỉ vào Tiêu Phàm phẫn nộ nói, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Ở Tây Thành này, cho tới bây giờ chỉ có Tả Giang Lê hắn gây phiền phức cho người khác, còn không có người nào dám gây sự với hắn. Nhưng mà hôm nay, Tả Giang Lê hắn lại bị một tiểu tử vô danh đá bay. Dù hắn là Tu La Điện Chủ thì thế nào, dám đến Tu La Cổ Thành dương oai, thì phải trả giá bằng máu. Chiến hồn đại lục, Điện Chủ Tu La Điện Tiêu Phàm, xin chào tam trưởng lão. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Tả Giang Lê, mà lại nhìn về phía lão giả tam trưởng lão khoác chiến giáp màu đen khách khí nói. Hắn chính là Tu La Điện Chủ thế hệ này, người kế thừa thứ 9. Đám người nghe được lời Tiêu Phàm nói, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Những kẻ đang cười trên nỗi đau của người khác, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là một người bình thường, khi hắn đối phó với Tả Giang Lê, đoán chừng không chết cũng bị lột ra. Nhưng Tiêu Phàm lại là điện chủ Tu La Điện, hơn nữa còn là người kế thừa Tu La Sơn, cùng với Tả Giang Lê phân tranh, cũng chỉ có thể coi là người kế thừa giao phong với nhau mà thôi. Lúc này, nếu tam trưởng lão lại đi tìm Tiêu Phàm gây phiền phức, mặt mũi của tam trưởng lão cũng không có chỗ đặt. Đây cũng là ý nghĩ của Tiêu Phàm, mặc kệ ngươi có ứng phó ta hay không, ta đều chủ động báo tên cùng thân phận của mình, dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng, nếu như ngươi muốn tiếp tục xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có thể đón lấy. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không muốn động thủ với tam trưởng lão, dù sao tam trưởng lão rất có thể chính là người ủng hộ của bọn hắn. Nếu tam trưởng lão cũng không giúp Tu La Điện, vậy Tiêu Phàm cũng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đánh giết ra một tư cách. Tam trưởng lão nhàn nhạt đánh giá Tiêu Phàm, tựa như muốn nhìn thấu Tiêu Phàm, nhưng mà, từ đầu đến cuối Tiêu Phàm đều bình tĩnh, cười nhìn tam trưởng lão. Gia Gia, Tả Giang Lê thấy Gia Gia ngày thường thương yêu mình nhất, hôm nay lại chậm chạp không giúp mình đòi lại mặt mũi, lập tức bối rối. Im miệng, tam trưởng lão cũng không quay đầu lại quát lớn. Tả Giang Lê bị dọa đến vội vàng ngậm miệng lại, ngay cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tam trưởng lão lại nhìn về phía Tiêu Phàm, dùng ngữ khí chất vấn nói, Tiêu Phàm điện chủ. Ngươi vừa tới Tu La Cổ Thành, đã ra tay với người của chính mình, có vẻ như có chút không hợp lý. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng khẽ trầm xuống, nghe ngữ khí của người này, hy vọng trước đó của hắn cũng triệt để dập tắt. Mặc dù Cổ Nhược Trần nói, tam trưởng lão cùng nhất mạch Tu La Điện ở chiến hồn đại lục bọn hắn có chút quan hệ, có thể tìm hắn hỗ trợ. Nhưng hiện tại xem ra trên căn bản là không có khả năng, bây giờ thời gian đã qua 1000 năm, hết thảy đều sẽ biến đổi. Theo ý của tam trưởng lão, vậy phải như thế nào mới hợp lý? Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, nói chẳng lẽ người của bản điện chủ bị tôn nhi của ngươi nhục nhã, chính là hợp lý sao? Chẳng lẽ bản điện chủ đứng ở đó để tôn nhi ngươi giết chết, mới hợp lý sao? Sắc mặt tam trưởng lão khẽ trầm xuống, bị Tiêu Phàm hỏi đến không nói gì, hắn cũng không ngờ Tiêu Phàm lại cường thế như vậy,
bộ dáng một lời không hợp liền muốn đánh nhau. Tiểu tử, ta khi nào nhục nhã người của ngươi, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết ngươi? Tả Giang Lê lập tức phẫn nộ quát. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, lười cùng Tả Giang Lê đáp lời, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy khinh thường. Vốn dĩ lão hủ tới đây, là muốn cùng ngươi hòa giải, thật không ngờ ngươi lại vô lễ như thế. Tam trưởng lão khẽ lắc đầu nói, trên mặt lộ ra vẻ ngươi đã khiến ta quá thất vọng. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng lại, hắn đã quay người rời đi, nói Tả Giang Lê, việc này dừng lại ở đây. Tiêu Phàm ngược lại có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng tam trưởng lão muốn giáo huấn hắn một trận đây, thật không ngờ người này lại cứ thế mà đi. Lão già này lại không theo chiêu thức trong sách vở. Tiêu Phàm cảm giác một quyền của mình đánh vào trên bông. Tam trưởng lão này đến cùng muốn như thế nào đây? Tiêu Phàm có chút hồ đồ. Tiểu tử, nếu như không phải gia gia của ta tha thứ cho ngươi, ta tuyệt đối để ngươi không có quả ngon để ăn. Tả Giang Lê lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nói. Có gan lên sinh tử đài. Con người băng lãnh của Tiêu Phàm quét về phía Tả Giang Lê, sát khí nặng nề nói. Tiểu tử này quá tự cao, ưa thích cảm giác hơn người, thật đúng là coi tiểu gia sợ ngươi hay sao? Tu sĩ bốn phía đều lộ vẻ kinh hãi, tên này, muốn cùng Tả Giang Lê đấu trên sinh tử đài, chẳng lẽ là muốn giết hắn sao? Tả Giang Lê không khỏi run run, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có chút sợ hãi, Tiêu Phàm có vẻ như cũng không dễ dàng bị ức hiếp giống như hắn tưởng tượng. Đồ nhát gan, Tiêu Phàm khinh thường nhìn Tả Giang Lê một cái, với thực lực của Tả Giang Lê, hắn thật sự không đặt trong mắt, chỉ là hắn có chút kiêng kỵ sức mạnh thần bí trong cơ thể Tả Giang Lê mà thôi. Ngươi, Tả Giang Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng Tiêu Phàm lười tiếp tục cùng hắn nói chuyện, trực tiếp mang theo đám người rời đi. Việc này khiến Tả Giang Lê tức giận không nhẹ, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, như tiểu trùng ngọ nguậy. Trong ngực hắn đang kìm nén một nỗi hận ngập trời không cách nào phát tiết, chỉ có thể chỉ vào sau lưng Tiêu Phàm nói, tiểu tử, đừng tự rát vàng lên mặt mình, ngươi chỉ là nhất mạch ở chiến hồn đại lục, còn chưa được Tu La Sơn thừa nhận đâu. Tiêu Phàm mắt điếc tai ngơ, đi tới ven huyết hồ, lẳng lặng chờ đợi bầy cá rời đi. Trong lòng hắn hồi tưởng lại thái độ khi nãy của tam trưởng lão, trong lúc nhất thời không biết ý đối phương là gì, không thừa nhận hắn, cũng không đắc tội hắn. Cái này không phải đáp án mà Tiêu Phàm muốn. Nếu như tam trưởng lão thừa nhận địa vị người kế thừa Tu La Sơn của mình, Tiêu Phàm cũng có thể nhờ của hắn để gặp sơn chủ Tu La Sơn. Nhưng nếu hắn không thừa nhận, sự việc kia có khả năng sẽ phiền phức, Tiêu Phàm phải tự dựa vào sức mạnh bản thân đi tới Tu La Sơn, để tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa. Đám người Kiếm La đứng sau lưng Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm đang suy nghĩ gì, còn người bọn hắn thỉnh thoảng quét về phía mặt huyết hồ. Giờ phút này, xung quanh huyết hồ, một tầng sóng ánh sáng màu máu lờ mờ bao phủ, tựa như một đạo kết giới, bao phủ toàn bộ huyết hồ, chỉ có một cửa vào ở Thiên Vân Các. Muốn tham gia huyết hồ thủy điếu, nhất định phải tiến vào thông qua cửa vào ở Thiên Vân Các, bằng không thì không còn cách nào khác. Đương nhiên, chiến thần cảnh cũng có thể phá vỡ kết giới kia để tiến vào, nhưng mấu chốt là không ai dám mạnh mẽ phá vỡ kết giới, trừ phi không muốn sống. Kiếm La, đi chuẩn bị một cái thuyền và cần câu. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm mặt hồ cũng không quay đầu lại nói ra. Vâng, công tử, Kiếm La gật đầu, huyết hồ thủy điếu mở ra, bốn phía đã có rất nhiều quầy hàng bán thuyền và cần câu, buôn bán rất tấp nập. Ròng rã nửa canh giờ, Kiếm La mới mua được thuyền và cần câu trở về, lúc này, áo nghĩa thần ngư ở nơi cửa vào Thiên Vân Các áo cũng bắt đầu chậm rãi tản đi. Lại qua thời gian nửa chén trà nhỏ, mặt hồ cuối cùng cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, trên mặt huyết hồ, nửa cái bóng của áo nghĩa thần ngư cũng không thấy. Lúc này mấy người Tiêu Phàm mới đi về phía Thiên Vân Các, đối mặt với đàn áo nghĩa thần ngư, trong lòng bọn hắn cũng hoàn toàn không chắc chắn. Nhưng hiện tại, bầy cá đã tán đi, bọn hắn không cần cố kỵ gì nữa. Trong lúc đó, không ít tu sĩ rời đi Tây Thành, chạy tới ba tòa lầu các ở ba thành khác, nơi này tụ tập nhiều áo nghĩa thần ngư như vậy, có lẽ cửa vào ba nơi kia sẽ không xuất hiện cảnh tượng này. Sự thật quả thật là như thế, cảnh tượng quần ngư loạn vũ, chỉ có ở phụ cận Thiên Vân Các mới có, ba cửa vào khác an toàn hơn nhiều. Giờ phút này, bên ngoài Thiên Vân Các,
đám người đã xếp thành mấy hàng dài, thi nhau khống chế thuyền nhỏ bơi đến về chỗ sâu trong huyết hồ. Kiếm La, thuyền và cần câu chuẩn bị kỹ càng chưa? Tiêu Phàm nhìn về phía Kiếm La nói. Kiếm La lấy ra mấy hồn giới, ném cho đám người nói, đều chuẩn bị kỹ càng, mỗi người đều chuẩn bị 10 thuyền nhỏ, 10 cần câu đều có độ bền cao nhất, cho dù câu được thập văn thần ngư cũng không có vấn đề gì. Mấy người Tiêu Phàm tiếp nhận nhẫn, gật đầu, tiến vào huyết hồ thủy điếu, thuyền nhất định phải có, bởi vì cho dù là chiến thần cảnh cũng không thể phi hành trên không trung huyết hồ, càng không phải nói đến việc bay lên bầu trời. Về phần cần câu, đó là dùng để câu áo nghĩa thần ngư, huyết hồ thủy điếu trải qua vô số năm phát triển, càn câu cũng được hoàn thiện hơn rất nhiều. Cũng đừng xem thường những cái cần câu này, chúng đều là cấp bậc thần binh, giá trị của một cái cần câu cũng không nhỏ, nhất là loại cần câu có độ bền bỉ cao nhất, giá trị lên đến 1000 thần thạch. 10 cái cần câu, liền tốn trọn vẹn 1 vạn thần thạch, cái này không phải người bình thường có thể mua được. Kiếm La mua sắm cần câu cùng thuyền cho 6 người, tốn hơn 6 vạn thần thạch. Cho nên, những người tham gia huyết hồ thủy điếu, đều có thể xem như những tu sĩ tương đối giàu có. Ồ, còn muốn câu thập văn thần ngư, có thể câu được mấy con tam văn thần ngư cũng không tệ, mua sắm cần câu tốt nhất cũng lãng phí. Đúng rồi, có vài người thật quá ngây thơ, thập văn thần ngư mấy ngàn năm mới có thể thấy một lần, đừng nói câu được, chính là ngay cả nhìn cũng không thấy. Một con thập văn thần ngư, đoán chừng toàn bộ chúng ta đều không phải là đối thủ, hy vọng nó đừng xuất hiện là tốt nhất. Nghe được lời Kiếm La nói, bốn phía lập tức truyền đến thanh âm trào phúng, ánh mắt khinh bỉ nhìn về đám người Tiêu Phàm. Kiếm La hừ lạnh một tiếng, lười để ý tới bọn hắn, nếu là bình thường hắn cũng không tin có thập văn thần ngư, nhưng đi theo Tiêu Phàm, hắn đã chứng kiến rất nhiều kỳ tích. Có lẽ lần này thật sự lại xuất hiện thập văn thần ngư cũng nên, chỉ là muốn câu được thập văn thần ngư cũng không phải việc dễ dàng. 1 vạn thần thạch, cuối cùng cũng đến phiên bọn Tiêu Phàm, một thủ vệ tu sĩ thản nhiên nói. Bọn hắn không hỏi tính danh, chỉ lấy thần thạch, mỗi người 1 vạn thần thạch, 100 người chính là 100 vạn, 1000 người chính là 1000 vạn. Trước đó Tiêu Phàm còn cảm giác hồn thạch trên người mình đã đủ nhiều, nhưng so với thủ đoạn lừa thần thạch của Tu La Sơn, vẫn là xa xa không bằng. 6 người, Tiêu Phàm lấy ra một hồn giới ném cho tu sĩ thủ vệ kia nói. Thủ vệ tu sĩ hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một cái, một lần xuất ra 6 vạn thần thạch, hơn nữa còn giúp thuộc hạ trả thần thạch, đây không phải người bình thường có thể làm được. Tiêu Phàm cũng không quan tâm ý nghĩ của hắn, giao xong thần thạch, liền dẫn đầu đi về phía trước. Thiên Vân Các được xây trên mặt hồ cũng vì nguyên nhân này, có thể thuận tiện tiến vào huyết hồ, ở tầng thứ nhất Thiên Vân Các. Có một cây cầu gỗ nhỏ, lơ lửng kéo dài vào bên trong huyết hồ. Tu sĩ lấy ra từng chiếc thuyền nhỏ, ném vào bên trong huyết hồ, dùng thần lực hoặc là linh hồn lực thôi động, nhanh chóng đi về chỗ sâu huyết hồ. Tiêu Phàm cũng lấy ra một chiếc thuyền nhỏ từ bên trong hồn giới ném vào trên mặt huyết hồ, hắn thả người nhảy vào trong đó. Năng lượng ba động thật cường đại, Tiêu Phàm hít sâu một cái, cảm giác có một luồng sức mạnh to lớn tác dụng trên người hắn. Thân thể không thể lăng không bay lên, xem ra phía trên huyết hồ cấm bay không phải giả. Sau đó hắn kinh ngạc cảm thụ được biến hóa bên trong huyết hồ, thần linh khí ở nơi này, nồng đậm gấp bao nhiêu lần so với trên bờ, tuyệt đối là địa phương tu luyện tốt. Mấy người Kiếm La, Thanh Phong lão tổ lần lượt đi tới bên người Tiêu Phàm, cảm nhận được năng lượng ba động bốn phía, Kiếm La, Sở Khinh Cuồng cùng Tiếu Thiên Dương cũng kinh ngạc vô cùng. Chỉ có Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ vẫn tương đối bình tĩnh. Công tử, huyết hồ này cho ta một loại cảm giác vô cùng riêng biệt. Kiếm La híp hai mắt nói. Cảm giác gì? Tiêu Phàm hỏi. Ta cảm giác linh hồn mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng mạnh lên, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được. Kiếm La ngưng tiếng nói. Không có gì là không thể, ngươi cho rằng 1 vạn thần thạch là chả không sao. Thanh Phong lão tổ lơ đễnh nói. Nhìn đám người nghi hoặc, hắn giải thích nói, nghe nói phía dưới huyết hồ này, có một vài linh tuyền, tự nhiên có thể dưỡng linh hồn, cho dù không câu được áo nghĩa thần ngư, cũng có thể ở chỗ này tu luyện, chỉ là thời gian không dài, chỉ có thời gian chừng 10 ngày mà thôi. Ngươi nói đáy hồ có linh tuyền, chẳng lẽ có người đã xuống dưới rồi sao? Nghe được hai chữ linh tuyền này, Tiêu Phàm đột nhiên hứng thú. Linh tuyền.
đây chính là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, hắn gặp rất nhiều đồ vật dùng để tu luyện, cường hóa nhục thân, nhưng rất ít nhìn thấy bảo bối có thể cường hóa linh hồn. Ta cũng chỉ nghe người ta nói, cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Thanh Phong lão tổ lắc đầu nói. Là thế à, vậy đi thôi. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thất vọng. Ngoài miệng mặc dù không đặc biệt quan tâm, nhưng trong lòng vẫn một mực nhớ linh tuyền nơi đáy hồ, nếu như có thể lấy được một linh tuyền, Tiêu Phàm tự tin linh hồn phân thân của mình cũng có thể đạt tới chiến thần đỉnh phong. Sau đó, mấy người cùng nhau khống chế thuyền, tốc độ cực nhanh chạy về trung ương huyết hồ. Tiêu Phàm chắp tay đứng trên thuyền, linh hồn lực khống chế con thuyền lao đi, rất nhanh bờ hồ đã biến mất trong huyết vụ mênh mông. Toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn mở ra, mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu thần linh chi khí trên không huyết hồ, thần linh khí ở nơi này cực kỳ nồng đậm, đều là vật đại bổ đối với thí thần cùng linh hồn của hắn. Năm người Sở Khinh Cuồng đi theo Tiêu Phàm, dàn hàng tản ra, mọi thời khắc đám người đều chú ý đến động tĩnh bên trong huyết hồ. Bọn hắn không hài lòng như Tiêu Phàm, con quái thú to lớn trước đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu của bọn họ, thật lâu không tiêu tan. Nếu như gặp phải quái vật khổng lồ kia, tất cả bọn hắn cộng lại cũng chưa chắc có thể là đối thủ của nó. Thật lâu sau, đám người Tiêu Phàm dừng lại ở trung ương huyết hồ, huyết phụ bốn phía mênh mông, chỉ có thể lờ mờ nghe được tiếng sóng nước cuồn cuộn, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch. Huyết hồ này thực sự rất lớn, chúng ta lái thuyền hơn một canh giờ, mà vẫn không thấy được bờ bên kia. Kiếm La hơi kinh ngạc nói. Đừng nói một giờ, chiếu theo tốc độ này, có mà mấy ngày cũng chưa chắc có thể đến bờ bên kia. Thanh Phong lão tổ khinh thường nói. Một canh giờ đã muốn đi tới bờ bên kia, vậy huyết hồ này sao có thể chứa đến hàng vạn tu sĩ? Nghe đồn cái này huyết hồ rộng 1.800 dặm, tốc độ của chúng ta một ngày cũng chỉ chạy được hơn 300 dặm mà thôi, toàn lực ứng phó, một ngày cũng có thể chạy đến. Xích Vân lão tổ lại giải thích một câu. Trong mắt đám người Kiếm La lộ ra vẻ kinh ngạc, huyết hồ lớn như thế, trung ương lại còn tọa lạc một ngọn núi lớn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Có điều ngẫm lại thấy cũng đúng, trước đó nhìn thấy hàng vạn con áo nghĩa thần ngư, nhưng bọn hắn một đường đi đến giờ, đến cái bóng của áo nghĩa thần ngư cũng không thấy, từ khía cạnh này cũng có thể chứng minh huyết hồ rộng lớn. Tốt, mọi người tản ra đi, có chuyện gì thì truyền âm trao đổi. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Nơi này đã tiến vào sâu trong huyết hồ, thần linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, là địa phương tương đối thích hợp để thả câu. Đám người gật đầu, khống chế thuyền của mình tản ra, hiện lên một đường viền, mỗi người cách xa nhau vài trăm mét, nếu như xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời chạy tới. Phải biết rằng phía trên huyết hồ không thể phi hành, mà trong nước lại có thật nhiều loài cá có công kích cường đại. Bọn hắn thân là chiến thần cảnh, rơi vào trong nước sẽ không bị chết đuối, nhưng nếu như bị bầy cá vây công, vậy cũng khó nói. Những lần huyết hồ thủy điếu trước mở ra, mỗi một lần đều có không ít người ở lại huyết hồ mãi mãi. Giờ phút này, ở một vùng huyết hồ khác, có hơn 10 con thuyền nhỏ, chia thành hai đội, mỗi một đội phía trước đều có một con thuyền lớn tầm 3 trượng, so với thuyền của những người khác thì lớn hơn nhiều, tựa như một đội long đầu. Phía trên hai đầu đội thuyền, mấy thân ảnh đang đứng, hai người cầm đầu đứng đầu thuyền, đối diện với nhau. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra, một người trong đó, chính là lãnh đồng có thù cùng hắn, có thể cùng lãnh đồng giằng co, không cần nghĩ cũng biết rõ, thực lực và địa vị của người này khẳng định bất phàm, đoán chừng cũng là người kế thừa. Lãnh Lưu Cảnh, một câu, làm hay không làm, thần sắc lãnh đồng băng lãnh nhìn thanh niên áo bào đen phía đối diện nói. Thanh niên áo bào đen tên là Lãnh Lưu Cảnh, một đôi mắt ưng sắc bén, mày kiếm lộ ra khí sắc bén, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hắn cũng giống lãnh đồng, đều là người kế thừa, chỉ là hắn là một trong hai người được đại trưởng lão chọn. Sắc mặt Lãnh Lưu Cảnh vẫn bình tĩnh như thường, tay phải sờ cằm, hiển nhiên là đang suy tính lợi và hại trong đó. Lãnh đồng, mặc dù trong thân thể chúng ta cùng chảy một loại huyết mạch, nhưng ngươi nên thân cận cùng lãnh thương mới đúng. Ngươi không gọi lãnh thương giúp ngươi, lại đến gọi ta, có phải nên nói rõ hay không? Lãnh Lưu Cảnh cười nhạt một tiếng nói. Lãnh thương rất nhanh sẽ tới. Sắc mặt lãnh đồng trầm xuống. Ở Tu La Sơn có hai chi, nhất mạch họ Tả, nhất mạch họ Lãnh. Lãnh Lưu Cảnh mặc dù được đại trưởng lão chọn chúng, nhưng vẫn là họ Lãnh.
Theo Lãnh Đồng, Lãnh Lưu Cảnh nên không chút do dự đáp ứng yêu cầu của mình mới đúng, nhưng không ngờ Lãnh Lưu Cảnh lại không hề đề cập tới. Giết một người mà thôi, còn cần ba người chúng ta liên thủ sao? Cho dù hắn là Tu La Điện Chủ, thì có thể mạnh tới mức nào? Lãnh Lưu Cảnh khẽ cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường. Ngươi cảm thấy ngươi có mấy thành nắm chắc thắng được ta? Lãnh Đồng cười lạnh một tiếng. Đồng thuật của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể tránh thoát. Chỉ cần tránh thoát đồng thuật của ngươi, thắng ngươi cũng không khó, khoảng 7 phần 10. Lãnh Lưu Cảnh như có điều suy nghĩ nói ra. 7 thành sao? Lãnh Đồng lắc đầu, lại nói, nếu ta nói cho ngươi biết, ta đã cùng hắn giao thủ qua, thực lực của hắn không yếu hơn so với ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lãnh Thương Tăng thêm ngươi, có thể giết chết ta sao? Lãnh Lưu Cảnh cau mày một cái, hắn biết rõ ý của Lãnh Đồng, hắn và Lãnh Thương hợp lực cũng không giết chết được Lãnh Đồng, tương tự, Lãnh Thương cùng Lãnh Đồng hợp lực, cũng không thể giết chết được Tiêu Phàm. Đây cũng là nguyên nhân Lãnh Đồng tìm hắn, hai người không giết được Tiêu Phàm, nhưng nếu liên hợp với Lãnh Lưu Cảnh, bọn hắn thì có hy vọng lưu Tiêu Phàm lại. Hắn dù sao cũng là một kẻ ngoại lai, chẳng lẽ ngươi muốn truyền thừa rơi vào tay người khác hay sao? Nhìn thấy thần sắc Lãnh Lưu Cảnh hơi động, Lãnh Đồng lại tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói. Nếu chúng ta giết hắn, bên phía Tam trưởng lão phải bàn giao thế nào? Lãnh Lưu Cảnh trầm giọng nói. Nghe nói như thế, trên mặt Lãnh Đồng lộ ra một nụ cười tà ác, nói, vừa thu được một tin tức, Tam trưởng lão có vẻ như không chiêu đãi hắn, bởi vì tôn tử Tả Giang Lê của hắn cùng Tiêu Phàm giao thủ qua. Tên phế vật kia, xem ra đồ phế vật đó cũng có lúc có một chút tác dụng. Lãnh Lưu Cảnh đầu tiên là khinh thường, rồi sau đó lại lộ ra nụ cười tia tà ác nói, có lẽ, chúng ta còn có thể thiếu mất một phế vật làm đối thủ. Lãnh Đồng nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn Lãnh Lưu Cảnh, nói, ý ngươi là, cùng một phế vật đi làm đối thủ, ngươi không cảm thấy đó là một loại vũ nhục đối với chúng ta sao? Lãnh Lưu Cảnh nhe răng cười một tiếng, truyền âm nói, ngươi yên tâm, giết chết phế vật kia không phải là chúng ta. Lãnh Đồng nếu như vẫn không hiểu rõ ý của Lãnh Lưu Cảnh, vậy hắn chính là người ngu, hắn không ngờ Lãnh Lưu Cảnh lại âm hiểm như thế. Muốn giết chết Tiêu Phàm cùng Tả Giang Lê còn chưa tính, hắn còn muốn giáng họa cái chết của Tả Giang Lê cho Tiêu Phàm, kể từ đó, vô luận là có thể giết chết Tiêu Phàm hay không, Tiêu Phàm cũng không có khả năng tham gia tranh đoạt Tu La truyền thừa. Bởi vì Tam trưởng lão không có khả năng thừa nhận kẻ cầm đầu giết chết tôn nhi hắn là người kế thừa Tu La Sơn, Tam trưởng lão đã không thừa nhận, mấy trưởng lão khác càng không có khả năng thừa nhận. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đều không biết, thời gian chậm rãi trôi qua 3 canh giờ, mấy người Tiêu Phàm vẫn không thu hoạch được gì, hai người Kiếm La cùng Thiếu Thiên Dương đã đợi đến mất kiên nhẫn. Lúc này bọn hắn mới biết, áo nghĩa thần ngư cũng không phải dễ dàng mắc câu như vậy. Tiêu Phàm ngồi ở trên thuyền, trong tay cầm một cái cần câu, lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt hồ. Mặc dù không câu được cá, nhưng thời gian của hắn cũng không lãng phí. Thân thể hắn tựa như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu thần linh khí, ngay từ đầu vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng theo thời gian trôi qua, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Mấy người Kiếm La cuối cùng cũng chú ý tới động tác của Tiêu Phàm, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó trách hắn mạnh hơn ta, hóa ra mỗi thời mỗi khắc hắn đều không quên tu luyện. Trong lòng Thiếu Thiên Dương tự nhủ, ngay từ lúc đầu thần phục Tiêu Phàm trong lòng hắn cũng hơi bất an. Nhưng qua những ngày qua, thực lực và nhân phẩm của Tiêu Phàm chậm rãi làm hắn tin phục, hắn cũng rốt cục biết rõ bản thân tại sao không bằng Tiêu Phàm. Đột nhiên, tiếng người rơi xuống nước vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của đám người, ánh mắt mấy người không hẹn mà cùng quay về vị trí của Tiêu Phàm nhìn lại. Công tử, mấy người Kiếm La kêu to. Bọn hắn trơ mắt nhìn Tiêu Phàm rơi vào trong huyết hồ, chỉ lưu lại chiếc thuyền vẫn đung đưa nhẹ nhàng trên mặt nước. Áo nghĩa thần ngư, nhất định là áo nghĩa thần ngư kéo Tiêu Phàm vào bên trong huyết hồ. Thanh Phong lão tổ kêu to, khống chế thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần Tiêu Phàm. Một lát sau, mấy người cuối cũng đi tới vị trí của Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm vẫn không xuất hiện trên mặt nước. Linh hồn lực của đám người Kiếm La không chút do dự phóng về đáy hồ dò xét. Nhưng bên trong huyết hồ có một sức mạnh kỳ lạ trong nháy mắt nuốt hết linh hồn lực của bọn hắn. Thanh Phong tiền bối, ngươi xác định là áo nghĩa thần ngư kéo Tiêu huynh đi.
Thần sắc Sở Khinh Cuồng ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong lão tổ nói. 8/9/10, Tiêu Phàm quá tự đại, cũng dám trong lúc câu cá nhập định, nơi này không phải lục địa, dưới đáy nước, chính là thiên hạ của loài cá. Thanh Phong lão tổ lắc đầu nói, trong ngữ điệu lộ ra một tia lo lắng. Nếu là trước kia, có lẽ Thanh Phong lão tổ đã sớm mở miệng chào phúng, cho rằng Tiêu Phàm quá tự tin. Đám người nghe vậy, không biết phải trả lời như thế nào, trong lòng bọn hắn vừa rồi còn bội phục Tiêu Phàm đi tới chỗ nào cũng có thể tu luyện. Nhưng bọn hắn sao có thể biết, chỉ chớp mắt, Tiêu Phàm đã bị áo nghĩa thần ngư lôi đi. Cho dù là hai người Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ cũng không biết làm sao, bọn hắn cũng chưa gặp phải loại tình huống này bao giờ, trước kia tối đa cũng chiến đấu cùng áo nghĩa thần ngư ngay trên mặt hồ một phen mà thôi. Công tử là người hiền tự có thiên tướng, một con áo nghĩa thần ngư mà thôi, khẳng định không làm gì được hắn. Kiếm La ngưng tiếng nói, người duy nhất không nghĩ Tiêu Phàm xảy ra chuyện chính là hắn. Hy vọng đi, Thanh Phong lão tổ thở dài một hơi. Tiêu Phàm bị áo nghĩa thần ngư kéo đi, mấy người đều không còn tâm tư câu cá, bọn hắn chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể sống sót. Thế nhưng là cho dù Tiêu Phàm sống sót, cũng không biết đã bị áo nghĩa thần ngư kéo tới chỗ nào, huyết hồ lớn như vậy, muốn tìm một người cũng không phải dễ dàng. Giờ phút này, sâu dưới huyết hồ, hai tay Tiêu Phàm nắm lấy một đầu cần câu, bị một con cá lớn ra sức tha lôi, hắn rất muốn dùng lực níu cần câu lại. Nhưng ở trong huyết hồ, hắn không thể sử dụng thần lực. Trong hồ nước có một loại sức mạnh quỷ dị, đang chậm rãi cắn nuốt thần lực trong cơ thể Tiêu Phàm, nhất là khi Tiêu Phàm vận chuyển thần lực, tốc độ của sức mạnh cắn nuốt kia lại càng nhanh. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ lời khuyên lúc trước của Thanh Phong lão tổ, nhất định không thể rơi vào trong nước. Một khi rơi vào trong hồ nước, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng không có sức phản kháng, huống chi là Tiêu Phàm. Hơn nữa không chỉ thần lực, ngay cả linh hồn lực chỉ cần thả ra, cũng bị sức mạnh của hồ nước trong nháy mắt tước đoạt không còn. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm rơi vào tình cảnh bất lực như thế. Nhưng hắn đã trải qua trăm cuộc chiến, hắn cũng không nóng nảy, chỉ ít hiện tại tạm thời cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Hắn không dám buông cần câu trong tay ra, một khi buông ra, thân thể hắn nhất định sẽ chìm xuống sâu dưới đáy hồ. Đến lúc đó thực sự sẽ rơi vào cảnh gọi trời không được, gọi đất không xong. Hiện tại Tiêu Phàm chỉ có thể hy vọng, con áo nghĩa thần ngư đang mắc ở cần câu kia có thể có phá vỡ mặt nước, khi đó chính là cơ hội duy nhất của Tiêu Phàm có thể trốn. Chỉ cần lên trên mặt nước, Tiêu Phàm liền có thể thi triển sức mạnh, sau đó mượn lực lượng của thuyền, hắn có thể bắt áo nghĩa thần ngư lên. Đáng tiếc, cơ hội này quá mơ hồ. Tiêu Phàm không có khả năng hy vọng bản thân sống sót gửi ở trên người áo nghĩa thần ngư. Hắn đường đường là điện chủ Tu La Điện, nếu chết trong huyết hồ thủy điếu, đó chính là chuyện cười vạn năm. Dù là chết, đoán chừng Tiêu Phàm có thành quỷ cũng không dễ chịu. Đột nhiên, tâm thần Tiêu Phàm nhanh chóng chìm vào bên trong thần cung, thí thần đang dương nanh múa vuốt, phẫn nộ gào thét, tựa như nói cho Tiêu Phàm, thả nó ra sẽ có thể giải quyết con áo nghĩa thần ngư kia. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, thực lực của thí thần rất cường đại, có lẽ có thể ngăn cản sự xâm nhập sức mạnh quỷ dị bên trong huyết hồ kia. Nhưng hắn không dám đánh cược, phải biết, quái vật khổng lồ trước đó còn khủng bố hơn, một khi khí tức của thí thần bị lộ, quái vật khổng lồ kia chắc chắn có thể bắt được, đến thời điểm đó hắn sẽ càng gặp nguy hiểm. Thí thần chậm rãi an tĩnh lại, nó cũng biết rõ, nó muốn cứu Tiêu Phàm, là không thể nào. Đúng rồi. Người không sợ sức mạnh kỳ lạ này, tên phệ hồn kia thì sao? Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, lập tức tâm thần rời khỏi thần cung, một ý niệm trong đầu lóe qua. Ngay sau đó, đột nhiên phệ hồn từ trên MU bàn tay Tiêu Phàm chui ra, nó tựa như vừa mới tỉnh ngủ, hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Nhưng mà sau một giây, khiến Tiêu Phàm cảm thấy ngạc nhiên là, phệ hồn lại há miệng nhỏ, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, Tiêu Phàm không biết nó bây giờ thôn phệ cái gì. Nhưng có thể cảm nhận được khí tức của nó đang không ngừng tăng cường. Chỉ trong chốc lát, trong thân thể của phệ hồn truyền đến một thanh âm đột phá, khí tức trên người cũng không ngừng tăng vọt. Vật nhỏ, còn thất thần làm cái gì, đưa ta đi lên rồi tính tiếp. Tiêu Phàm thầm mắng không thôi. Phệ linh thần tàm này chỉ lo cho bản thân nó, hoàn toàn quên người chủ nhân này, điều này khiến Tiêu Phàm sao có thể không giận.
hai con người nhỏ bé của phệ hồn quay một vòng, lộ ra nụ cười nhân tính hóa, đạt tới cấp độ bây giờ, phệ hồn cũng đã có ý thức. Sau đó, chỉ thấy phệ hồn đột nhiên há mồm phun ra một cái bong bóng màu vàng nhạt, bong bóng nhanh chóng phóng đại, bao phủ Tiêu Phàm ở trong đó, cùng hồ nước bên ngoài ngăn cách. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm cảm giác sức mạnh toàn thân lại trở về, nhưng sức mạnh của hắn vẫn không thể sử dụng, bởi vì không có điểm tựa, hồ nước bốn phía đụng phải hắn đều trực tiếp tránh đi. Rất hiển nhiên, phệ hồn phun ra cái bong bóng màu vàng nhạt này có thể ngăn cách Tiêu Phàm với sức mạnh kỳ lạ của hồ nước, nhưng vẫn không có cách nào để cho Tiêu Phàm hoạt động tự nhiên. Phệ hồn, đưa ta đi lên. Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, mình bị một con cá kéo đi, việc này cũng quá bực bội rồi. Ê a, phệ hồn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không làm được, Tiêu Phàm cả kinh kêu lên, sắc mặt cũng biến thành cổ quái, thực lực hiện giờ của phệ hồn có vẻ như cũng đạt tới bát biến chiến thần đi, bát biến chiến thần lại không đối phó được một con áo nghĩa thần ngư. Chẳng lẽ là một con cá lớn? Thanh Phong lão ti ti cùng Thiếu Thiên Dương đã nói, một con thất văn thần ngư, nắm giữ sức mạnh của bát biến chiến thần. Nhưng phệ hồn là bát biến chiến thần vậy mà không làm gì được, từ đó có thể thấy, con áo nghĩa thần ngư bị mắc câu kia chí ít cũng là thất văn, thậm chí có thể là bát văn. Chỉ mới nghĩ tới đã làm Tiêu Phàm vô cùng kích động, bát văn áo nghĩa thần ngư, một khi lĩnh ngộ được áo nghĩa chi lực trong đó, vậy đã có thể trở thành bát biến chiến thần. Dùng thần thạch để tính, một con bát văn áo nghĩa thần ngư, chí ít cũng có giá 5 vạn thần thạch. Chỉ cần câu con áo nghĩa thần ngư này lên, thì lần tham gia huyết hồ thủy điếu này mình không bị thua thiệt rồi. Ia, phệ hồn lại gọi mấy tiếng, khẽ gật gật đầu, lập tức lại mở cái miệng rộng, bắt đầu trắng trợn thôn phệ sức mạnh kỳ lạ trong hồ nước. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lập tức đen lại, vừa rồi phệ hồn có thể đột phá cảnh giới bát biến chiến thần, là bởi vì nó cách bát biến chiến thần vốn chỉ có một bước. Nhưng hiện tại lại muốn bằng vào việc thôn phệ sức mạnh kỳ lạ kia đột phá cửu biến chiến thần, thì phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, nếu như có thể bắt được con áo nghĩa thần ngư này, nhất định phải chém nó thành trăm mảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã hai canh giờ, hai tay Tiêu Phàm vẫn gắt gao cầm lấy cần câu, trên mặt lộ vẻ nhe răng trợn mắt. Giờ phút này hắn không phải không dám buông tay, mà là không muốn buông tay, hắn hận thấu xương con áo nghĩa thần ngư kia, hận không thể ăn sống nuốt tươi nó. Áo nghĩa thần ngư tựa như cũng không biết mỏi mệt. Một đường kéo Tiêu Phàm chạy hai canh giờ. Phệ hồn, tốc độ này của ngươi quá chậm, chờ ngươi đột phá cửu biến chiến thần, có lẽ ta đã đến lúc thiên nhân ngũ suy. Tiêu Phàm xem thường nhìn phệ hồn, lắc lắc đầu nói. Phệ hồn lộ ra bộ dáng vô tội, nó y nha giải thích cùng Tiêu Phàm. Một tháng, chờ ngươi một tháng sau mới đột phá, tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa cũng bắt đầu rồi. Tiêu Phàm lắc đầu. Giờ phút này hắn vô cùng dầu dĩ, rốt cuộc là nên từ bỏ con cá lớn này hay là nghĩ biện pháp để phệ hồn đột phá. Nếu như mắc câu thực sự là một con bát văn thần ngư, để nó chạy như thế, thật quá lãng phí. Huống chi, nếu để cho nó trốn, phiền muộn của hắn cũng không có chỗ phát tiết. Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, thật lâu sau mới nói, nếu như có thể để cho ta tiếp xúc đến nước hồ, hơn nữa không bị luồng sức mạnh kia ảnh hưởng. Có lẽ ta có thể khiến ngươi đột phá cửu biến chiến thần trong vòng nửa canh giờ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong mắt phệ hồn lập tức chuyển động một vòng, lóe sáng quang mang, y nha nửa ngày. Tiêu Phàm cuối cũng trúng hiểu ý của phệ hồn, cười mắng, sao ngươi không nói sớm chứ? Ngươi khống chế thân thể ta, sẽ không bị luồng sức mạnh bên trong huyết hồ kia ảnh hưởng, đồng thời cũng không cần tiếp tục đột phá, thực lực của ta đã đủ để ứng phó con áo nghĩa thần ngư kia. Phệ hồn vô tội gật gật đầu, sau đó chui vào thân thể Tiêu Phàm, sau một khắc, thần lực ba động trên người Tiêu Phàm trong nháy mắt phát sinh biến hóa, không cần nghĩ cũng biết rõ, phệ hồn đã khống chế thân thể của Tiêu Phàm. Phệ hồn không quan tâm tới áp chế của năng lượng kỳ lạ bên trong huyết hồ kia, Tiêu Phàm sau khi bị khống chế, tự nhiên cũng không cần quan tâm, hơn nữa còn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây chính là tương đương với Tiêu Phàm cùng phệ hồn kết hợp lại. Bỗng nhiên, thần lực quanh thân Tiêu Phàm chấn động, trong nháy mắt dừng lại, trong lòng hắn thầm mắng không thôi, bản thân sao không nghĩ đến biện pháp này sớm một chút.
làm hại thân thể mình bị áo nghĩa thần ngư lôi kéo ròng rã hai canh giờ, nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm phiền muộn đến mức chút nữa thì thổ huyết. Ngay sau đó, thân thể hắn đạp không mà lên, trực tiếp bay lên trên mặt nước, cùng lúc đó, hai tay hắn kéo một cái, dây câu căng chặt, một luồng sức mạnh giằng co với Tiêu Phàm. Bây giờ tới lượt ta, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, khóe miệng lộ vẻ băng lãnh. Sau đó, một tay Tiêu Phàm lôi kéo cần câu, thân thể nhanh chóng nổi lên, áo nghĩa thần ngư bị Tiêu Phàm kéo lại, sức mạnh của Tiêu Phàm cường đại hơn so với đại bộ phận chiến thần cảnh đỉnh phong nhiều. Nếu như chỉ là một con bát văn áo nghĩa thần ngư bình thường, nhiều nhất chỉ có thực lực cửu biến chiến thần mà thôi, Tiêu Phàm sao có thể đặt nó ở trong lòng. Giờ phút này, nếu như áo nghĩa thần ngư có linh trí, chắc cũng phiền muộn muốn chết giống Tiêu Phàm trước đó, tình huống hiện tại lại thay đổi. Một lát sau, Tiêu Phàm trực tiếp vọt thẳng ra mặt nước hồ, bọt khí màu vàng kim nhạt quanh thân trực tiếp vỡ tan, nhưng mà, thân thể hắn cũng không tiếp tục rơi xuống. Ta có thể bay, trong lòng Tiêu Phàm kinh dị không thôi, chẳng lẽ phệ hồn thật sự không bị sức mạnh của huyết hồ áp chế? Nếu thật là như vậy, thì mình có thiên nhiên ưu thế, dù là bay trên huyết hồ, có vẻ như cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ ra. Tại sao phệ hồn không chịu áp chế của sức mạnh này, hơn nữa thí thần có vẻ như cũng có thể. Chờ đã, sức mạnh áp chế kia hình như là chỉ tác dụng lên linh hồn, nhưng cường độ linh hồn của ta cũng cường đại hơn nhiều so với phệ hồn. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ buồn bực, vấn đề này hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn rõ ràng một số chuyện, đó chính là dù là linh hồn công kích của hắn, cũng không làm gì được phệ hồn và thí thần. Rất hiển nhiên, không chỉ phệ hồn, ngay cả thí thần cũng có năng lực này, khó trách trước đó nó muốn xông ra khỏi thần cung để cứu bản thân. Hả, đột nhiên, Tiêu Phàm quay người nhìn bốn phía, phát hiện có vô số ánh mắt đang kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc trợn mắt há mồm. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế, ở bên trong huyết hồ vốn không thể phi hành, mình lại có thể phi hành, vậy cũng không khỏi quá khác biệt. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, hắn vội vàng rơi xuống, dưới chân hắn lập tức xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Hắn cũng không muốn việc bản thân có thể bay bị những người khác biết rõ, loại năng lực này sẽ bị người đố kỵ. Nếu như bị những trưởng lão ở Tu La Sơn kia chộp tới, làm giải phẫu nghiên cứu, vậy bản thân không biết kêu oan nơi đâu. Đương nhiên, Tiêu Phàm càng muốn xem năng lực này như át chủ bài. Át chủ bài, chỉ có tại thời điểm người khác không biết mới có thể xưng là át chủ bài, đến thời điểm nhất định có thể cứu hắn một mạng. Bùm, cũng đúng lúc này, một kim sắc lưu quang từ mặt nước xông ra, nổi lên sóng nước cao mấy trượng, một lần nữa hấp dẫn lực chú ý của đám người. Áo nghĩa thần ngư, có người kêu lên sợ hãi, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt của đám người từ trên người Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, theo đám người thấy không phải Tiêu Phàm có thể phi hành, mà là hắn bị một con áo nghĩa thần ngư húc bay. Tiêu Phàm nhẹ thở phào. Rồi sau đó ánh mắt hướng về kim sắc lưu quang kia nhìn lại, sau một giây, ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên, nhếch miệng cười nói quả nhiên là bát văn. Ở phần bụng của con kim sắc áo nghĩa thần ngư kia, có 8 đường vân kim sắc, giống như 8 gợn sóng kim sắc. Lại là bát văn áo nghĩa thần ngư, không chỉ Tiêu Phàm phát hiện, những tu sĩ khác cũng tinh mắt nhận ra. Ngay sau đó, đám người triệt để sôi trào lên, thậm chí trực tiếp khống chế thuyền nhanh chóng tới gần vị trí của Tiêu Phàm, muốn tranh đoạt áo nghĩa thần ngư. Tiểu tử, cút ngay, đừng ngăn cản lão tử phát tài. Vậy mà lại là bát văn thần ngư, ha ha, lão tử cuối cùng cũng có thể lĩnh ngộ loại áo nghĩa thứ hai. Áo nghĩa thần ngư là của ta, từng tiếng gầm thét vang lên, theo sát còn có một luồng khí tức cuồng bạo. Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu, trên người phát ra sát ý như có như không, nói, phệ hồn. Hiện tại quyền trưởng khống thân thể thuộc về ta. Khí tức thần lực trên người lại đổi, Tiêu Phàm đã lấy lại quyền trưởng khống thân thể. Hắn dùng lực kéo một cái, con bát văn thần ngư kia lập tức bay lên, bát văn thần ngư vô cùng khổng lồ, dài hơn 2 mét, lớn tương đương với chiếc thuyền dưới chân Tiêu Phàm. Nhưng ngay tại thời khắc bát văn thần ngư tới gần, Tiêu Phàm vung tay lên, một vòng xoáy xuất hiện trước người hắn, con bát văn thần ngư kia bắn vào bên trong vòng xoáy. Vụt, đột nhiên, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, trong khoảnh khắc Tiêu Phàm bắt sống con bát văn thần ngư kia,
mấy đạo công kích từ phía sau gắng sức chém về phía Tiêu Phàm. Nếu như có thể phi hành, Tiêu Phàm ngược lại có thể tùy tiện tránh khỏi một kích này, nhưng giờ phút này hắn căn bản không thể phi hành, tối đa chỉ di động như trên đất bằng mà thôi. Bùm một tiếng, thuyền dưới chân Tiêu Phàm nổ tung, chiếc thuyền kia chỉ là cửu phẩm hồn binh mà thôi, sao có thể chịu đựng được công kích của cường giả chiến thần cảnh. Như vậy đã chết, khó trách câu được bát văn thần ngư cũng không làm gì được, đáng đời. Nơi xa có người lộ ra vẻ khinh bỉ. Áo nghĩa thần ngư đâu? Mấy tên tu sĩ trước đó công kích Tiêu Phàm đi tới gần mặt hồ chỗ Tiêu Phàm, lại phát hiện áo nghĩa thần ngư cũng biến mất không thấy đâu nữa. Các ngươi rất muốn áo nghĩa thần ngư sao? Gần như đồng thời, một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau một người trong đó vang lên, sát khí lạnh lẽo tràn ngập mặt hồ, mấy người không khỏi lạnh run. Khi giọng nói kia vang lên, sát ý lạnh như băng bao phủ hư không, mấy người công kích Tiêu Phàm không khỏi lạnh run, bọn hắn cảm giác giọng nói này quá quen thuộc. Ở phía sau ngươi, một người đột nhiên chỉ về phía sau một người khác cả kinh kêu lên. Phụt, vừa dứt lời, một thanh trường kiếm nhuộm máu xuyên qua ngực người kia, máu tươi bắn ra hư không, sinh tử áo nghĩa trong nháy mắt tước đoạt sinh cơ của hắn. Tại sao ngươi vẫn không chết? Mấy người khác vội vàng khống chế đội thuyền lùi lại, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Ở chỗ người vừa bị trường kiếm xuyên thủng thân, một thân ảnh áo đen hiện ra, con người băng lãnh không có bất kỳ tình cảm gì. Thân ảnh áo đen này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, trong nháy mắt khi mấy người công kích hắn, Tiêu Phàm lập tức thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ. Hắn mặc dù không cách nào ngự không phi hành, nhưng Thái Huyền Thần Du Bộ vốn có thể thuấn di trong phạm vi nhỏ, không bị luồng sức mạnh kia áp chế, Tiêu Phàm rất dễ dàng tránh thoát khỏi một kích của đám người, xuất hiện trên một con thuyền khác ở khá gần. Các ngươi rất muốn ta chết sao? Trường kiếm trong tay Tiêu Phàm rung động, người kia trực tiếp bị vô tận kiếm khí chém giết. Những người này nếu như chỉ muốn cướp đoạt bát văn thần ngư, Tiêu Phàm có lẽ sẽ không giết bọn hắn, nhưng mấy người lại không chút do dự muốn giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Nếu như ở đây có người nhận ra thân phận của Tiêu Phàm, đoán chừng đã sớm trốn ra xa, nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm tranh đoạt. Tiểu tử, ta khuyên người tốt nhất giao bát văn thần ngư ra, chúng ta nhiều người như vậy, người không phải là đối thủ của chúng ta. Một lão giả mặc áo màu cho uy hiếp Tiêu Phàm nói. Tu sĩ thế hệ trước, muốn tăng cường thực lực, chỉ có thể lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa, nhưng muốn dựa vào năng lực chính mình để lĩnh ngộ sức mạnh áo nghĩa, thực sự rất khó khăn. Biện pháp duy nhất của bọn hắn chính là đi đường tắt, luyện hóa áo nghĩa thần ngư chính là một đường tắt, chỉ cần luyện hóa áo nghĩa thần ngư, sẽ có thể đột phá cảnh giới tương ứng. Bây giờ trước mắt thật vất vả nhìn thấy một con bát văn thần ngư, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ. Các ngươi nhiều người như vậy, một con áo nghĩa thần ngư có vẻ như không đủ phân chia. Tiêu Phàm buồn cười nhìn lão giả mặc áo màu cho. Đây không phải vấn đề ngươi cần nghĩ, áo nghĩa thần ngư, nên là đồ vật của cường giả. Lão giả mặc áo bào cho cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ. Phụt, tiếng nói vừa dứt, một tiếng gió truyền ra, con người của lão giả áo bào màu cho bỗng nhiên co rút lại, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Nơi xa, bóng dáng Tiêu Phàm đã biến mất không thấy tăm hơi, hiện tại lại xuất hiện trước người lão giả mặc áo bào màu cho. Trường kiếm trực tiếp cắm vào trong lồng ngực hắn. Xem ra, ngươi không phải là cường giả. Tiêu Phàm rất bình thản lắc đầu nói, Tiêu Phàm giết người, không cần thiết phải một kiếm xuyên qua mi tâm, sinh tử áo nghĩa cũng có thể trực tiếp diệt linh hồn hắn. Áo nghĩa thần ngư là đồ vật của cường giả, Tiêu Phàm dùng một kiếm liền giết hắn, hắn sao có thể là cường giả đây? Lão giả áo màu cho kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, con ngươi chậm rãi giãn ra, hắn thực sự nghĩ không ra. Mình cùng Tiêu Phàm cách xa nhau vài trăm mét, Tiêu Phàm làm thế nào đến trước người mình? Tu sĩ bốn phía thấy thế, câm như hến, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là mấy người ra tay với Tiêu Phàm. Bọn hắn cuối cũng biết rõ, bản thân có vẻ như đã đánh giá quá thấp thực lực của Tiêu Phàm, lão giả áo bào cho kia chính là cửu biến chiến thần, vậy mà bị lập tức giết chết như thế. Chạy mau, có người kịp phản ứng, vội vàng khống chế thuyền bỏ chạy. Sát ý phát ra trên người Tiêu Phàm, thật sự là quá đáng sợ, giờ phút này không trốn, qua một lúc đoán chừng muốn chạy trốn cũng không trốn được. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn đánh giá quá thấp thực lực của Tiêu Phàm,
hắn liên tục thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, chỉ trong mấy hơi thở, lại có 3 người mất mạng. 5 người bị hắn giết chết, tất cả đều là người vừa xong thừa dịp hắn không để ý đi đánh lén. Ánh mắt những người khác nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, thực lực người này quá là đáng sợ, cường giả cửu biến chiến thần muốn chạy trốn cũng không được, lại càng không cần phải nói tới tu sĩ cấp thấp. Trong lòng bọn hắn có chút may mắn vừa rồi bản thân không động thủ, bằng không, huyết hồ này lại có thêm mấy vong hồn. Còn người nào muốn bát văn thần ngư? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn tu sĩ bốn phía nói. Đám người thấy thế, khóe miệng co quắp một trận, chúng ta vẫn muốn, nhưng thực lực của ngươi cường đại như thế, ai có thể từ trong tay ngươi đoạt được áo nghĩa thần ngư đây? Không ít tu sĩ vội vàng khống chế thuyền lùi về bốn phía, chốc lát sau đó, trong phạm vi xung quanh vài dặm, chỉ còn lại một mình Tiêu Phàm. Lúc này Tiêu Phàm mới ngồi xếp bằng ở bên trên thuyền, tâm thần tiến vào bên trong thần cung, lại phát hiện, linh hồn bản thể đã bắt đầu luyện hóa con bát văn áo nghĩa thần ngư kia. Lại là lôi thuộc tính, Tiêu Phàm có chút cảm thấy ngoài ý muốn, lôi điện áo nghĩa, ở phương diện tốc độ cùng công kích, là cực kỳ bá đạo. Nhưng khi linh hồn bản thể bắt đầu luyện hóa áo nghĩa thần ngư, Tiêu Phàm phát hiện, con áo nghĩa thần ngư có lôi thuộc tính này, vẻn vẹn chỉ có lôi tốc độ. Nói cách khác nó chỉ am hiểu tốc độ mà thôi, về phương diện công kích cũng không có tác dụng quá lớn. Luyện hóa con áo nghĩa thần ngư này có thể để cho ta lĩnh ngộ tốc độ của lôi điện áo nghĩa, nhưng trợ giúp quá nhỏ, hơn nữa phải tốn quá nhiều thời gian đi luyện hóa, muốn đột phá viên mãn, càng là rất khó khăn. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Ngẫm lại, hắn chuẩn bị từ bỏ con áo nghĩa thần ngư này, dùng thủ pháp đặc biệt phong tỏa áo nghĩa thần ngư lại. Hắn không dùng được con áo nghĩa thần ngư này, nhưng không có nghĩa là người khác không thể dùng. Tâm thần rời khỏi thần cung, Tiêu Phàm nhìn về phía mặt hồ bình tĩnh, giờ phút này lại có một số người xuất hiện cách đó không xa, có chút đề phòng nhìn Tiêu Phàm. Còn dám tới nơi này, Tiêu Phàm cổ quái nhìn những người kia, chậm chạp nói, đúng rồi, sao có nhiều người đến khu vực này như vậy? Tiêu Phàm trước đó đi ngang qua rất nhiều địa phương, căn bản không nhìn thấy bóng người nào. Nhưng khu vực này lại có mấy chục người. Chuyện khác thường tất có kỳ lạ, Tiêu Phàm biết rõ đạo lý này, khu vực này chắc chắn có cái gì đó khác biệt. Tiêu Phàm lấy ra một cần câu, móc vào mấy viên thần thạch ném vào trong hồ nước, sau đó lẳng lặng cảm thụ biến hóa của cảnh vật chung quanh, hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Khu vực này có thần linh khí vô cùng nồng đậm, thậm chí nồng đậm đến cấp độ khủng bố, khiến linh hồn bản thể, thí thần cùng phệ hồn cũng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Y nha bên trong thần cung cùng huyết mạch, âm thanh hưng phấn của thí thần cùng phệ hồn truyền đến, hai thú đang ăn như gió cuốn. Phệ hồn chui ra từ lòng bàn tay Tiêu Phàm, hướng về phía Tiêu Phàm y nha khoa tay múa chân. Người nói, đáy hồ chỗ này có gì đó quái lạ mới khiến thần linh khí ở đây đậm đà như vậy. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chăm chú mặt hồ, kém chút kinh hô thành tiếng. Không phải là linh tuyền chứ? Hắn nhớ kỹ Thanh Phong lão tổ nói qua, phía trên huyết hồ sở dĩ thần linh khí nồng đậm như thế, chính là bởi vì đáy hồ có linh tuyền. Nơi đây có nhiều người tụ tập cùng một chỗ thả câu như vậy, khẳng định bởi vì áo nghĩa thần ngư tương đối nhiều, mà áo nghĩa thần ngư ưa thần thạch, có lẽ cũng ưa thích linh tuyền. Nghĩ vậy, tâm tình Tiêu Phàm trở nên hưng phấn, nếu như phía dưới thực sự là một linh tuyền, bản thân có khả năng sẽ phát tài. Phệ hồn, người xuống dưới nhìn xem, cẩn thận một chút. Tiêu Phàm ra lệnh cho phệ hồn, hắn rất yên tâm đối với phệ hồn, nó có khả năng không bị sức mạnh kỳ lạ áp chế ở nơi này, loài cá căn bản không tổn thương được nó. Phệ hồn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nó vốn cũng muốn xuống dưới nhìn một chút, có mệnh lệnh của Tiêu Phàm, liền không chút do dự cắm đầu lao vào bên trong hồ nước. Tiêu Phàm nhìn chăm chú mặt hồ, lặng lặng chờ đợi. Hy vọng phệ hồn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi phệ hồn trở về, thời gian chậm rãi trôi qua, mặt hồ cũng không có bất cứ ba động gì, do huyết hồ ngăn cản, Tiêu Phàm cũng không cảm ứng được vị trí của phệ hồn. Mà lúc này, càng ngày có càng nhiều người đi tới khu vực xung quanh Tiêu Phàm, thỉnh thoảng có tu sĩ câu được áo nghĩa thần ngư. Nhưng đại bộ phận người cũng chỉ câu được tam văn thần ngư trở lại, câu được tam văn thần ngư trở lên vô cùng ít. Hơn nữa một khi câu được tam văn thần ngư trở lên, đều không thoát khỏi một phen tranh đấu.
Bình thường những tranh đấu này Tiêu Phàm đều không tham dự, nhưng những kẻ muốn tìm hắn để gây sự, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không nương tay. Rất nhiều người hiểu rõ tính cách Tiêu Phàm, chỉ cần không đi tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm người khác phiền phức, điều này cũng làm cho những người biết rõ thực lực của Tiêu Phàm yên tâm không ít. Tiêu Phàm không hiểu là, người khác ít nhiều đều câu được một hai con áo nghĩa thần ngư, nhưng trên lưới câu cẩu hắn, một con cá cũng không có. Chẳng lẽ mình chỉ có thể câu bát văn áo nghĩa thần ngư trở lên? Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi nghĩ thầm, hắn chỉ có thể cho là lúc trước câu được bát văn áo nghĩa thần ngư là do may mắn. Nghe nói đạo hữu câu được một con bát văn áo nghĩa thần ngư, không biết có bán không? Thật lâu, có một chiếc thuyền nhỏ tới gần vị trí Tiêu Phàm, một lão giả mặc áo bào màu cho nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dò xét lão giả mặc áo bào màu cho này một chút, thực lực của hắn ngược lại là không yếu, có tu vi chiến thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa trên người còn mơ hồ hiện lên huyết khí nồng đậm. Không bán, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống trên mặt hồ. Lão hủ có thể ra 80000 thần thạch, đạo hữu có thể cân nhắc một lần. Lão giả mặc áo bào màu cho không cam lòng nói, sâu trong đáy mắt lóe qua nét nham hiểm. Đừng quấy rầy ta câu cá, ta sợ ngươi bồi không nổi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, lúc này, thí thần bên trong thần cung đột nhiên rung động, cảnh báo Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm lập tức dâng lên một cỗ sát ý, còn có một tia khinh thường. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, sắc mặt lão giả áo bào cho khẽ trầm xuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, không những không giận mà còn cười nói, đạo hữu có biết, tại sao lâu như thế vẫn không có cá mắc câu sao? Xem ra người chú ý ta đã lâu, người có thể nói cho ta một chút xem. Tiêu Phàm tà tà nhìn lão giả mặc áo bào màu cho một cái, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn biết rõ, lão giả mặc áo bào cho này chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi, hắn cũng muốn nhìn xem, lão đầu này đến cùng có sức mạnh gì. Trên lưới câu của ngươi nhiễm khí tức của bát văn thần ngư, áo nghĩa thần ngư cấp thấp tự nhiên là không dám tùy tiện tới gần. Lão giả mặc áo bào cho cười giải thích, vẻ mặt hiền lành. Hóa ra là như thế, theo ý ngươi, áo nghĩa thần ngư cấp cao sẽ không sợ. Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười nói, vậy có phải có phương pháp, cố ý hấp dẫn áo nghĩa thần ngư mắc câu sao? Đạo hữu hỏi lão hủ sao có thể biết rõ đây, nếu như biết rõ, lão hủ đã sớm câu được bát văn thần ngư. Lão giả mặc áo bào màu cho cười lắc đầu. Tiêu Phàm sao có thể nhìn không ra, lão đầu này đang nói láo, nhất định là có phương pháp đặc thù hấp dẫn áo nghĩa thần ngư cấp cao tới gần. Thanh Phong lão tổ nói qua, áo nghĩa thần ngư thích nhất chính là linh hồn cùng thần thạch, nếu có người động tay chân trên lưỡi câu, hấp dẫn áo nghĩa thần ngư cấp cao hẳn không phải việc khó. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm lại hơi ngưng tụ, có lẽ, trước đó con bát văn thần ngư kia cũng không phải là ngẫu nhiên mắc câu. Trước đó hắn một mực đang nghĩ, bản thân thế nào lại may mắn như thế, một lát đã câu được một con bát văn thần ngư, hiện tại xem ra, cũng không phải đơn giản như thế. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại lấy ra một cần câu, treo thần thạch lên rồi ném vào trong hồ nước, hắn bây giờ muốn xác minh một số vấn đề. Cũng đúng lúc này, hai mắt lão giả mặc áo bào cho khẽ híp một cái, lãnh ý từ trong mắt hắn lóe qua, bên trong tay áo bào, xuất hiện một chuôi dao găm. Nếu như ta là ngươi, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đúng lúc này, giọng nói hững hờ của Tiêu Phàm vang lên. Lão giả nghe vậy, toàn thân run một cái, chẳng lẽ ý đồ của mình bị phát hiện. Nể tình việc ngươi giải đáp cho ta một điều nghi ngờ, cho ngươi cút. Tiêu Phàm tiếp tục nói, hắn như thế nào không biết, lão giả áo bào cho mua cá là giả, giết mình mới là thực đây. Thần sắc lão giả mặc áo bào cho lấp lóe không yên, hắn khống chế thuyền nhỏ quay người chuẩn bị rời đi, nhưng hắn lại có chút không cam lòng. Hồng hộc, một tiếng vang nhỏ, lão giả mặc áo bào cho cuối cùng vẫn không lựa chọn rời đi, mà là phi thẳng tới Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phụt một tiếng, dao găm đâm vào thân thể Tiêu Phàm, trên mặt lão giả mặc áo bào cho lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói tiểu tử, ta đã nói, ngươi nhất định là đang dọa ta. Lời còn chưa dứt, lão giả mặc áo bào cho đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, bởi vì Tiêu Phàm bị hắn đâm trúng, đột nhiên hóa thành một trận sương mù tiêu tán mất. Tàn ảnh. Lão giả mặc áo bào cho không khỏi xoa xoa hai mắt,
còn coi là mắt mình có vấn đề, nhưng sự thật chính là như thế, hắn đâm chúng chỉ là một tàn ảnh của Tiêu Phàm mà thôi. Phải biết rằng hắn là chiến thần đỉnh phong, trong mắt hắn, người có thể lưu lại tàn ảnh, thực lực tuyệt đối cường đại hơn so với hắn không phải một hai cái cấp độ. Người đang tìm ta sao? Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo quanh quẩn tại bên tai lão giả mặc áo bào cho, ngay sau đó, một cây chủy thủ từ lồng ngực hắn chui ra. Làm sao có thể như vậy? Trong mắt lão giả mặc áo bào màu cho đều là vẻ hoảng sợ, hắn thực sự nghĩ không ra, Tiêu Phàm là sao có thể ở phía sau hắn? Người có phải đang nghĩ, ta không phải đã trúng độc sao? Tại sao vẫn điềm nhiên như không có việc gì? Tiêu Phàm chậm rãi đi đến trước người lão giả mặc áo bào màu cho. Chủy thủ của Tiêu Phàm không chỉ cắm vào thân thể lão, mà là trực tiếp xuyên thủng biển thần lực của hắn, để thân thể hắn không động đậy được. Lão giả mặc áo bào màu cho nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, hóa ra hắn đã sớm phát hiện. Nơi xa mọi người dùng vẻ mặt thương hại nhìn lão giả mặc áo bào màu cho, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến sự khủng bố của Tiêu Phàm, muốn ám sát hắn chiếm lấy bát văn thần ngư không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đám người cũng không biết chuyện lão giả mặc áo bào màu cho hạ độc, bằng không, rất nhiều người liền sẽ không cho rằng như thế. Nói đi, là ai phái ngươi tới, có lẽ ta có thể cho ngươi ra đi thoải mái. Tiêu Phàm không tin, lão đầu này chỉ là vì bát văn thần ngư. Nếu như chỉ là muốn chiếm lấy bát văn thần ngư, cũng không có khả năng vừa đến đã hạ độc, hơn nữa hắn rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian, nhất định là đang chờ đợi một số người đến. Sắc mặt lão giả mặc áo bào màu cho âm trầm, hắn cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Phàm, không có bất kỳ bí mật gì. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, không ít người muốn giết ta, nhưng Tu La Sơn tạm thời mà nói chỉ có hai người, Lãnh Đồng cùng Tả Giang Lê. Tả Giang Lê hẳn là không có thủ hạ cường đại như ngươi, vậy chắc chỉ có Lãnh Đồng. Tiêu Phàm phân tích nói. Còn ngươi lão giả mặc áo bào màu cho hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nói, sao ngươi có thể biết? Huyết sát chi khí trên người ngươi, cùng lão bộc kia của Lãnh Đồng lúc trước ta giết chết không khác biệt lắm, chỉ ít ngươi hẳn là người của Tu La Sơn. Thần sắc Tiêu Phàm hơi lạnh lẽo, nếu như ta đoán không sai, Lãnh Đồng đang chạy về phía nơi này. Bí mật trong lòng bị Tiêu Phàm đâm thủng, lão giả mặc áo bào màu cho cũng không thèm che giấu, đằng đằng sát khí nói, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thả ngươi ra thì Lãnh Đồng sẽ thả ta sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Hắn đã tận mắt nhìn đến, lúc trước mình giết chết người hầu kia của Lãnh Đồng đến lông mày đều không nhăn một cái, có chỉ là phẫn nộ, bởi vì Tiêu Phàm giết người khác mà để hắn phẫn nộ. Người như vậy, sao có thể có khả năng quan tâm sinh mệnh của một cấp dưới? Lão giả mặc áo bào màu cho nhất thời không nói gì, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên bắn ra hai đạo lục sắc quang mang xông vào thể nội của hắn, nói có lẽ ta có thể lấy được đáp án ta muốn. Hai mắt lão giả mặc áo màu cho trợn to, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, hắn sao có thể không biết, đây chính là chủng ma thuật đặc thù của Tu La Điện Chủ. Linh hồn hắn đúng là cường đại, nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm, thì không phải như vậy, nháy mắt thời gian, Tiêu Phàm đã đọc được một ký ức gần nhất của hắn. Với thực lực này của ngươi, còn muốn Lãnh Đồng tới cứu ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão giả mặc áo bào màu cho trực tiếp lên đường về gặp tổ tiên. Cũng khó trách Tiêu Phàm khinh thường như thế, lão giả này chẳng qua chỉ là một tên thuộc hạ bình thường của Lãnh Đồng mà thôi, đến tư cách gặp Lãnh Đồng cũng không có. Người như vậy, Lãnh Đồng sao có thể xuất thủ cứu giúp? Từ trí nhớ của hắn, Tiêu Phàm cũng không lấy được quá nhiều tin tức hữu dụng, chỉ biết rằng Lãnh Đồng vì giết mình, mấy ngày nay đã chuẩn bị rất nhiều. Về phần cụ thể là chuẩn bị cái gì, lão giả mặc áo màu cho này cũng không rõ ràng, bởi vì hắn không có tư cách biết rõ. Hắn sở dĩ muốn giết Tiêu Phàm, chỉ là vì muốn tranh công trước mặt Lãnh Đồng mà thôi, thật không nghĩ đến cái giả phải trả lại chính là mạng nhỏ của bản thân. Lãnh Đồng muốn đối phó với mình, Tiêu Phàm cũng không quan tâm, nhưng hắn từ trong trí nhớ lão giả áo bào cho lấy được một tin tức hữu dụng khác, có liên quan tới câu cá. Cần câu trong tay hắn, quả thật bị người động tay chân, trên lưỡi câu phong ấn một linh hồn bình thường, bởi vì áo nghĩa thần ngư thích nhất là linh hồn. Hơn nữa không chỉ là cần câu của hắn, còn có của bọn kiếm la cùng sở khinh cuồng,
thậm chí còn có một số tu sĩ khác cũng bị người động tay chân lên cần câu. Tiêu Phàm luôn cảm giác trong này có một âm mưu, về phần cụ thể là gì, thì hắn không biết. Xem ra, áo nghĩa thần ngư vô cùng yêu thích linh hồn, vượt xa thần thạch. Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn thu cần câu lại, nghi ngờ trong lòng đã được giải đáp từ trong trí nhớ của lão giả mặc áo bào cho, không cần tiếp tục xác minh. Đồng thời, trong đầu hắn cũng lóe lên một suy nghĩ khác, chính là vì sao áo nghĩa thần ngư lại ưa thích linh hồn. Linh hồn, ẩn chứa là linh tính cùng hồn lực, sau khi đột phá chiến thần cảnh, linh tính biến đổi thành thần tính, hồn lực cũng thuế biến thành thần lực, mà bên trong thần thạch cũng ẩn chứa thần lực. Nói cách khác, áo nghĩa thần ngư ưa thích là thần tính cùng thần lực. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ trầm ngâm. Thí thần cùng phệ hồn không phải cũng ưa thích hai thứ này sao? Nhưng nếu so sánh thì vẫn là thí thần bá đạo, nó có thể trực tiếp thôn phệ thần lực chi tinh, thậm chí là thần cách, phệ hồn cùng những con áo nghĩa thần ngư này không làm được như thế. Phệ hồn biến đổi thành phệ linh thần tàm, có thể thôn phệ linh tính, linh hồn của mẫu thân bị kẻ khác cướp đi. Không biết có thể để phệ hồn bù đắp vào linh hồn của mẫu thân bị đoạt đi kia không? Tiêu Phàm híp hai mắt. Hắn một mực không biết làm cách nào để cứu Sở Lăng Vi, chỉ muốn tương lai có một ngày giết đến chiến thần điện, đoạt lại linh hồn của mẫu thân hắn. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại nhìn thấy hy vọng mới, năng lực của phệ hồn có lẽ có thể cứu mẫu thân hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, cụ thể có thể thành công hay không, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. So sánh mà nói, thí thần bá đạo hơn so với phệ hồn, chỉ cần đồ vật có quan hệ với thần, thí thần đều có thể cắn nuốt. Mà phệ hồn, chỉ có thể cắn nuốt linh hồn cùng thần lực. Trong lòng Tiêu Phàm cũng âm thầm hạ quyết tâm, sau này có thời gian, nhất định phải nghiên cứu linh hồn ảo diệu nhiều hơn. Đạt tới cảnh giới bây giờ, nhục thân xảy ra vấn đề, cũng không khó giải quyết, nhưng nếu linh hồn xảy ra vấn đề, dù là Tiêu Phàm cũng chỉ có thể khoanh tay không có cách nào. Ồ, lông mày Tiêu Phàm đột nhiên nhíu lại, sau đó dùng sức kéo một cái, một luồng ánh áng màu tím từ mặt hồ bắn ra, là một con tử sắc áo nghĩa thần ngư dài 2 mét. Lại là bát văn thần ngư, Tiêu Phàm híp hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cùng lúc đó, những tu sĩ khác thi nhau quăng tới vẻ hâm mộ, nhưng giờ phút này, không còn ai dám đi lên đoạt áo nghĩa thần ngư trong tay Tiêu Phàm. Người ở đây phần lớn đều biết thực lực của Tiêu Phàm. Đi lên đoạt áo nghĩa thần ngư, chính là tự tìm chết. Đối phó một con bát văn thần ngư, đối với Tiêu Phàm là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi, cần câu kiếm la mua, cũng là cấp bậc đủ để câu thập văn thần ngư, bát văn thần ngư không có khả năng bẻ gãy cần. Phong thuộc tính, Tiêu Phàm đánh giá con tử sắc áo nghĩa thần ngư này một cái, trên mặt lóe qua vẻ kinh dị. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu, đây chỉ là một con ẩn chứa đao phong áo nghĩa. Không trợ giúp quá lớn đối với Tiêu Phàm trực tiếp phong tồn áo nghĩa thần ngư lại, ném vào bên trong thần cung. Cần câu này lại hỏng, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cần câu câu được bát văn thần ngư, bên trên đã nhiễm khí thức của nó, áo nghĩa thần ngư cấp thấp căn bản không dám tới gần. Về phần cửu văn áo nghĩa thần ngư lại dám tới gần, nhưng chỉ dựa vào thần thạch, thì không có khả năng dụ hoặc được chúng. Bởi vì linh hồn phong ấn trên lưới câu đã bị con bát văn áo nghĩa thần ngư vừa xong thôn phệ. Tiêu Phàm ngược lại cũng có năng lực phong ấn linh hồn trên lưới câu, nhưng hắn lại không hạ thủ được. Vì lợi ích của bản thân mà lạm sát kẻ vô tội, đây không phải là nguyên tắc của Tiêu Phàm, hắn mặc dù là Tu La Điện Chủ, nhưng mỗi người bị hắn giết chết, đều là người đáng chết. Tiêu Phàm đổi một cái cần câu khác, tiếp tục thả câu, hai con bát văn thần ngư. Giá trị mấy chục vạn thần thạch, tốn hao lần này trên cơ bản đã kiếm về. Không thể không nói, vận khí của Tiêu Phàm vô cùng tốt, người khác mấy trăm năm, tham gia mấy lần huyết hồ thủy điếu, cũng chưa chắc có thể câu được một con, Tiêu Phàm ngược lại, không đến một ngày đã câu được hai con áo nghĩa thần ngư. Ánh mắt đám người bốn phía nhìn về Tiêu Phàm đều là vẻ hâm mộ, bọn hắn không biết là, kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm may mắn, mà là huyết hồ thủy điếu lần này. Cùng những lần trước có chút khác biệt. Thời gian trôi đi, rất nhanh đã qua một ngày, khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, đám người lãnh đồng vẫn chưa đánh tới. Thời gian một ngày, Tiêu Phàm lại câu được mấy con áo nghĩa thần ngư cấp thấp, cá ở khu vực huyết hồ này có vẻ như rất nhiều, khó trách nhiều người tụ tập ở khu vực này để thả câu như vậy. Đột nhiên, đám người bị một hình ảnh hấp dẫn ánh mắt,
chỉ thấy sóng nước ở nơi xa cuồn cuộn, một vệt sáng nổi trên mặt nước nhanh chóng ghé qua. Trong đó có một tu sĩ hai tay ra sức ghìm chặt cần câu, nhưng làm cách nào cũng đều không kéo được, cả người và thuyền nhỏ bị kéo đi trên mặt nước. Kia không phải là Hắc Sơn lão quỷ sao, hắn hình như là cửu biến chiến thần, sao lại không kéo được con cá kia? Đám người kinh ngạc lên tiếng, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Cửu biến chiến thần cũng không kéo được cá, chỉ ít cũng là cửu văn thần ngư, đây chính là mấy trăm năm cũng khó gặp. Phù một tiếng, lưu quang kia phá không hiện ra, cửu văn thần văn ánh vàng rực rỡ trong nháy mắt lọt vào trong mắt tất cả mọi người. Thực sự là cửu văn thần ngư, nhanh, chúng ta đuổi theo. Hai mắt đám người phát sáng, khống chế thuyền nhỏ nhanh chóng đuổi theo, cửu văn thần ngư, một con có giá 10 vạn thần thạch, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ. Chỉ lát sau, khu vực này chỉ còn lại mấy người, Tiêu Phàm chính là một người trong đó. Nhìn qua đám người đang đuổi theo con cửu vân thần ngư kia, trong lòng Tiêu Phàm có cảm giác bất an mãnh liệt, hắn luôn cảm thấy huyết hồ thủy điếu lần này có âm mưu gì đó. Hừ, đột nhiên, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, nơi xa sóng nước cuồn cuộn nổi lên, hơn trăm luồng khí tức cường đại tập trung vào hắn, khiến hắn không chỗ che thân. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, từng chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng vây lại, tu sĩ bốn phía thấy thế, vội vàng nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã bị vây ở giữa, không thể trốn đi đâu được. Tiêu Phàm cũng không muốn trốn, con người hắn đảo qua trên trăm chiếc thuyền nhỏ, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người một hắc bào thanh niên, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm nói, lãnh đồng, ngươi rốt cục đến rồi. Ngươi biết ta muốn đến mà còn không chạy, nghe được lời Tiêu Phàm nói, lãnh đồng cau mày, ngữ khí lạnh như băng. Ngữ khí của Tiêu Phàm khiến hắn vô cùng khó chịu, tựa như hắn không lọt được vào mắt của Tiêu Phàm. Nhưng hắn cũng không nổi giận với Tiêu Phàm, ở trong mắt lãnh đồng, Tiêu Phàm đã là một người chết. Một người chết, tự nhiên không có tư cách làm hắn tức giận. Ta vốn là cố ý chờ ngươi đến, vì sao lại phải chạy? Tiêu Phàm khẽ cười nói. Lãnh đồng đã muốn tìm hắn gây phiền phức, Tiêu Phàm dù muốn tránh, cũng không trốn khỏi. Dù sao nơi này cũng là Tu La Cổ Thành, đối với huyết hồ, bọn lãnh đồng quen thuộc hơn Tiêu Phàm rất nhiều. Lãnh đồng nếu đã muốn cố ý tìm một người, thì người đó không có khả năng trốn được. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng lo lắng lãnh đồng sẽ đối phó với bọn kiếm la, nên hắn dứt khoát đợi ở chỗ này, dù sao trước đó lão giả mặc áo ốc bào cho đã bại lộ thân phận của hắn. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, lãnh đồng lại đến quá chậm. Thời gian qua hơn một ngày mới tới. Chờ ta, chờ chết hả? Lãnh đồng nhe răng cười một tiếng, sát khí băng lãnh từ trên người hắn nở rộ. Hắn cũng không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhảm, vung tay lên, tu sĩ phía sau hắn thi nhau vây quanh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn những người này một cái, ngược lại quay đầu nhìn về hai người cầm đầu ở hai phương hướng khác, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được tu la huyết mạch trên người những người này. Không cần nghĩ cũng biết rõ, hai người này hẳn là người kế thừa. Các ngươi cũng đến chịu chết sao? Tiêu Phàm khẽ nói, trong mắt bắn ra hai tia sắc bén. Nếu như là Tả Giang Lê liên thủ với lãnh đồng, Tiêu Phàm ngược lại sẽ không thấy bất ngờ, nhưng hai người này hắn chưa từng đắc tội, nếu như muốn động thủ giết chết mình, Tiêu Phàm cũng sẽ không lưu tình chút nào. Nghe đồn Tu La Điện chủ thế hệ này rất phách lối, ta xem ngươi không chỉ là phách lối, còn rất vô tri. Một thanh niên mặc áo bào trắng khinh thường nhìn Tiêu Phàm. Người này tên là Lãnh Thương, cùng lãnh đồng cùng thuộc nhất mạch của Tam trưởng lão, cũng là một tám người kế thừa. Về phần một người khác, chính là Lãnh Lưu Cảnh. Lãnh Lưu Cảnh cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói, ta giết người cho tới bây giờ đều không cần lý do, nếu như quả thực phải có cái lý do, đó là bởi vì ta thích. Bên trong lời nói của Lãnh Lưu Cảnh, lộ ra vẻ bừa bãi và bá đạo. Tựa như hắn cảm thấy, Tiêu Phàm chính là một người đáng chết. Lãnh Lưu Cảnh phất phất tay, người phía sau hắn cũng đồng thời đi tới gần Tiêu Phàm, bọn hắn tạm thời cũng không có ý động thủ, để hạ nhân làm tiêu hao sức mạnh của Tiêu Phàm cũng tốt. Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Ngươi cười cái gì? Lãnh Lưu Cảnh vô cùng khó chịu với nụ cười của Tiêu Phàm, hỏi. Ta cười tự nhiên là bởi vì ta cao hứng. Còn cần lý do sao? Ánh mắt Tiêu Phàm như nhìn thằng ngốc nhìn Lãnh Lưu Cảnh,
học tập giọng nói của hắn nói, nếu như quả thực cần muốn một lý do, đó là bởi vì ta rốt cục có thể không cần cố kỵ giết lầm người vô tội. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên khống chế thuyền nhỏ nhanh chóng xông về phía Lãnh Lưu Cảnh. Lãnh Lưu Cảnh thấy thế, sắc mặt vô cùng khó coi, theo hắn thấy, Tiêu Phàm muốn từ một phương này của hắn phá vòng vây, mà có thể phá vòng vây ở một phương, chắc chắn đó là chỗ yếu nhất. Mình là người yếu nhất trong ba người sao? Mặc dù Tiêu Phàm không nói, nhưng hành động của hắn chính là ý này, sát ý trong lòng Lãnh Lưu Cảnh lặng yên dâng lên. Nhưng mà giờ phút này, một chuyện khiến Lãnh Lưu Cảnh càng thêm khó chịu lại xảy ra, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên biến mất trước đội thuyền của mình, khi hắn xuất hiện lại lần nữa, đã ở phía sau một người khác. Ngay sau đó một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, người kia bị Tiêu Phàm một kiếm trực tiếp xuyên thủng, linh hồn muốn chạy trốn, lại bị Tiêu Phàm dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn. Nếu áo nghĩa thần ngư ưa thích linh hồn, vừa vặn hiện tại có mồi câu. Tiêu Phàm nhỏ giọng than nhẹ nói. Linh hồn bị Tiêu Phàm bắt được kia, khi nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không khỏi lạnh run, đáng tiếc, hắn đã bị Tiêu Phàm phong ấn, căn bản không trốn được. Tiêu Phàm cũng không dừng lại, mà chân tiếp tục đạp thái huyền thần du bộ lần nữa biến mất, nếu như đã động thủ, vậy dĩ nhiên không có khả năng dừng tay. Muốn giết, liền giết thoải mái. Những người này cho rằng mình là Tu La Điện Chủ ở Chiến Hồn Đại Lục liền dễ ức hiếp, Tiêu Phàm muốn nói cho bọn hắn biết. Nhất mạch này của hắn, cho tới bây giờ không phải người để mặc người khác ức hiếp. Đã từng có Tu La Điện Chủ dám giết lên Tu La Sơn, Tiêu Phàm cũng có thể làm được. Đừng nói vài người kế thừa Tu La Sơn, cho dù là Sơn chủ Tu La Sơn thì thế nào, Tiêu Phàm cũng giết không tha. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ngắn ngủi mười mấy nhịp hô hấp, Tiêu Phàm đã giết chết mười mấy người, gần như là một hơi thở một người, bên trong phạm vi nhỏ. Tiêu Phàm thi triển ra Thái Huyền Thần Du Bộ, gần như vô địch. Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn của mình bị Tiêu Phàm giết chết, bọn hắn không thể phi hành, căn bản là không làm gì được Tiêu Phàm. Ở nơi xa Lãnh Lưu Cảnh cũng phiền muộn không thôi, Tiêu Phàm giết chết người, đều là người của hắn, người của Lãnh Đồng cùng Lãnh Thương, một tên cũng chưa chết. Nhanh tản ra, Lãnh Lưu Cảnh hét lớn, hắn nhìn ra Tiêu Phàm quỷ dị. Tựa như có thể thuấn di. Đáng tiếc, hắn vẫn đánh giá quá thấp năng lực của Tiêu Phàm, Thái Huyền Thần Du Bộ, với cảnh giới bây giờ của Tiêu Phàm, trong vòng mấy dặm thuấn di là không có vấn đề, chỉ là khoảng cách càng xa, thì thần lực tiêu hao càng lớn mà thôi. Hơn nữa một khi cách nhau rất xa, bọn hắn muốn giết Tiêu Phàm thì sẽ không có khả năng, bởi vì Tiêu Phàm có đầy đủ thời gian ngăn cản. A tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thuộc hạ của Lãnh Lưu Cảnh từng người một chết đi, Tiêu Phàm lại không có xu thế dừng tay, Lãnh Lưu Cảnh có một loại xúc động muốn hộc máu. Hắn là bị Lãnh Đồng tìm đến đối phó với Tiêu Phàm, Lãnh Đồng mới là chủ lực, nhưng hiện tại người chết đều là người của hắn, điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Nhìn từng tên thuộc hạ của mình chết đi, lòng Lãnh Lưu Cảnh đau lòng tới đổ máu, hắn không phải là đau lòng cho những thuộc hạ này, mà là khó chịu vì Tiêu Phàm chỉ đối phó người của hắn. Người của Lãnh Đồng cùng Lãnh Thương nhìn thấy sự hung ác của Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời cũng không dám xông lên trước, trong lòng bọn hắn rất may mắn, Tiêu Phàm không xuất thủ với bọn hắn. Nhưng người của Lãnh Lưu Cảnh lại không may mắn như thế, hơn 30 người đi theo hắn, chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại 4-5 người. 4-5 người này là do trốn tương đối nhanh, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục truy sát bọn hắn, bằng không, tuyệt đối sẽ là một tên cũng không để lại. Lãnh Lưu Cảnh lúc này mới phát hiện, có vẻ như Lãnh Đồng không lừa gạt mình, thực lực của Tiêu Phàm còn cường đại hơn nhiều so với Lãnh Đồng nói, muốn lưu Tiêu Phàm lại, ba người bọn hắn liên thủ còn có thể. Ngươi tự tìm cái chết. Cuối cùng, Lãnh Lưu Cảnh không nhịn được, chẳng biết lúc nào trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm, đưa tay chém ra một kiếm. Một kiếm khí màu đen nở rộ, mặt nước bị kiếm khí áp chế, kiếm khí rất nhanh. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Ầm một tiếng, chiếc thuyền dưới chân Tiêu Phàm nổ tung, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung. Không thể không nói, Lãnh Lưu Cảnh vô cùng âm hiểm, hắn không ra tay với Tiêu Phàm, chỉ công kích thuyền, một khi mất đi chiếc thuyền, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ rơi vào bên trong huyết hồ. Đến lúc đó, không cần hắn tự mình xuất thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ bị chết đuối. Nhưng mà, hắn đánh giá quá thấp thực lực của Tiêu Phàm. Dưới chân Tiêu Phàm lóe lên,
đã xuất hiện ở trên một chiếc thuyền khác, hắn tựa như đã sớm nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Lãnh Lưu Cảnh. Lãnh Lưu Cảnh một mình đứng ở đầu thuyền, tu sĩ phía sau hắn khống chế đội thuyền chậm rãi tới gần Tiêu Phàm, thuyền của hắn khá lớn, cũng không cần bản thân hắn khống chế. Ngươi tại sao chỉ giết người của ta? Lãnh Lưu Cảnh đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Dù sao cũng là người muốn giết ta giết ai cần lý do sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt nhìn Lãnh Lưu Cảnh, nhếch miệng cười ta nói, nếu như quả thực cần một cái lý do, đó là bởi vì ta thích. Tiêu Phàm lại dùng ngữ khí của Lãnh Lưu Cảnh, trả lại lời nói trước đó của Lãnh Lưu Cảnh cho hắn. Lãnh Lưu Cảnh ngươi muốn giết ta, không phải vì ngươi thích sao? Bây giờ ta giết người của ngươi, cũng đơn giản vì ta thích, chỉ như vậy thôi. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Lãnh Lưu Cảnh cực kỳ tức giận, hai mắt hắn đỏ bừng, thế nhưng lại không biết nói gì. Hắn rất ngông cuồng, nhưng Tiêu Phàm còn ngông cuồng hơn so với hắn. Ha ha, tiểu tử, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Đúng lúc này, một tiếng cười to từ nơi xa truyền đến, chỉ thấy tầm 10 chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng tới gần, rất nhanh đã thấy bóng người trên thuyền nhỏ. Trong nháy mắt, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào một chiếc thuyền nhỏ, phía trên có một bóng áo trắng, người này không phải ai khác, chính là Tả Giang Lê. Nhìn thấy Tả Giang Lê xuất hiện, Tiêu Phàm luôn cảm giác dường như ngửi được mùi của âm mưu. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Đồng, lại phát hiện, khóe miệng hai người hiện ra một nụ cười tà dị, mặc dù giấu giếm rất tốt, nhưng vẫn bị Tiêu Phàm bắt được. Tiêu Phàm không biết Lãnh Lưu Cảnh và Lãnh Đồng muốn đối phó với mình như thế nào, nhưng hắn biết rõ, khẳng định là liên quan với Tả Giang Lê. Tiêu Phàm, bây giờ có 4 người kế thừa chúng ta ở đây, người muốn chết thế nào? Trên mặt Tả Giang Lê vẻ kiêu ngạo lóe nồng đậm, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Với sức mạnh của một mình hắn thì không thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn tin tưởng, cùng hợp lực với 3 người Lãnh Đồng, Lãnh Lưu Cảnh và Lãnh Thương, chắc chắn có thể diệt Tiêu Phàm. Hơn nữa còn tăng thêm những người khác, cho dù chất đống cũng có thể đè chết Tiêu Phàm. Sắp chết đến nơi còn không tự biết, Tiêu Phàm nhìn Tả Giang Lê một cái, khinh thường lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm hắn muốn đi, người ở đây không ai có thể lưu lại hắn, nhưng Tả Giang Lê thì khác. Nếu như mấy người Lãnh Đồng muốn giết hắn. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Phàm giật mình, trong nháy mắt hắn như hiểu được cái gì, trầm ngâm nói, quả nhiên là rất âm hiểm, vậy mà muốn giết ta và Tả Giang Lê, sau đó lại giá họa cái chết của Tả Giang Lê cho ta. Sau đó Tiêu Phàm lại bỗng nhiên lắc đầu, nói, không đúng, cho dù ta chết hay không, chỉ cần Tả Giang Lê vừa chết, cái chết của hắn sẽ tính lên người ta, mà Tả Giang Lê vừa chết, Tam trưởng lão cũng sẽ không ủng hộ ta. Cũng không có ai ở Tu La Sơn chấp nhận tư cách của ta. Hiểu rõ ràng duyên cớ trong đó, sắc mặt Tiêu Phàm trở lên vô cùng ngưng trọng, bản thân có vẻ như đã lâm vào tử cục, vô luận như thế nào cũng không phá nổi. Tiêu Phàm hắn có chết hay không đã không quan trọng, quan trọng là, hôm nay Tả Giang Lê nhất định phải chết không nghi ngờ. Hắn biết khi nãy bản thân giết chết những người kia, Lãnh Lưu Cảnh căn bản cũng không để bụng, bởi vì phải giết chết Tả Giang Lê. Những người ở đây, trừ Lãnh Lưu Cảnh, Lãnh Đồng và Lãnh Thương, những người khác đều phải chết. Cho dù Tiêu Phàm không giết bọn hắn, 3 người Lãnh Lưu Cảnh cũng sẽ động thủ với những người này. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, những người kế thừa này, không có một kẻ nào đơn giản, đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt. Sắp chết đến nơi, ngươi mới sắp chết đến nơi, Tả Giang Lê khinh thường nói. Đùa gì thế, 4 người kế thừa bọn hắn ở chỗ này. Chẳng lẽ còn không giết chết được Tiêu Phàm? Tiêu Phàm không nói gì, trong đầu hắn đang suy nghĩ, hắn đang tìm biện pháp phá giải tử cục này. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về Tả Giang Lê, trong lòng thầm nói, tử cục này tồn tại chính là vì Tả Giang Lê, muốn phá cục, mấu chốt vẫn ở trên người Tả Giang Lê, nếu như Tả Giang Lê không chết thì sao? Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm nhanh chóng phóng về vị trí của Tả Giang Lê, chân hắn đạp Thái Huyền Thần Du Bộ. Xuyên qua từng chiếc thuyền. Chết, đột nhiên, Lãnh Lưu Cảnh gầm lên giận dữ, hai tay vung lên, huyết hồ đột nhiên nổi lên vô số sóng lớn, hóa thành từng đầu thủy long, xuyên thủng mấy chục chiếc thuyền kia. Ngay sau đó, hai người Lãnh Thương và Lãnh Đồng đồng thời động, cũng tiến về phía Tả Giang Lê. Ha ha, Tiêu Phàm, người muốn giết ta, những người kế thừa Tu La Sơn chúng ta đồng tâm hiệp lực,
sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu. Tả Giang Lê càng càn rỡ. Ngu xuẩn, bọn hắn không phải giết ta, mà là ngươi. Tiêu Phàm nổi giận mắng. Tả Giang Lê này thật đúng là ngu xuẩn, mấy người lãnh đồng dụ Tả Giang Lê tới, không phải muốn cùng hắn hiệp lực ứng phó Tiêu Phàm, mà là giết hắn. Tả Giang Lê nghe vậy, trên mặt lộ vẻ khinh thường, nói, hừ, trước khi tu la truyền thừa chưa mở ra, người kế thừa không thể tàn sát lẫn nhau, người muốn gạt ta. Bọn hắn ở chỗ này giết ngươi, sau đó lại giết tất cả những người khác, ai biết được. Tiêu Phàm nhìn Tả Giang Lê giống như nhìn kẻ ngu. Không cần nghe hắn nói nhảm, giết hắn. Lãnh đồng cắt ngang đối thoại của Tiêu Phàm và Tả Giang Lê, ra lệnh một tiếng, mang theo thuộc hạ phóng tới Tiêu Phàm. Đám người này không có ai đặt lời nói của Tiêu Phàm ở trong lòng, nhìn thấy lãnh đồng tự mình dẫn đầu thẳng hướng Tiêu Phàm, dũng khí của bọn hắn lại lớn rất nhiều. Tiêu Phàm híp hai mắt, lãnh đồng thực sự hung ác, biết rõ hắn có thể tùy tiện giết những người này, vậy mà lãnh đồng lại để những người này tới giết mình. Nếu là bình thường, Tiêu Phàm ngược lại cũng không ngại giết bọn hắn, nhưng hiện tại hắn đã biết rõ đây chỉ là âm mưu của lãnh đồng, nếu Tiêu Phàm giết bọn hắn, chẳng phải sẽ trở thành đồng lõa của bọn hắn. Chủ yếu nhất là, hắn lại trợ giúp người khác tới đối phó bản thân, chỉ nghĩ thôi mà Tiêu Phàm đã vô cùng phiền muộn. Giết hắn, Lãnh Thương cũng đồng thời hạ lệnh, 70-80 người một lần nữa vây quanh Tiêu Phàm. Rốt cuộc là giết hay là không giết? Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng xoắn xuýt, sống chết của những người này hắn cũng không để ý, nhưng hắn không muốn trở thành công cụ để bọn lãnh đồng lợi dụng. Lúc này hắn mới phát hiện, có thời điểm âm mưu mới là đáng sợ nhất, phương pháp không giết người so với phương pháp giết người càng khủng bố hơn. Y nha đúng lúc này, bên tai Tiêu Phàm vang lên một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy dưới mặt nước đột nhiên bay vụt ra một vệt sáng, trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay hắn. Ngươi đi cả một ngày, ta còn tưởng ngươi chết rồi. Tiêu Phàm mắng to, trong tay hắn chính là phệ hồn đã quay lại. Đột nhiên, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn phệ hồn nói a, ngươi vậy mà lại đột phá lên chiến thần đỉnh phong. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, một ngày trước đó phệ hồn mới chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, lúc này mới hơn một ngày, vậy mà từ bát biến chiến thần đột phá tới chiến thần đỉnh phong, điều này khiến Tiêu Phàm sao có thể bình tĩnh được. Con mắt phệ hồn rảo hoạt chuyển động, khoa tay mấy lần với Tiêu Phàm, trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, nói thật có linh tuyền. Vèo vèo, đúng lúc này, mấy tiếng xé gió vang lên, kéo tâm thần Tiêu Phàm trở về, Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt hơi lạnh lẽo. Tiêu Phàm ta từ khi tiến vào thiên địa lao ngục, chưa từng làm đao trong tay cho kẻ nào. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lách mình nhảy vào bên trong huyết hồ. Lúc trước phệ hồn chưa trở về. Tiêu Phàm còn phải nghĩ ứng phó những người này như thế nào, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm đã có nhiều phương pháp có thể thong dong rời đi. Đạp không phi hành quá mức tưởng tượng, hơn nữa, Tiêu Phàm cũng đột nhiên nghĩ đến luồng sức mạnh thần bí trong thân thể Tả Giang Lê kia, có lẽ ba người lãnh đồng chưa chắc có thể giết chết hắn. Bằng không, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể đạp không mang theo Tả Giang Lê rời đi. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại hứng thú với luồng sức mạnh trong thân thể của Tả Giang Lê. Nếu Tiếu Thiên Cơ đã từng nói qua với Tiếu Thiên Dương, ngàn vạn không thể đấu sống chết với Tả Giang Lê, kia chắc chắn 10 phần là thật. Tiêu Phàm cũng lựa chọn tin tưởng lời nói của Tiếu Thiên Cơ, hắn cũng phải nhìn xem, luồng sức mạnh trong thân thể Tả Giang Lê kia khủng bố đến mức nào. Nếu như Tả Giang Lê có thể quét sạch ba người lãnh đồng, lãnh lưu cảnh cùng lãnh thương, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Phế vật, vậy mà lại bỏ chạy. Tu La Điện điện chủ thế hệ này đúng là nhát gan. Nhìn thấy Tiêu Phàm nhảy vào trong hồ nước, Tả Giang Lê lập tức nhịn không được khinh bỉ. Ba người lãnh lưu cảnh, lãnh đồng cùng lãnh thương nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào trên người Tả Giang Lê. Có vẻ như Tả Giang Lê cũng cảm nhận được có điều không thích hợp, nụ cười của hắn chậm rãi biến mất, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người lãnh đồng đang đi tới vị trí của hắn. Tiêu Phàm đã trốn vào trong hồ. Hồ nước có thể đoạt đi thần lực và linh hồn, hắn hẳn phải chết không còn nghi ngờ, vậy ta cũng nên đi thôi. Tả Giang Lê cười ha hả, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không phải đồ đần, cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người của ba người lãnh đồng, hắn liền hiểu rõ lời Tiêu Phàm nói trước đó là sự thật. Đi vội vã như thế làm gì? Lãnh Lưu Cảnh nhàn nhạt mở miệng, hắn dẫn theo mấy tên thủ hạ dẫn đầu ngăn lại đường lui của bọn Tả Giang Lê.
Lãnh Đồng cùng Lãnh Thương cũng mang theo người của mình vây quanh Tả Giang Lê, trên mặt lộ ra sát cơ. Các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn giết ta? Tả Giang Lê phẫn nộ nhìn bọn Lãnh Đồng, thân thể khẽ run lên. Nhưng hắn vẫn cố lấy dũng khí nói, các ngươi dám giết chết ta, những người này đều tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ các ngươi tin tưởng bọn hắn sẽ không nói ra ngoài sao? Hoặc là đúng như Tiêu Phàm nói, ngươi muốn giết hết tất cả bọn hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả những người xung quanh đều lộ vẻ đề phòng, bọn hắn trung thành với bọn Lãnh Đồng, nhưng Tiêu Phàm cũng còn chưa chết. Vạn nhất Tiêu Phàm nói chuyện ở nơi này cho Tam trưởng lão, lấy thủ đoạn của Tam trưởng lão, thì bọn hắn muốn giấu kín việc này, cũng nhất định không giấu được. Cho nên, bọn Lãnh Đồng muốn giữ bí mật, thủ đoạn tốt nhất chính là giết chết tất cả mọi người ở nơi này. Mà với thân phận người kế thừa của ba bọn hắn, cho dù là Tam trưởng lão cũng không dám tùy tiện điều tra ký ức của bọn hắn. Lãnh Đồng liếc những người này một cái, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, những người kia biến sắc, vội vàng lùi về phía sau. Tu La địa ngục, Lãnh Đồng khẽ quát một tiếng, trong con mắt đột nhiên phóng hai vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt bốn phía hư không cũng bị hắc sắc bao phủ. Ngay sau đó, bên trong truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Công tử, đừng giết ta! Ta nhất định giấu kín bí mật. Công tử, cầu ngài thả ta là thuộc hạ trung thành nhất của ngài. Công tử, tha mạng. Từng tiếng cầu xin từ bên trong vòng xoáy màu đen truyền đến, nhưng Lãnh Đồng không có ý lưu tình, hắn không chỉ giết người của hắn, người của Lãnh Thương, Lãnh Lưu Cảnh cùng Tả Giang Lê đều bị vòng xoáy màu đen cuốn vào. Một đám phế vật không cần thiết giữ lại, Lãnh Đồng nhàn nhạt mở miệng nói. Ở trong mắt Lãnh Đồng, những người này không thể giết chết Tiêu Phàm, không khác gì phế vật. Nếu như bọn hắn có thể giết Tiêu Phàm, Lãnh Đồng cũng không muốn giết bọn hắn, đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp khác giết chết Tả Giang Lê. Không ngờ bọn hắn bởi vì sợ chết, chẳng những không giết chết Tiêu Phàm, ngược lại để Tiêu Phàm nói lột ra kế hoạch của bọn hắn, thế nên tự nhiên không thể để cho Tả Giang Lê cùng người khác rời đi. Lần này có thể dụ Tả Giang Lê tới, đã vô cùng khó khăn. Lần này nếu không thể giết được Tả Giang Lê, hắn đã có lòng đề phòng, lần sau muốn giết hắn sẽ khó. Vì hãm hại Tiêu Phàm, Lãnh Đồng không cố kỵ được nhiều như vậy, có thể giết chết Tiếu Thương Sinh, thực lực của Tiêu Phàm không cần nói cũng biết, tuyệt đối là một trong những đối thủ cường đại nhất của bọn hắn khi tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa. Đừng nói hy sinh mấy chục người, cho dù vài trăm người thì thế nào. Thân là người kế thừa Tu La Sơn. Tâm tính hắn tự nhiên là cực kỳ kiên định, giết mấy người này, hắn vốn chẳng để trong lòng. Lúc này, cách đó không xa, một cái đầu nhô ra khỏi mặt hồ, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Tay hắn cầm một viên ký ức thủy tinh, thu toàn bộ sự việc trước mắt lại, nếu như chỉ vì chạy trốn, Tiêu Phàm cũng không cần phải nhảy vào trong hồ, hắn làm như vậy, tự nhiên là có dự định. Lãnh Đồng này quả nhiên là người tuyệt tình, trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nói. Lãnh Đồng so với suy nghĩ của hắn còn lạnh lùng hơn. Đây chính là thuộc hạ của hắn, hơn 30 người vậy mà hắn không thèm nghĩ đã trực tiếp giết chết, chỉ bởi vì bọn hắn không giết chết Tiêu Phàm mà thôi. Lãnh Đồng, Lãnh Lưu Cảnh, Lãnh Thương, các ngươi nhất định không được chết yên lành. Lúc này, tiếng gào phẫn nộ của Tả Giang Lê truyền ra từ bên trong vòng xoáy màu đen. Hắn bây giờ mới tỉnh ngộ, nhưng đã trễ, chúng đồng thuật của Lãnh Đồng. Hắn muốn sống sót là không có khả năng. Một lát sau, tiếng gầm của Tả Giang Lê đã yên lặng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cách đó không xa Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm vào một màn này, như sợ bỏ lỡ cái gì, nhưng hắn đợi cả đợi nửa ngày, bốn phía vẫn không có chuyện gì xảy ra. Không phải chết thật rồi chứ? Tiêu Phàm sầm mặt lại, không phải là trong thân thể Tả Giang Lê có một luồng sức mạnh thần bí sao? Vì sao hắn đã kề cận cái chết? Mà luồng sức mạnh kia còn không bộc phát. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ vẻ thất vọng, vốn dĩ hắn còn muốn xem luồng sức mạnh thần bí trong thân thể Tả Giang Lê bộc phát mà, cho dù không giết chết được bọn Lãnh Đồng, cũng có thể đánh trọng thương một người trong số họ. Sâu kiến bé nhỏ, người dám giết ta? Thời khắc Tiêu Phàm chuẩn bị từ bỏ, hư không đột nhiên vang lên một giọng nói băng lãnh, ngay sau đó, trong phạm vi vài dặm xung quanh, tất cả đều đông kết thành xương lạnh. Ngay sau đó, hư không chậm rãi hiện lên từng tầng huyết sắc sương mù, giống như sát lục huyết hải, bốc lên không thôi. Hả, lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu,
hắn cảm giác được lực huyết mạch trong thân thể mình sôi trào, tựa như chịu một loại kích thích nào đó. Tu La huyết mạch thật cường đại, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn luyện hóa tinh huyết của Tu La Vương mới có độ tinh khiết huyết mạch như bây giờ. Nhưng Tiêu Phàm cảm giác được độ tinh khiết của huyết mạch kia hoàn toàn không kém hơn hắn, thậm chí còn cường thịnh hơn mấy phần so với hắn. Ba người Lãnh Đồng, Lãnh Lưu Cảnh và Lãnh Thương cũng bị dọa cho phát sợ, thân thể bọn hắn đều run lên, loại sợ hãi này đến từ sâu trong huyết mạch, khiến bọn hắn muốn chạy trốn cũng không thể. Ai, ba người Lãnh Đồng nhìn chằm chằm vào bên trong vòng xoáy màu đen kia, con người run rẩy kịch liệt. Chỉ lát sau, vòng xoáy màu đen đã biến mất không thấy gì nữa, một thân ảnh áo bào trắng trong nháy mắt in vào trong đôi mắt đám người, một đôi con người màu đỏ tươi, lộ ra vô tận sát mang. Tả Giang Lê, Lãnh Đồng trực tiếp kêu thành tiếng, trong giọng nói đều là vẻ không tin, hắn thực sự nghĩ không ra, tại sao Tả Giang Lê lại đột nhiên trở nên cường đại như thế, đến hắn đều có chút sợ hãi. Lãnh Lưu Cảnh cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tả Giang Lê, run giọng nói, tin đồn kia là thực. Tin đồn gì? Trong lòng Lãnh Thương một dự cảm không tốt. Nghe đồn, trong thân thể của Tả Giang Lê còn có một linh hồn khác, linh hồn này, ngay cả Sơn Chủ cùng các vị trưởng lão cũng phải e dè. Sắc mặt Lãnh Lưu Cảnh trở thành khó coi vô cùng. Bọn hắn rất muốn chạy, nhưng luồng sức mạnh phát ra từ huyết mạch của Tả Giang Lê, khiến bọn hắn trong lúc nhất thời không động đậy được. Ở nơi xa, Tả Giang Lê vẫn không động thủ, tựa như hắn đang thức tỉnh một sức mạnh nào đó. Tiêu Phàm cũng từ dưới nước nhảy lên, lực huyết mạch trên người hắn sao động, bọn Lãnh Đồng cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chủ yếu nhất là, bên trong thần cung, thí thần cũng sao động không ngừng, bộc phát ra địch ý mãnh liệt, thiếu chút nữa thì xông ra khỏi thần cung. Ngươi nói hắn cũng là địch nhân của ngươi. Bên trong thần cung, linh hồn bản thể của Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn thí thần nói. Thí thần gầm thét không thôi, gật gật đầu. Từng ý niệm mơ hồ truyền vào não hải Tiêu Phàm cũng lờ mờ hiểu rõ được cái gì. Không chỉ là địch nhân của ngươi, còn là địch nhân của Tu La Vương, năm đó Tu La Vương phải dùng hết tất cả mới giết chết được hắn. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn thí thần. Tu La Vương là nhân vật cấp độ gì, Tiêu Phàm sao có thể không rõ, nhân vật có thể khiến Tu La Vương phải dùng hết toàn lực để giết chết, sao có thể đơn giản được. Khó trách trong nháy mắt lực huyết mạch trên người Tả Giang Lê lại cường đại lên rất nhiều, hiển nhiên là linh hồn lực của đối phương cưỡng ép tăng huyết mạch lực của hắn lên. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng chấn động, lát lâu sau vẫn không thể bình tĩnh. Cũng đúng lúc này, một luồng linh hồn khí lãng cuồng bạo từ trên người Tả Giang Lê bộc phát ra, quét ngang tứ phương, cảm giác hư không đều kịch liệt rung động. Phụt, mấy người Lãnh Đồng ở khá gần. Bị luồng sức mạnh kia chấn động đến phun máu không ngừng. Linh hồn thật cường đại, Tiêu Phàm kinh hãi, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị chấn động, cả người bị một luồng sóng to gió lớn thổi bay, bay ngược về phía xa. Chỉ dựa vào sức mạnh linh hồn đã có thể đả thương Tiêu Phàm, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao sức mạnh linh hồn của Tiêu Phàm đã đột phá đến chiến thần đỉnh phong, hơn nữa còn cường đại hơn nhiều so với chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường. Hơn nữa, bên trong thần cung của Tiêu Phàm còn có một thí thần biến thái, người có thể làm linh hồn hắn bị thương, lại càng ít. Không cần nghĩ cũng biết, trong khoảnh khắc linh hồn phong bạo bộc phát đã vượt qua cấp độ chiến thần cảnh, đạt tới cấp độ thiên thần cảnh. Mấy người Tiêu Phàm nên cảm thấy may mắn là, luồng sức mạnh này chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu không, tất cả bốn người bọn hắn đều không đứng dậy được. Nhưng so sánh với bọn Lãnh Đồng, Tiêu Phàm vẫn tốt hơn nhiều, hắn chỉ bay ngược ra mấy chục trượng đã ổn định được thân hình, mà bọn Lãnh Đồng lại bị thổi bay ra mấy dặm. Sau đó hung hăng đập lên trên mặt huyết hồ, trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Lục phủ ngũ tạng của mấy người bị chấn vỡ không ít, sắc mặt tái nhợt, Lãnh Thương bị chấn động đến chút nữa đã hôn mê, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Ba người Lãnh Đồng mỗi người lấy ra một chiếc thuyền nhỏ. Thật vất vả bò lên trên thuyền, cả ba đều có cảm giác sắp chết sống lại. Sau đó ba người không chút do dự lấy ra đủ loại đan dược nhét vào trong miệng, để phòng nhìn Tả Giang Lê phía xa, sợ Tả Giang Lê lại giết tới. Giờ phút này bọn hắn đã bị trọng thương, nếu như Tả Giang Lê không buông tha bọn hắn, dựa vào thực lực vừa rồi,
cho dù muốn đem tất cả bọn hắn đều lưu lại cũng không khó. Chẳng qua là khi ánh mắt ba người rơi vào trên người Tiêu Phàm, ba người lại phẫn nộ tới cực điểm, tựa như tất cả những thứ này đều do Tiêu Phàm gây nên. Bọn hắn muốn giết Tả Giang Lê, là để hãm hại Tiêu Phàm mà thôi, thật không ngờ lại bước một linh hồn khác trong thân thể Tả Giang Lê ra. Nếu như không có Tiêu Phàm, những chuyện này cũng không xảy ra, vậy nên ba người thống hận nhất tự nhiên là Tiêu Phàm, mà không phải Tả Giang Lê. Ngược lại, thần sắc Tiêu Phàm vẫn như thường, tựa như tất cả những thứ này đều nằm trong dự kiến của hắn. Luồng sức mạnh vừa rồi, người bình thường thực sự không thể chịu được, khó trách Tiếu Thiên Cơ nói với Tiếu Thiên Dương, không được cùng Tả Giang Lê liều mạng. Đối mặt với Tả Giang Lê lúc này, cho dù là Tiêu Phàm cũng không nắm chắc, huống chi là những người khác. Gào, Tả Giang Lê ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như đang phát tiết lệ khí ngập trời trong lòng, hắn duỗi chân ra, toàn bộ hư không đều rung động mãnh liệt một cái. Trên áo bào của hắn nhỏ xuống vài giọt máu tươi, rơi vào bên trong huyết hồ, nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Thật lâu, Tả Giang Lê mới lấy tinh thần lại, tựa như đã thích ứng với trạng thái hiện tại, con người màu đỏ tươi liếc ba người lãnh đồng ở nơi xa một cái, dọa cho ba người lãnh đồng nhảy dựng lên. Ba người lãnh đồng có thể cảm nhận rõ ràng được sát ý lạnh lẽo trong con người Tả Giang Lê, sợ Tả Giang Lê phóng tới bọn hắn. Nhưng để bọn hắn vui mừng là, ánh mắt của Tả Giang Lê cuối cùng lại rơi vào trên người Tiêu Phàm, sát ý càng thêm nồng đậm, thậm chí còn lộ ra một tia tham lam. Loại này ánh mắt, Tiêu Phàm hết sức quen thuộc, đó là ánh mắt của thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. Hắn muốn giết mình, Tiêu Phàm lập tức lộ ra vẻ đề phòng, nếu như Tả Giang Lê động thủ, hắn cũng phải liều mạng, luồng sức mạnh kia cường đại hơn nhiều so với Tiếu Thương Sinh. Đương nhiên, so với lúc trước chém giết Tiếu Thương Sinh, bây giờ Tiêu Phàm cũng cường đại hơn rất nhiều, dù sao hắn đã đột phá cửu biến chiến thần, hơn nữa còn là người nổi bật bên trong cửu biến chiến thần. Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Phàm lại hiếu kỳ muốn biết linh hồn trong thân thể Tả Giang Lê là ai, tại sao lại cường đại như thế, hơn nữa còn có thể cường hóa lực huyết mạch cho Tả Giang Lê. Giờ phút này lực huyết mạch của Tả Giang Lê có vẻ như còn muốn cường đại hơn so với huyết mạch của Tiêu Phàm mấy phần. Hừ, Tả Giang Lê hừ lạnh một tiếng, quay người lao về phía chân trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhìn thấy Tả Giang Lê rời đi, Tiêu Phàm cùng đám người lãnh đồng đều thở phào một hơi, vừa rồi bọn hắn đều cảm nhận được một áp lực thật lớn, thậm chí uy hiếp tử vong. Hắn vậy mà không bị ảnh hưởng bởi cấm chế ở huyết hồ, có thể ở đây ngự không phi hành. Lãnh Thương nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Tả Giang Lê rời đi nói. Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh cũng kinh dị không thôi, có thể không để ý đến huyết hồ cấm chế áp chế, thực lực bậc này, muốn diệt sát bọn hắn căn bản không phải chuyện khó khăn, chí ít bọn hắn không thể không để ý đến huyết hồ cấm chế. Vì sao hắn không giết chúng ta? Lãnh Thương hỏi. Trong lòng Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh cũng buồn bực không thôi, khi nãy bọn hắn thật sự muốn giết Tả Giang Lê, Tả Giang Lê tại sao lại không giết bọn họ? Tiêu Phàm cũng hơi nghi ngờ một chút, nhưng từ ánh mắt của Tả Giang Lê, hắn nhận thấy nhiều thứ, ánh mắt Tả Giang Lê nhìn về phía bọn Lãnh Đồng, tựa như nhìn người chết. Linh hồn kia có lẽ là một vị lão tổ nào đó của Tu La Sơn. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn liếc qua đám Lãnh Đồng một cái, sau đó quay người chuẩn bị rời đi, Tả Giang Lê chưa chết, âm mưu của đám Lãnh Đồng cũng tự sụp đổ. Nhưng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm vừa mới khống chế thuyền nhỏ, đột nhiên cảm giác có một nguy cơ lớn quanh quẩn trong lòng, da đầu hắn tựa như muốn nổ tung. Hắn khẽ rùng mình, toàn thân lạnh lẽo, như rơi hầm băng vạn năm. Trốn, đây là ý nghĩ duy nhất giờ phút này của Tiêu Phàm, sau một khắc, thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên. Hóa thành một vệt sáng lao về phía chân trời, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ở nơi xa Lãnh Đồng, Lãnh Thương cùng Lãnh Lưu Cảnh trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm đạp không mà lên. Tả Giang Lê có thể phi hành cũng thôi đi, tại sao Tiêu Phàm cũng có thể phi hành? Đương nhiên không phải là Tiêu Phàm bay được, mà là phệ hồn khống chế thân thể Tiêu Phàm. Đúng lúc Tiêu Phàm đạp không mà lên, tại mặt nước chỗ Tiêu Phàm, đột nhiên nổ tung. Một cái móng vuốt to lớn từ dưới hồ nhô ra, chộp tới Tiêu Phàm. Lại là con quái vật kia, Tiêu Phàm đang chạy trốn quay đầu nhìn một cái, không khỏi hít một hơi lạnh, còn may hắn chạy nhanh. Chỉ cần khi nãy hắn do dự một chút,
tuyệt đối sẽ rơi vào ma chảo, uy áp của con quái vật kia phát ra còn kinh khủng hơn rất nhiều so với khí tức Tả Giang Lê. Gào, đáy hồ truyền đến tiếng gào phẫn nộ của quái vật, bởi vì nó không bắt được đồ vật nó muốn mà phẫn nộ, rồi sau đó, móng vuốt sắc bén kia lại vỗ tới ba người lãnh đồng. Tu sĩ xung quanh bọn lãnh đồng lúc này đã chạy mất tăm mất tích, ba người lãnh đồng tự nhiên trở thành đối tượng để quái vật phát tiết. Đi, lãnh đồng lấy lại tinh thần, không chút do dự khống chế thuyền nhỏ bỏ chạy về nơi xa, hắn ăn đan dược vào nên thân thể cũng khôi phục được mấy phần. Lãnh Lưu Cảnh cũng rất nhanh phản ứng lại, thực lực của hắn còn mạnh hơn mấy phần so với lãnh đồng, bằng không cũng không có khả năng được đại trưởng lão coi trọng. Ngược lại, lãnh thương lại không may mắn như thế, thực lực của hắn cũng yếu nhất, hơn nữa thương thế nặng nhất, tốc độ rõ ràng chậm hơn nhiều. Cứu ta! Lãnh thương kêu to, thân thể hắn bị một đại lực khóa chặt, căn bản không động đậy được, dù là thi triển phương pháp đặc thù để bỏ chạy cũng không thể. Nhưng lãnh đồng và lãnh lưu cảnh căn bản không dám quay đầu, chỉ biết dùng hết toàn lực chạy trốn, bọn hắn đến chính mình còn không cứu được, thực lực đâu mà đi cứu người khác. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, thuyền nhỏ của lãnh thương bị một móng vuốt đập bay, sau đó cả người cùng chiếc thuyền bị móng vuốt kia bắt lấy, dùng sức bóp. Chiến thần cảnh đỉnh phong lãnh thương trực tiếp bị móng vuốt kia bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán trên không trung. Hơn nữa, móng vuốt cũng không có dự định buông tha bọn lãnh đồng, lần nữa vỗ tới nơi xa, lãnh đồng cùng lãnh lưu cảnh nhìn thoáng qua, bị dọa đến hít một hơi lạnh. Huyết độn, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó nhanh chóng lao về phía chân trời, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Lãnh đồng cùng lãnh lưu cảnh có thể trốn thoát, nằm trong dự kiến của Tiêu Phàm, đường đường là người kế thừa Tu La Sơn, nếu như ngay cả một phương pháp bảo vệ tính mạng đều không có, đó mới là ngoài ý muốn. Rất nhanh, ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi về phía móng vuốt của quái vật, móng vuốt này sau khi giết chết lãnh thương, cũng không lập tức chui vào dưới nước, ngược lại múa may trên mặt nước, tựa như đang khiêu khích Tiêu Phàm. Đáng tiếc, huyết hồ có một sức mạnh kỳ lạ tập trung vào nó, để nó không thể rời khỏi mặt nước. Nếu như có thể, móng vuốt kia có lẽ sẽ trực tiếp đánh tới Tiêu Phàm. Ánh mắt của Tiêu Phàm nhìn qua móng vuốt phía dưới huyết hồ, nhìn kỹ, cái này cũng không giống móng vuốt, ngược lại giống như vây cá, chẳng qua là có chút tương tự so với móng vuốt của một số hồn thú. Hơn nữa, hắn luôn có cảm giác đã gặp qua đồ vật này ở nơi nào rồi, nhưng lại nhớ không nổi. Tâm thần chìm vào trong thần cung. Tiêu Phàm bắt đầu tìm kiếm ở trong Tu La truyền thừa, thật lâu sau, ánh mắt Tiêu Phàm khẽ trầm xuống một cái, ngưng tiếng nói, thần thú huyết linh minh côn. Trong Tu La truyền thừa, có đôi câu vài lời tin tức liên quan với huyết hồ. Nghe đồn, dưới đáy huyết hồ, có nhốt con thần thú này chuyên lấy linh hồn cùng huyết mạch của người làm thức ăn, thần thú này có tên gọi là huyết linh minh côn. Về phần những tin tức khác, Tiêu Phàm tìm khắp Tu La truyền thừa, cũng không phát hiện gì thêm. Huyết linh minh côn lấy linh hồn và huyết mạch làm thức ăn, có vẻ như tương tự với áo nghĩa thần ngư. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ trầm xuống nói. Chẳng lẽ áo nghĩa thần ngư bên trong huyết hồ có liên quan với huyết linh minh côn? Mặc dù Tiêu Phàm không thể xác định, nhưng khả năng này rất lớn, áo nghĩa thần ngư sinh ra, tuyệt đối không thoát khỏi can hệ cùng huyết linh minh côn. Chờ đã, ta không phải là có hai bản vẽ sao? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện hai bản vẽ. Tiêu Phàm mở ra tấm bản đồ Tu La Sơn Sơn Mạch, hắn nhớ kỹ phía trên bức đồ này có vẽ về hình dáng huyết hồ. Đây là, đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm vào bản đồ, hắn kinh ngạc phát hiện, trên bản đồ trừ hình dáng của huyết hồ, còn có một vật khác. Trên bản vẽ huyết hồ có bốn nơi, vậy mà có bốn dấu hiệu đặc biệt. Bên trên dấu hiệu miêu tả lấy một số đường vân kỳ lạ. Tiêu Phàm có thể nhận định, bốn đường vân này chính là một loại thần văn phong ấn, nhưng bởi vì đường vân trên bản đồ quá mức đơn giản và mơ hồ, nên Tiêu Phàm không hình dung ra được cụ thể là cái gì. Nhưng liên tưởng đến tin tức ghi chép trong Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm lại nghĩ đến càng nhiều, trầm ngâm nói, chẳng lẽ phía dưới huyết hồ, thực sự trấn áp một con huyết linh minh côn. Nhìn móng vuốt ở phía dưới kia, Tiêu Phàm nhớ lại lần trước nhìn thấy quái vật này, hắn đột nhiên phát hiện, có vẻ như hai lần quái vật này xuất hiện, đều có cũng một chuyện xảy ra.
Đó chính là máu tươi của Tả Giang Lê chảy ra nhỏ vào trong hồ, vậy thì, quái vật này chính là bị lực huyết mạch của Tả Giang Lê hấp dẫn đến. Hơn nữa, Tả Giang Lê rõ ràng cũng biết rõ chuyện này, khi nãy hắn rời đi, cũng không phải là không muốn giết bọn Tiêu Phàm, mà là Tả Giang Lê lười động thủ. Bởi vì Tả Giang Lê tin tưởng, con quái vật này nhất định sẽ xuất hiện, với năng lực của quái vật này, bọn Tiêu Phàm không có khả năng trốn được. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tả Giang Lê sợ gặp phải quái vật này, cho nên mới vội vã rời đi, bởi vì chính hắn cũng không nhất định là có thể là đối thủ của quái vật này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên lại có một nghi hoặc mới, thí thần cùng quái vật này là địch nhân, tương tự, thí thần và linh hồn trong thân thể Tả Giang Lê cũng là địch nhân. Dựa theo lẽ thường mà nói, quái vật này cùng Tả Giang Lê phải là minh hữu mới đúng, tại sao Tả Giang Lê lại sợ quái vật này, mà quái vật này cũng muốn giết Tả Giang Lê. Gào quái vật lại gầm nhẹ một tiếng, rất nhanh chìm xuống mặt hồ, nó muốn giết Tiêu Phàm, hiển nhiên là không có khả năng, dù sao Tiêu Phàm có thể phi hành. Ánh mắt Tiêu Phàm lại lần nữa rơi vào trên bản đồ, sau đó lại rơi xuống huyết hồ, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy lần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, vị trí của dấu hiệu này, sẽ không phải trùng hợp là có linh tuyền ở phía dưới chứ. Thật lâu sau, Tiêu Phàm để phệ hồn liên tục xác nhận quái vật kia đã đi xa, hắn mới vững vàng hạ xuống mặt nước. Lúc này, phệ hồn từ lòng bàn tay Tiêu Phàm chui ra, hướng về phía Tiêu Phàm ea kêu mấy tiếng. Nếu quả thật có linh tuyền, tất nhiên ta muốn xuống dưới. Tiêu Phàm khẳng định nói, hiện tại lo lắng duy nhất của hắn chính là con quái vật kia. Tốc độ của con quái vật này rất nhanh, vạn nhất khi Tiêu Phàm tiến sâu xuống đáy hồ, quái vật lại đánh tới, đến lúc đó hắn muốn trốn cũng không có chỗ để trốn. Phệ hồn lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa như đang nói, người yên tâm, nếu con quái vật kia đến, ta sẽ sớm nói cho người biết. Tin người mới là lạ. Nếu như vừa rồi ngươi kịp thời phát hiện, ta cũng không cần chạy trốn chật vật như vậu. Nhớ lại khi nãy thiếu chút nữa đã bị con quái vật kia đánh trúng, trong lòng Tiêu Phàm vẫn còn thấy hơi tê tê. Nhưng mà, bản thân chẳng lẽ lại thật sự từ bỏ linh tuyền như thế sao? Hiển nhiên là không có khả năng, lần huyết hồ thủy điếu này, nói thật, hắn cũng không có hứng thú quá lớn đối với áo nghĩa thần ngư, trừ phi tìm được áo nghĩa thần ngư khiến Tiêu Phàm vô cùng hài lòng. Chỉ tạm thời mà nói, được hai con bát văn thần ngư hắn vừa mới bắt được kia, hắn không định luyện hóa. Chết thì chết, không bỏ ra giá lớn thì sao có thể đạt được bảo bối. Tiêu Phàm cắn răng nói, sau đó lại nhìn về phía phệ hồn nói, ngươi phải cẩn thận nhìn cho ta mà chết, ngươi cũng không sống được. Dứt lời, Tiêu Phàm nhảy thẳng vào trong hồ nước, trực tiếp lặn xuống đáy hồ. Có phệ hồn, hồ nước căn bản không làm gì được Tiêu Phàm. Tốc độ của hắn rất nhanh, thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ hắn đã chìm vào đáy hồ, độ sâu của huyết hồ vượt qua dự liệu của hắn. Đáy hồ một mảnh đen kịt, một luồng áp lực thật lớn tác dụng lên người Tiêu Phàm, thân thể dẫm lên mặt đất mà đi. Linh tuyền đâu? Tiêu Phàm truyền cho phệ hồn một ý niệm, chỗ này bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, nơi nào có linh tuyền? Nếu như không phải Tiêu Phàm đã luyện hóa phệ hồn, có lẽ sẽ cho rằng tên này đang lừa gạt mình. Phệ hồn khống chế thân thể của Tiêu Phàm, đi nhanh dưới đáy hồ, một lát sau, một tia sáng đột nhiên lọt vào mắt của Tiêu Phàm. Ánh sáng, Tiêu Phàm kinh ngạc, địa phương chim không thèm ị này lại có ánh sáng, chẳng lẽ phía trước chính là linh tuyền? Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm bắt đầu kích động. Tách lúc này, một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm cảm giác luồng sức mạnh chung quanh kia trong nháy mắt biến mất, mà hắn lại đoạt lại quyền khống chế thân thể. Phệ hồn cũng từ lòng bàn tay hắn chui ra. Chỉ có điều, ánh mắt Tiêu Phàm đã hoàn toàn bị cảnh sắc bốn phía hấp dẫn, vị trí của hắn là một không gian màu đỏ máu rộng khoảng hơn 10 trượng. Không gian chung quanh, từng vệt sáng chớp động, quỷ dị ngăn cản hồ nước bốn phía ở ngoài, quả thực là hết sức kỳ lạ. Rồi sau đó, lực chú ý của Tiêu Phàm rơi vào một ngọc đài hình tròn ở không gian trung ương, ngọc đài không lớn, cũng chỉ khoảng 2 trượng. Phía trên bốc hơi lên sương mù mờ mịt. Ở bốn phía ngọc đài, có một ao nhỏ rộng chừng 2 trượng, ở giữa ao nhỏ chảy xuôi chất lỏng màu bạc đậm đặc, phản xạ lại ánh sáng màu huyết hồng, tản ra sinh cơ nồng đậm. Thực sự là linh tuyền. Không đúng, phải nói là thần tuyền, hơn nữa còn là vạn niên ngọc tủy thần tuyền. Tiêu Phàm kích động đến mức chút nữa đã kêu thành tiếng.
nhưng khi hắn nhìn thấy bên trên linh tuyển có một loạt dấu vết của côn trùng, hắn chút nữa đã trực tiếp hành hung phệ hồn một trận. Từ dấu vết xung quanh ao nhỏ, tên phệ hồn này chí ít đã ăn một trong hai phần, chỉ còn lại không đến một nửa cho hắn. Khó trách tên này trong vòng một ngày có thể đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu là đổi lại những người khác, nhiều linh tuyền như vậy, đủ để cho người no đến bể bụng. Phệ hồn vội vàng trốn đến một bên, tựa như sợ Tiêu Phàm nổi giận. Lần sau còn biển thủ, cũng đừng trách ta thiến ngươi. Tiêu Phàm trừng mắt nhìn phệ hồn một cái nói, chẳng qua là khi hắn nghĩ tới linh tuyền như vậy có khả năng còn ba cái, tâm tình của hắn mới miễn cưỡng tốt lên một chút. Phệ hồn bị Tiêu Phàm dọa đến mức cuộn tròn núp ở một chỗ, tên này vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng trước mặt Tiêu Phàm coi như trung thực. Nhìn thấy bộ dáng của tên này, Tiêu Phàm ngược lại có chút không đành lòng, đành thở mạnh nói, lần này cho qua, dù sao ngươi đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng không lãng phí. Phệ hồn nghe vậy, đôi mắt lại bắt đầu đảo loạn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Tiêu Phàm thấy nó như thế, giận không chỗ phát tiết. Nếu không cảnh cáo tên này một chút, thì ba linh tuyển khác cũng sẽ bị nó phá hoại. Tiêu Phàm vung tay lên, một vòng xoáy nhỏ bỗng xuất hiện trước người hắn, sinh ra một luồng hấp lực to lớn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ ngọc tủy thần tuyền bên trong ao nhỏ. Phệ hồn nhìn tốc độ thôn phệ của Tiêu Phàm, trong mắt trợn lên, với tốc độ này, thời gian chỉ cần mấy hơi thở, đã có thể rút ra toàn bộ ngọc tủy thần tuyền. Phệ hồn có chút dục dịch. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm giống như phòng kẻ gian để phòng nó, phệ hồn lại run run. Thời gian không đến 10 nhịp hô hấp, Tiêu Phàm đã thôn phệ toàn bộ ngọc tủy thần tuyền hầu như không còn, chỉ lưu lại một điểm nhỏ, đương nhiên, muốn hoàn toàn luyện hóa hấp thu, cũng cần một khoảng thời gian. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không định luyện hóa hết tất cả ngọc tủy thần tuyền, đồ vật này là thuốc tốt dùng để trị liệu thương thế, so với thần đan còn hữu dụng hơn. Thu xong ngọc tủy thần tuyền, Tiêu Phàm cũng không rời đi, mà đi đến phía trên ngọc đài, nhìn đường vân trên đài ngọc. Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra không gian nhỏ này lại là một trận pháp kỳ lạ, hơn nữa còn là cố ý dùng để ngưng tụ ngọc tủy thần tuyền. Chất liệu của ngọc đài này, chính là dùng thần ngọc cực kỳ hiếm thấy để xây dựng lên. Tiêu Phàm không phá hư ngọc đài này, hắn không biết người nào bố trí ngọc này đài, cũng không rõ sẽ có hậu quả gì nếu phá hư cái ngọc đài này. Nhớ đâu lại gây nên thiên địa dị tượng, đến lúc đó người tu La Sơn sẽ phát hiện, vậy coi như càng thêm phiền phức. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, nhưng khi hắn quay người, lại có chút không bỏ được nên quay lại nhìn ngọc đài một cái. Cũng chính là cái nhìn thoáng qua này, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, phía trên ngọc đài này, vậy mà có một khe hở vuông vức, tựa như một cánh cửa bằng phẳng trên mặt đất. Chỉ là cái cửa này cũng không có vòng cửa. Bằng không Tiêu Phàm cũng muốn thử mở cánh cửa này ra nhìn xem có gì ở trong. Cuối cùng, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, quay đầu rời khỏi không gian này, trong lòng hắn luôn có một cảm giác bất an mãnh liệt, hắn không dám lưu lại chỗ này trong thời gian quá dài. Nhưng trong chớp mắt khi Tiêu Phàm rời khỏi không gian nhỏ kia, một khí tức cực kỳ đáng sợ tràn vào trong lòng Tiêu Phàm. Mượn ánh sáng của không gian nhỏ, Tiêu Phàm nhìn thấy một bóng đen to lớn ngăn trước người hắn. Ép tới khiến hắn không thở nổi. Ngẩng đầu nhìn lại, một đôi con ngươi màu đỏ tươi giống như ngọn núi in vào trong đầu Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm tê cả da đầu. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một móng vuốt to lớn phá vỡ hồ nước, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Cái gì? Tiêu Phàm bị dọa đến toàn thân nổi đầy da gà, uy hiếp tử vong quanh quẩn trong lòng, nghĩ cũng không cần nghĩ, Tiêu Phàm không chút do dự lùi về trong không gian nhỏ. Nhưng mà tốc độ của móng vuốt kia vượt qua dự kiến của Tiêu Phàm không kịp đề phòng, bị một luồng kình phong thổi bay, máu tươi bắn tung tóe. Thân thể hắn cũng thuận thế mà lui vào tiểu không gian thần tuyền, chẳng biết tại sao, chỉ có nơi này mới cho hắn cảm giác an toàn. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm bị đập bay đến giữa ngọc đài, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn trợn to hai mắt nhìn ra ngoài không gian. Lúc này, một đôi mắt rất lớn chậm rãi tới gần. Đôi mắt màu đỏ tươi yêu dị, lớn hơn nhiều so với tiểu không gian này, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng quái vật này lớn cỡ nào. Cho dù là ở trong tiểu không gian kết giới, Tiêu Phàm cũng có cảm giác hô hấp trở lên dồn dập. Thiên thần cảnh, trong đầu Tiêu Phàm có một suy nghĩ, chỉ có thiên thần cảnh mới có thể tạo cho hắn áp lực lớn như thế.
không phải Tiêu Phàm tự kiêu, tu vi dưới thiên thần cảnh, có rất ít người có thể giết chết hắn, lại càng không cần phải nói mang tới cho hắn áp lực lớn như vậy. Đương nhiên, nếu như đang ở trên mặt nước, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngưng trọng như thế, nếu như hắn muốn trốn, dù là thiên thần cảnh bình thường, cũng chưa chắc có thể lấy được mạng hắn. Nhưng ở đây là đáy hồ, Tiêu Phàm không nắm chắc, bởi vì lực cản mà huyết hồ mang cho hắn là không cách nào tưởng tượng, mà con quái vật khổng lồ này lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Bắp thịt cả người hắn kéo căng, đề phòng nhìn quái vật bên ngoài kia, nếu như nó phá vỡ tiểu không gian kết giới, Tiêu Phàm cũng chỉ có trốn vào bên trong tiểu thiên địa. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn có chút bồn chồn, vạn nhất con quái vật này phát hiện sự tồn tại của tiểu thiên địa. Đến lúc đó, tiểu thiên địa có thể chịu được công kích của cường giả thiên thần cảnh không? Giờ phút này, toàn bộ tâm thần của Tiêu Phàm đều tập trung vào trên người con quái vật khổng lồ bên ngoài kia, hắn không biết là, máu tươi từ trên người hắn nhỏ xuống tùng giọt, rơi trên ngọc đài. Một thoáng thời gian, đường vân phía trên ngọc đài lại tản ra quang mang yếu ớt, khi máu tươi nhỏ xuống càng nhiều, đường vân cũng càng ngày càng rõ ràng. Đường vân xung quanh cánh cửa kia càng rõ ràng, cửa đá cũng có thể thấy rõ ràng. Gào lúc này, quái vật khổng lồ ở bên ngoài đã trở lên vô cùng điên cuồng, bắt đầu công kích tiểu không gian kết giới, thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng. Nhưng khiến Tiêu Phàm kinh hãi là, thân thể của con quái vật khổng lồ khi đụng vào kết giới của tiểu không gian, kết giới đột nhiên phát ra quang mang hừng hực, mạnh mẽ ngăn trở một kích của quái vật. Hơn nữa, quang mang của kết giới, tựa như đã làm con quái vật kia bị thương, khiến nó phải lùi lại không ít. Mượn nhờ ánh sáng ở nơi này, Tiêu Phàm cuối cùng cũng thấy rõ con quái vật kia là cái gì, đó là một con vật dài hơn ngàn trượng, trên thân mọc ra vài miếng vây cá, giống như móng vuốt của hồn thú, một mảnh vây cá trong đó càng giống cánh chim. Chỉ là một mảnh vây cá kia dán chặt vào thân thể, căn bản là không thể động đậy, Tiêu Phàm nhìn kỹ mới phát hiện, vây cá kia tựa như bị bẻ gãy, không ngừng thẩm thấu ra chất lỏng đỏ tươi. Không cần nghĩ cũng biết rõ, chất lỏng kia nhất định là huyết dịch của nó. Khi máu tươi của nó chảy ra hồ nước, bốn phía đều bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua vô cùng huyết tinh. Sẽ không phải thực sự là huyết linh minh côn chứ? Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng nói, trong đầu có phỏng đoán đáng sợ, cả huyết hồ rộng lớn này, chính là bị máu tươi của huyết linh minh côn nhuộm đỏ. Gào, quái thú gào thét không thôi, điên cuồng công kích tới tiểu kết giới, tựa như không muốn sống. Một móng vuốt của nó chộp vào trên tiểu kết giới. Tựa như muốn cào nát kết giới, tâm của Tiêu Phàm khẩn trương tới cực điểm, tiếp tục như thế, mình chẳng phải là sẽ phải chết không nghi ngờ. Quái thú công kích một lần lại một lần, bản thân nó giống như phải nhận lấy đau đớn to lớn, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn phá vỡ kết giới, giết Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng lo lắng, con quái vật này phát điên rồi, thật sự vô cùng khủng bố, dù có kết giới ngăn cản, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị chấn động đến rung động không thôi. Nửa ngày sau, quang mang của kết giới cuối cùng cũng ảm đạm xuống không ít, trái tim Tiêu Phàm cũng bắt đầu loạn nhịp, cứ tiếp tục như thế, kết giới cũng có khả năng không ngăn được công kích của con quái vật kia. Nhưng quái vật cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn thân nó bị quang mang kia đâm trúng, máu tươi chảy đầy, nhưng nó không quan tâm. Cuối cùng, kết giới bắt đầu rung rung, cơ hồ đã đạt đến giới hạn bị phá vỡ, mắt thấy quái vật sắp phá vỡ được kết giới. Trái tim Tiêu Phàm chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra. Gào đúng lúc này, phía sau Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một hư ảnh to lớn, gào thét về phía hư không. Không tốt, Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, hắn không nghĩ thí thần lại chạy ra. Hai tên này rõ ràng là địch nhân, nếu thí thần chọc giận quái thú bên ngoài, khiến nó càng điên cuồng, vậy mình chẳng phải sẽ chết càng nhanh sao? Tiêu Phàm đã chuẩn bị tốt để chạy trốn, nếu như đột phá chiến thần đỉnh phong. Ngược lại hắn có lòng tin có thể đối mặt với thiên thần cảnh bình thường, nhưng hiện tại tuyệt đối không được. Nếu ở trên không trung, Tiêu Phàm có thể cùng thiên thần cảnh bình thường cược một lần, đáng tiếc nơi này là sâu dưới đáy nước, thực lực của hắn bị hạn chế rất lớn. Khi Tiêu Phàm đang khẩn trương, một chuyện đáng kinh ngạc xảy ra, chỉ thấy móng vuốt của quái vật kia đột nhiên run rẩy một cái, sau đó chậm rãi buông khỏi kết giới. Nó đang sợ thí thần, hai mắt Tiêu Phàm trợn tròn. Tên này chính là thiên thần cảnh mà, thí thần đúng là mạnh, nhưng mới chỉ là chiến thần đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ thí thần thực sự cường đại như thế sao? Nhưng Tiêu Phàm rất nhanh liền hiểu ra,
con quái vật này không phải sợ thí thần, mà là kinh ngạc, tựa như thí thần không nên xuất hiện ở nơi này. Quái vật truyền ra một trận tiếng kêu cổ quái, nghe trong tai Tiêu Phàm, tựa như đang chế nhạo, lại như đang giễu cợt. Thí thần cũng dương nanh múa vuốt, tựa như đang đả kích quái vật bên ngoài, nhìn thấy tình cảnh này Tiêu Phàm quái dị không thôi. Hắn nhìn thế nào cũng không thấy hai tên này là địch nhân, mà càng giống như một đôi oan gia, dù sao nếu như là địch nhân, nhất định sẽ không chút do dự xông tới chém giết. Nhưng hai thú lại đang chế nhạo lẫn nhau, đả kích thảm trạng của đối phương, tựa như một đôi lão bằng hữu, bởi vì chỉ có bằng hữu mới có thể đối đãi với đối phương như thế. Bọn hắn không phải địch nhân sao? Tại sao hiện tại lại hài hòa như thế? Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống, nếu như con quái vật kia nhất định muốn giết bọn hắn, bằng vào thí thần chưa chắc có thể chống đỡ được. Gào, nhưng lúc này Tiêu Phàm mới phát hiện, bản thân đã suy nghĩ nhiều, chỉ thấy quái vật khổng lồ kia lại đập xuống một móng vuốt, so sánh với vừa rồi càng thêm hung mãnh, khí thế kia cũng càng thêm bá đạo. Kết giới rung động hết sức lợi hại, nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ không bao lâu sẽ bị phá vỡ. Cuối cùng Tiêu Phàm cũng hiểu rõ quan hệ giữa thí thần cùng quái vật này, giữa hai tên này tuyệt đối có thù hận không nhỏ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cả hai có quan hệ vừa là địch vừa là bạn. Nếu như con quái vật kia có thể giết chết thí thần, nó cũng sẽ không nương tay chút nào. Thí thần gầm thét mấy tiếng, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát, nhưng thực lực của nó chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn không có nhục thân, sao có thể là đối thủ của con quái vật khổng lồ kia. Gào, thí thần gầm nhẹ mấy tiếng với Tiêu Phàm, móng vuốt không ngừng khoa lên, Tiêu Phàm đại khái hiểu được ý của thí thần, nhìn xuống dưới chân. Cái này, trong nháy mắt ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào ngọc đài dưới chân, khiến hắn kinh ngạc là dưới chân hắn vậy mà có vô số đường vân đan xen. Huyết văn phong ấn, Tiêu Phàm nhìn một cái liền nhận ra, ngọc đài này cũng là một phong ấn, hơn nữa còn là một huyết văn phong ấn, cần lực huyết mạch đặc thù mới có thể mở ra. Hơn nữa, huyết văn phong ấn này không biết còn cường đại gấp bao nhiêu lần so với huyết văn phong ấn của Tu La Điện mà hắn đã gặp qua. Ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào cánh cửa trên ngọc đài, hắn biết rõ, cánh cửa này khẳng định có thể thông tới một không gian khác. Nghĩ vậy, trên mặt Tiêu Phàm hiện lên vẻ hung ác, hắn cắt qua cổ tay mình, máu tươi tuôn trào chảy xuống đài ngọc. Một thoáng thời gian, những huyết sắc đường vân kia càng thêm rõ ràng, tựa như sống lại. Huyết sắc quang mang từ bên trong đường vân nở rộ, vô cùng lóa mắt. Gào, lúc này, quái vật bên ngoài kết giới cũng gầm hét, xuất thủ càng ngày càng mạnh mẽ và hung mãnh, tựa như Tiêu Phàm động đến vẩy ngược của nó. Đồ vật này rất quan trọng đối với quái vật này ư. Trong nháy mắt Tiêu Phàm hiểu ra, nếu quả thật là như vậy, bản thân càng không thể bỏ qua. Dù sao mình cũng không có khả năng rời đi từ bên ngoài, không bằng trực tiếp mở cửa đá này ra. Có lẽ có thể tìm được đường rời đi huyết hồ. Nhìn quái vật vội vàng sao động, tâm Tiêu Phàm cũng có chút dồn dập, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cửa đá và trên người quái vật. Một lát sau, xung quanh cửa đá trên ngọc đài, đột nhiên tỏa ra một quang mang huyết sắc, cửa đá chậm rãi hiện ra, trên mặt Tiêu Phàm cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Nhưng cũng đúng lúc này, kết giới xung quanh đột nhiên nổ tung, móng vuốt của con quái vật một lần nữa rơi xuống. Hồ nước đều bị nó chém mở. Tiêu Phàm kinh hãi, thân hình hắn lóe lên, vội vàng lao vào bên trong cửa đá kia, cửa đá không rộng lắm, chỉ khoảng 3 thước vuông, nhưng để Tiêu Phàm lọt qua, lại hoàn toàn đầy đủ. Nhưng dù Tiêu Phàm đã tiến vào trong cửa đá, hắn vẫn có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ kia, khi hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy móng vuốt của quái vật gào thét đập tới, tựa như muốn đập nát cả tòa bệ đá. Tiêu Phàm không dám nhìn thẳng, chỉ có thể kinh hãi nhắm hai mắt lại, một kích này, hắn không có khả năng ngăn cản được. Ầm một tiếng nổ vang, khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên là, móng vuốt của quái vật cũng không thể làm hắn bị thương, mà lại bị ngăn bên ngoài cửa động. Chỉ thấy phía trên cửa đá tỏa ra huyết sắc quang mang chói lọi, ngưng kết thành một vòng ánh sáng cỡ nhỏ, chậm rãi khuếch tán về bốn phía. Khi móng vuốt của quái vật đập vào phía trên vòng ánh sáng này, lại bị một luồng sức mạnh cường đại đánh bay. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Phàm, vòng ánh sáng cỡ nhỏ kia tiếp tục khuếch tán, hóa thành một kết giới cỡ nhỏ, bảo vệ không gian ngọc đài, kết giới này giống hệt kết giới trước đó. Trên mặt Tiêu Phàm hiện ra nụ cười hài lòng,
lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được loại bỏ, hắn lúc này mới hiểu rõ, hóa ra kết giới cỡ nhỏ kia không phải là do ai đó bố trí trận pháp, mà là cửa đá tự động sinh ra. Chỉ là không nghĩ tới cửa đá này lại có thể không ngừng sinh ra kết giới cỡ nhỏ, cho dù quái vật bên ngoài hủy hoại được một cái thì thế nào, nó rất nhanh lại có thể sinh ra một cái. Lòng vòng như vậy, dù thực lực của con quái vật kia là thiên thần cảnh, cũng có thể khiến nó mệt chết. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm không khỏi chuyển hướng tới huyết sắc cửa đá này cũng quá hung hãn, tùy tiện sinh ra một tiểu kết giới đã có thể ngăn cản công kích của cường giả thiên thần cảnh. Nếu như có thể đạt được nó, mình chẳng phải là không sợ thiên thần cảnh sao? Khi ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên cửa đá, con người hắn bỗng nhiên co rụt lại, chữ viết cứng cáp hữu lực, phong cách cổ xưa trong nháy mắt in vào trong đầu hắn. Phong thiên, Tiêu Phàm run giọng đọc hai chữ này, với tâm tính của hắn, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Phong thiên, một cánh cửa mà thôi, cũng dám gọi phong thiên. Chẳng lẽ trong cái cửa đá này phong ấn một bộ phận không gian, thực sự phong ấn một mảnh bầu trời sao? Hắn muốn xác nhận một chút, nhưng khi hắn một lần nữa nhìn về phía cửa đá đột nhiên lại rơi xuống ngọc đài, tốc độ rất nhanh, bang một tiếng, nghênh đón Tiêu Phàm chỉ có bóng đêm vô tận. Phong thiên thạch môn, trong lòng Tiêu Phàm vẫn vô cùng không bình tĩnh. Hắn âm thầm lắc đầu, trong này hẳn là không phải phong ấn một mảnh bầu trời, trời chỉ là vật vô hình mà thôi, hoặc có lẽ là một thế giới mà thôi. Nếu như nói cái cửa đá này phong ấn một thế giới, Tiêu Phàm ngược lại có thể tiếp nhận. Tựa như chiến hồn đại lục, muốn thông với thái cổ thần giới, nhất định phải thông qua tinh không cổ lộ, nếu như tuyệt thế cường giả dùng đại thủ đoạn phong ấn tinh không cổ lộ, cũng có khả năng. Cụ thể là cái gì, đi vào nhìn sẽ biết rõ. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng âm trầm. Lúc này, thí thần một lần nữa từ bên trong thần cung của Tiêu Phàm chui ra, nhanh phóng về phía trước. Tốc độ của nó rất nhanh, tựa như rồng vào biển sâu. Hơn nữa, thí thần còn thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc lớn, không biết là kích động hay là vì việc gì. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, nhanh chóng đuổi theo thí thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 96.